Trương Khác nhìn thấy Trần Phi Dung từ trước rồi, gần cổng trường có một chỗ được đèn thủy ngân cao áp chiếu sáng như ban ngày, còn tưởng qua gần một tháng quân huấn ra cô bị chiếu đen nhẻm rồi, nhưng dưới ánh đèn, mặc dù không trắng như thuyết nữa, nhưng phủ lên lớp màu như mật, ánh lên sức sống khỏe khoắn. Cô khoanh tay đứng đó, đôi mắt vẫn lãnh đạm, như con thú nhỏ kiêu ngạo, làm chùn bước các chàng trai muốn tiếp cận. Nhưng khi nhìn thấy bọn họ sau kính, tích tắc nụ cười hiện ra trên môi, làm tim Trương Khác run nhẹ, thầm nghĩ cô ấy không cười thì hơn, nếu không trái tim non nớt đám sinh viên năm đầu sao chịu nổi. Trương Khác đỗ xe bên cạnh Trần Phi Dung, hai cô gái cùng chui vào ghế sau. Đợi bọn mình lâu rồi phải không? Trương Khác nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Phi Dung và Đường Thanh ôm choàng lấy nhau, thật là hâm mộ. Nhận được điện thoại của bạn vừa vặn định ra cổng trường hít thở không khí. Trần Phi Dung giọng trong trẻo. Mình còn tưởng hai bạn phải rất muộn mới tới nơi được, lần trước mình đi xe mất 7 tiếng. Đó là do bạn không đi đường cao tốc, bọn mình đi có hơn 3 tiếng thôi. Trần Phi Dung đi xe khách đường dài, xe vì bắt khách nên đi vòng qua Tân Thái, đường đã xa, đi lại chậm, còn không bằng đi tàu thủy. Trương Khác không đi chiếc xe biển quân đội, nên một số đặc quyền không được hưởng thụ, đỗ lại phòng bảo vệ trình chứng minh thư, đổi giấy ra vào. Sau đó được Trần Phi Dung chỉ dẫn lái xe tới bãi đỗ trước nhà khách. Tất cả công trình của trường học đều mới xây, mỗi nhà khách là cải tạo từ văn phòng cũ, quy mô không lớn, giá lại chẳng rẻ, xong được cái sạch sẽ. Đi ăn nhé. Trần Phi Dung giúp Đường Thanh lấy y phục trong cặp ra, treo từng cái lên mắc. Trương Khác ngồi trên giường liếc nhìn, còn tưởng Đường Thanh lên tỉnh thành sẽ tùy tiện một chút, không ngờ cô nàng chuẩn bị rất tinh tế. Đi cùng với bạn liệu có đột nhiên bị một cục đá ném vào đầu không? Trương Khác cười hỏi, từ bãi đỗ xe đi ra gặp mấy anh chàng gườm gườm nhìn y rồi. Làm gì có, khoa ngoại ngữ của mình có rất nhiều con gái, mình chẳng đáng nói, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận nhé, lát nữa mà nhìn lung tung là có khi bị Đường Thanh lấy đá đập vào đầu đấy. Chỗ bọn mình đi ăn cơm, có rất nhiều cô gái xinh đẹp của khoa ngoại ngữ, khoa pháp luật thích tới. Gặp hai người họ Trần Phi Dung có vẻ rất vui. Nói nhiều thêm một chút. Trương Khác bĩu môi, các cô gái xinh đẹp ba khóa trước ba khóa sau ở Đại học Đông Hải y đều nắm rõ, mỹ nữ cấp Thịnh Hạ, Vệ Lan có một ít, chứ còn hạ hại nước họa dân như Giang Đại Nhi, Trần Phi Dung chẳng có được mấy. Bên phải ký túc xá có một dãy nhà, đó là khu phục vụ sinh hoạt của trường, có bưu điện, quầy tạp hóa, ngân hàng, còn có quán cà phê và quán ăn. Trương Khác mặc dù vừa vào Đại học Đông Hải là ở khu trường cũ nhưng khá quen thuộc nơi này. Khi y lập CLB cờ vây, bạn học ở trường mới là dễ lừa tiền nhất, dù sao nơi này chỗ giải trí ít, nên bị y tới vét nhẵn túi. Nhà ăn học sinh lúc này không mở cửa, trong quán cà phê có khu nhỏ phục vụ đồ Tây. Nơi này chỉ có cà phê hòa tan thôi, giá lại cao, nhưng thức ăn không tệ, có điều các đôi tình nhân sinh viên mấy người có tiền vào đây. Trong trí nhớ của Trương Khác, đến khi y nhập học, quán cà phê kinh doanh thất bại chuyển thành quán giải khát. Trần Phi Dung. Trương Khác đang muốn theo hai cô gái vào quán cà phê thì nghe thấy có chàng trai ở đằng sau gọi, Trần Phi Dung lờ đi như không nghe thấy, khoác tay Đường Thanh tiếp tục đi vào bên trong. Trương Khác tò mò quay đầu lại, thấy một chàng trai khuôn mặt gầy gò nhưng khá tuấn lãng đang đi tới bên này, đằng sau hắn còn hai người nữa, chắc là đi qua đây nhìn thấy Trần Phi Dung. Trương Khác đứng lại không đi nữa, Trần Phi Dung hơi cau mày, đành quay đầu lại, nói. Hồ Kim Tinh, bạn tìm tôi có việc gì? À, có chuyện muốn trao đổi với bạn, gọi điện tới túc xá của bạn không tìm thấy. Hồ Kim Tinh trả lời Trần Phi Dung, nhưng mắt lại nhìn Trương Khác không che giấu sự thù địch. Sau hội diễn, tôi nghĩ khoa chúng ta có thể tổ chức một hoạt động trong hai ngày nghỉ, để mọi người mau chóng làm quen với nhau. Tôi đã trao đổi với thầy Vương, thầy ấy bảo tôi đi tìm bạn cùng suy tính, bạn thấy tổ chức vũ hội được không? Trương Khác đút tay vào túi, miệng nhếch lên, y còn nhớ một chút tên Hồ Kim Tinh này. Ở trong hội sinh viên, hình như gia cảnh không tệ. CLB cờ vây Trương Khác tổ chức không được hội sinh viên thừa nhận, bình thường có chút bất hòa với hội sinh viên, nhưng bây giờ tất nhiên y chẳng để vẻ khiêu khích của Hồ Kim Tinh vào trong lòng, nghe y nói có vẻ, Trần Phi Dung cũng là cán bộ hội sinh viên. Trường mới toàn là tân sinh viên, cán bộ sinh viên cùng ban cán bộ của hội sinh viên đều được giáo viên chỉ định, có thể do học tập tốt hoặc cũng do điều kiện gia đình ưu việt. Tặng quà cho lãnh đạo khoa, đương nhiên đơn thuần có thể do nhìn vừa mắt. Vừa vào trường đã được vào hội sinh viên, chắc chắn có thể lười biếng trong quân huấn, khi người khác đang phơi nắng tập đi đều, có thể lấy cớ nấp vào phòng hoạt động đánh bài,
nếu trong hội sinh viên có vài cô gái xinh đẹp, thì càng tiêu dao vô cùng, thành tích quân huấn lại còn cao hơn người khác. Nếu tới trường đại học chỉ muốn tán gái, vào hội sinh viên sẽ rất thuận tiện, nếu không thấy cô gái xinh đẹp ở lớp khác không có cớ mà bắt chuyện, tên Hồ Kim Tinh này có vẻ rất biết lợi dụng ưu thế tổ chức. Trường khác vừa vào đại học Đông Hải cũng lăn lộn ở hội sinh viên 2 tháng, tới khi khiến một cô bé say rượu cũng trong hội sinh viên vừa khóc vừa làm ầm ĩ trước mặt mọi người, y không còn mặt mũi nào ở lại nữa, đành tổ chức CLB cờ vây chơi, giờ nhớ lại vẫn mang vết thương lòng, có điều là vết thương lòng của người khác. Trong khoa muốn tổ chức hoạt động à? Trần Phi Dung đưa ngón tay mịn như bạch ngọc trống lên cằm, môi hồng mím lại, nghĩ một lúc rồi nói, ngữ khí vẫn lãnh đạm. Bạn học của tôi tới thăm, tôi xin nghỉ phép. Họ là bạn học của bạn à? Hồ Kim Tinh mắt nhìn sang Đường Thanh, thiếu chút nữa mắt rớt ra ngoài tròng, càng khó chịu với Trương Khác, nhưng ra vẻ phóng khoáng. Nếu bạn học của bạn đã tới đây chơi, vậy cùng tham gia vào hoạt động của khoa càng tốt, ai bảo khoa ngoại ngữ âm thịnh dương suy, tôi còn đang định tới khoa khác mượn người đấy. Trương Khác cũng hay kéo Đỗ Phi trà trộn vào vũ hội của khoa ngoại ngữ, có thể làm quen rất nhiều cô gái xinh đẹp, hiện giờ tuy chưa vào Đại học Đông Hải, ôn lại kỷ niệm cũ trước cũng không phải là chuyện xấu, cợt nhả nói với Trần Phi Dung. Ôm ấp nhau khiêu vũ cũng không tệ đâu, để mình kéo thêm vài người bạn từ trường xây dựng tới. Các bạn học trường xây dựng sao? Hồ Kim Tinh thật không ngờ cô gái kiểu diễm tú lệ như Đường Thanh lại là học sinh trường chuyên sản sinh ra lưu manh rác rưởi. Hắn rất khinh bỉ các cô gái xinh đẹp mà não rỗng, nhướng mày lên, nghĩ tới cảnh vũ hội bị mấy tên lưu manh trà trộn vào đụng chạm chân tay, còn chẳng náo loạn lên sao. Thấy tướng mạo Trương Khác tuy không tệ, thầm nghĩ Trần Phi Dung chưa chắc nhìn chúng loại người này, Hồ Kim Tinh bắt đầu hối hận vì mời họ rồi, chỉ là không tiện nuốt lời ngay, chỉ nói. Ngày mai trước hội diễn, mọi người sẽ họp bàn chuyện vũ hội. Rồi không ở lại nữa, kéo hai bên bạn học đi. Hồ Kim Tinh vờ vịt không quay đầu lại, lúc bỏ đi người hơi cứng, hai tên bạn vừa đi vừa quay đầu lại, không khác gì Trương Khác lúc nhìn thấy mỹ nữ, nên y thấy hai tên tiểu tử này thân thiết hơn. Sao bạn nói chúng ta ở trường xây dựng? Đường Thanh nghi hoặc hỏi. Trường xây dựng chuyên sản sinh lưu manh, nói ra cho hắn khinh bỉ. Nếu nói là Đại học Bắc Kinh, tên nhóc đó nhất định dính lấy không chịu đi. Trương Khác bĩu môi. Mình cũng không muốn bị người ta cầm đá ném vỡ đầu. Bỏ ra hai ngày chơi đâu phải dễ. Trần Dung nghe Trương Khác nói thế thì bật cười. Bạn đúng là gian manh. Đường Thanh cười hi hi, ôm vai Trần Phi Dung nói. Cậu ta trông cũng đẹp trai đấy chứ, có điều mắt trông quai quái, có phải là muốn cóc khẻ ăn thịt thiên Nga không? Thịt thiên Nga luôn bị cóc khẻ ăn thôi. Trương Khác cười, đặt tay lên vai Đường Thanh. Đó là vận mệnh các mỹ nữ chạy không thoát. Chủ tịch hội sinh viên khoa ngoại ngữ. Đợi Hồ Kim Tinh đi xa, khuôn mặt Trần Phi Dung khôi phục nụ cười rạng ngời. Hình như trong nhà có người thân làm quan, giáo viên trong khoa cũng lấy lòng hắn. Ngữ khí có chút khinh bỉ, mang loại khổ não vì bị làm phiền. Trương Khác gặp ngữ khí này của Trần Phi Dung nhiều rồi, trước kia cố dùng để nói với y chứ còn ai, vào được Đại học Đông Hải không phải ai ai cũng là học sinh giỏi, có vài người dựa vào quyền thế đi cửa sau rất bình thường. Cái thái độ này của Hồ Kim Tinh nếu được Trần Phi Dung nhìn chúng thì trước kia Triệu Ti Minh ăn đòn oan à. 2 năm qua mình bị nhiều ánh mắt lạnh nhạt như thế cũng oan nốt à. Bạn cũng trong hội sinh viên sao? Đường Thanh và Trần Phi Dung khoác tay nhau đi vào quán cà phê, miệng hỏi không ngừng, cô nàng tràn ngập khao khát cuộc sống sinh viên. Hội sinh viên có hay hơn hội học sinh không? Bị kéo đi làm tráng đinh thôi. Trần Phi Dung cười bất đắc dĩ. Lúc đầu nghĩ vào đó có thể tránh phơi nắng bên ngoài, không ngờ còn ngán hơn cả chuyện phải phơi nắng, thời học sinh vẫn vui hơn. Bị người khác bám lấy tất nhiên là không vui gì, nhưng nếu muốn kiếm cớ bám lấy người khác thì đúng là rất vui. Trương Khác không cắt ngang hai cô gái trò chuyện, đứng ở cửa quán sát quán cà phê, ánh sáng bên trong hơi tối, nhưng chưa tối tới mực có thể cho người ta muốn làm gì thì làm, đều là bàn 4 người ngồi, chỉ có 2-3 đôi nam nữ ở bên trong. Trương Khác cầm thực đơn lên. Vừa nghiên cứu vừa hỏi ý kiến Đường Thanh, Trần Phi Dung không đói lắm, chỉ gọi một cốc cà phê. Đường Thanh ngồi đối diện với Trần Phi Dung, luôn mồm hỏi cuộc sống thời đại học, gần 1 tháng gần như nhốt trong trường quân huấn, cuộc sống đại học chưa thấy đâu, nhưng lại kéo không ít ong bướm tới bám lấy. Đường Thanh rất thích loại chuyện này, hai cô gái vừa thì thầm vừa người khúc khích. Mình cứ thắc mắc sao điện thoại của bạn khó gọi thế, mỗi ngày mấy chục bức thư tình, chỉ nghĩ đã thấy đau đầu.
con trai sao ai cũng vô lại thế nhỉ, mình chỉ nghĩ mỗi Trương Khác mới như vậy. Trương Khác gõ gõ tay lên bàn, nhắc Đường đại tiểu thư chú ý ngôn từ. Đường Thanh chỉ lườm y một cái, không thèm để ý. Vậy bạn đau đầu lắm hả? Bao nhiêu người quấn lấy như thế, chẳng làm được việc gì cả. Biết phải làm sao, bình thường mình trốn ở phòng bên cạnh. Trần Phi Dung rất nhớ cuộc sống đơn thuần bình lặng hai năm qua, mặc dù thi thoảng có gặp những ánh mắt khác thường, nhưng không ai quấy rầy, có thể làm việc mình muốn, cảm giác không tệ, nhìn Trương Khác đang cúi đầu xem thực đơn, đột nhiên nhận ra y mang lại cho người ta cảm giác thật ấm áp. Chương 410, khi người ta già. Hay là mình cho bạn mượn Trương Khác để đuổi đám không biết tự lượng sức đi. Đường Thanh ngoẹo đầu nói. Bạn ấy giỏi nhất chiêu này. Hả? Thấy Đường Thanh kéo mình vào, Trương Khác kiên quyết lắc đầu. Mình không làm chuyện bị người ta ném đá này đâu. Vì sao không làm? Đường Thanh trừng mắt lên. Chỉ đuổi bọn cóc vô lại đi thôi mà, trước kia bạn chả đuổi Triệu Ti Minh đó thôi. Hai chuyện này khác nhau, mình vốn ngứa mắt với Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh. Trương Khác cau mày nói. Sinh viên Đại học Đông Hải ai nấy phong lưu tiêu sái, anh Tuấn ngời ngời, đa tài đa nghệ hơn mình có tư cách gì ngứa mắt với người ta. Trong Đại học Đông Hải, sinh viên có ỷ quyền thế bắt nạt người khác không ít, nhưng rất ít người dám làm càn trong trường, dù sao Đại học Đông Hải là một trong số trung tâm học thuật trong nước, tùy tiện tóm một giáo sư cũng là nhân vật ghê gớm, đám sinh viên lại toàn cho mình là tinh anh quốc gia, có chút động tĩnh gì là du hành thị uy. Đâu có giống mấy trường hạng ba hoặc trường trung học địa phương. Trần Phi Dung ở đây nhiều lắm là gặp chút phiền toái chứ không có gì to tát, quan trọng nhất là Trương Khác muốn một năm sau vào đây hưởng thụ cuộc sống đại học, sao rước chuyện này lên người được. Như Giang Đại Nhi sau khi thành danh, mỗi lần tới chơi y không dám đi cùng cô, sợ người ta nhớ mặt, thấy Trần Phi Dung mặt mày có chút phiền muộn, nói. Nếu bạn thấy phiền toái thì chọn lấy một anh chàng nào đó đi, chỉ cần danh hoa có chủ rồi. Nếu kẻ nào bám lấy bạn, thả chủ của bạn ra cắn kẻ đó. Trần Phi Dung hé miệng cười. Chỉ thấy hơi phiền thôi, mình đâu còn là cô bé thời cao trung nữa, có điều bạn định tới vũ hội của khoa mình thật à? Còn hai ngày không biết làm gì mà, đi cũng được, chuyện vũ hội người đó chỉ kiến nghị thôi mà, sẽ tổ chức thật sao? Có lẽ, Trần Phi Dung nhíu mày, tựa hồ không thích nhắc tới Hồ Kim Tinh. Kẻ đó làm việc rất bá đạo, lại thích phô bày. Giáo viên trong khoa còn lấy lòng hắn. Trương Khác thầm nghĩ, cô bé Trần Phi Dung này rất thông minh, tên tiểu tử Hồ Kim Tinh bày ra trò gì, trong mắt cô ấy cũng như khỉ diễn trò thôi, làm càng nhiều càng bị ghét. Ngồi trong quán cà phê một lúc rồi tới sân trường tản bộ, trên trời không có trăng sao, nhưng đèn đường sáng, nhìn trời mập mờ mây mù, tựa hồ sắp mưa rồi, tỉnh thành nhập thu, đêm thường có cơn mưa bất ngờ. Vì quân huấn đại đa số nam sinh trong trường đều mặc quân phục màu xanh lục. Cắt tóc ngắn, chỉ có các cô gái thích đẹp, cho dù chỉ có chút thời gian tự do cũng không ngại phiền phức đi thay đồ thường ngày ngay lập tức. Trương Khác để tóc dài che kín tai, mặc áo đắt tiền, đi trong sân trường khá bắt mắt, khiến người đi qua ngoái lại nhìn liên tục, đương nhiên y tự sướng nghĩ thế thôi, quan trọng là do hai cô gái xinh đẹp đi bên cạnh y. Trần Phi Dung nhàn nhã dạo bước, cô rất vui vì Đường Thanh tới thăm, có thể do quá xuất sắc, khiến nam sinh bám lấy, làm bạn học trong túc xá bài xích. Dù cô rất kiên cường, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy cô đơn. Tô Nhất Đình ngày mai cũng tới Tân Phổ chơi đấy. Trần Phi Dung đá một viên đá nhỏ giữa đường, nhìn Đường Thanh một tay ôm cánh tay mình, một tay nắm ống tay áo Trương Khác lắc lư, mỉm cười nói. Thế à? Đường Thanh mừng rỡ. Bọn họ không phải hội diễn sao? Không, chỉ có mấy trường ở bên Tân Phổ là tổ chức hội diễn thôi. Vậy thì hay quá, mai bạn không rảnh chơi với mình. Trương Khác thực ra rất buồn chán, mình đang không biết làm gì đây. Mình buồn chán à? Trương Khác buồn bực nhìn Đường Thanh. Mà Tô Nhất Đình à ai? Là bạn cùng bàn của Phi Dung, bạn biết cơ mà. Ồ, Trương Khác nhớ ra cô gái răng hơi chìa ra ngoài phải đeo niếng, trước kia trêu ghẹo Trần Phi Dung bị cô ta giáo huấn cho, cũng bị cô ta lườm nguýt nhiều lần, tên thì không nhớ, y chìa răng ra. Là cô ấy à? Răng bạn ấy chỉnh lại rồi. Hiện giờ xinh lắm đấy. Đường Thanh cười khanh khách, đưa tay muốn bẻ răng Trương Khác. Trước kia bạn ấy cũng không tới nỗi như thế, bạn quá đáng. Trương Khác nghĩ cô gái đó nếu chỉnh lại răng, tuy không phải là đại mỹ nhân, nhưng cũng rất thanh tú, tính tình lại hoạt bát làm người ta rất thích, thì ra thi vào đại học sư phạm rồi, các cô gái nơi đó cũng rất đáng hoài niệm.
Trường mới chỉ xong công trình kỳ đầu, xung quanh trống không, chẳng có mấy chỗ để ngắm, ba người lại hăng hái vui vẻ đi khắp một vòng, tới tận giờ ký túc xá quy định tắt đèn mới đưa Trần Phi Dung về trước. Khả năng đều là do tân sinh viên, ngoài ký túc xá nữ chỉ có 3-4 đôi triền miên mà thôi, hơn nữa chỉ nắm tay lưu luyến, không có cảnh nóng bỏng hôn hít nhau cách hàng rào. Trương Khắc đứng ở ngoài đường nhìn Trần Phi Dung đi vào, Đường Thanh hiếu kỳ hỏi. Sao không đi vào thêm một chút, có nhiều cô gái xinh lắm đấy. Trương Khắc mỉm cười. Muốn nhìn mỹ nữ thì nhìn bạn là đủ rồi. Y nhìn thấy một cô gái khoa văn mà mình từng bội bạc đang nắm tay một chàng trai nói chuyện trước cổng ký túc xá, mặc dù cô gái đó hiện giờ không quen y, còn y bây giờ cũng không có tâm tình tán tỉnh cô, chỉ là nhìn thấy rồi trong lòng có chút thiếu tự nhiên. Đường Thanh rất hài lòng với câu trả lời của Trương Khắc, đắc ý hết cái mũi nhỏ lên, vẫy tay với Trần Phi Dung đang quay đầu nhìn lại bên này, kéo tay áo Trương Khắc về nhà khách. Đã qua giờ ký túc xá tắt đèn, trên đường không còn ai nữa, Đường Thanh chuyển sang khoác cánh tay Trương Khắc, mặc dù Trương Khắc có hiểm nghi cố ý đụng chạm vào ngực mình, cô vẫn ôm tay Trương Khắc thật chặt. Mình rất muốn học cùng trường với bạn, chỉ nghĩ tới mỗi ngày được bạn đưa về túc xá đã hạnh phúc lắm rồi. Vậy bọn mình cùng thi vào đây là được rồi. Đường Thanh khổ não lắc đầu. Mình đã đồng ý với mẹ thi vào trường nước ngoài, mẹ mình nhớ kỹ lắm, cho dù đến khi mình 80 tuổi, mẹ mình sẽ lấy ra cằn nhằn, mình không dám làm trái ý mẹ. Thấy Trương Khắc hết ngoẹo đầu sang trái lại ngoẹo sang phải, gãi gãi gáy, hỏi. Nghĩ gì thế? Tưởng tượng không ra, bạn 80 tuổi mẹ bạn hơn 100 tuổi, hai bà già ngồi cằn nhằn. Trương Khắc lắc đầu làm bộ thở dài. Không cho nghĩ. Đường Thanh giữ lấy đầu Trương Khắc lắc mạnh, cứ như muốn đuổi đi hình ảnh tuổi già của mình trong đầu Trương Khắc. Không được tưởng tượng, vĩnh viễn không được tưởng tượng. Mỹ nhân luôn sợ già, Trương Khắc dịu dàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đường Thanh. Mình đọc bài thơ của Diệp Chi cho bạn nghe nhé. Ừ. Đường Thanh dựa vào vai Trương Khắc. Trương Khắc nhìn trời, tầng mây rất dày, ánh đèn đường, nhẹ giọng đọc. Khi em già tóc bạc trắng. Chân đi chậm chạp. Anh sẵn lòng dìu em. Quay đầu nhìn lá phong đỏ rực núi. Khi em mệt khi em buồn. Hoặc khi em bị bệnh tật bám lấy. Anh nguyện nghe em cằn nhằn. Bầu bạn với em ở trước giường. Đường Thanh nghe tới mê say, nhìn khuôn mặt chan chứa tình cảm chân thành Trương Khắc dưới ánh đèn, nước mưa nhỏ vào cổ cũng không có cảm giác, như có dòng suối đầy mật ngọt chảy trong lòng. Trương Khắc đọc xong một lúc rồi, mới tỉnh lại, nũng nịu nói. Mình còn muốn nghe dịch văn của Phi Bạch. Còn một yêu cầu nữa, bài này chỉ được đọc cho mình nghe thôi đấy. Hoàn toàn không vấn đề. Trương Khắc ôn nhu nhìn Đường Thanh. Khi bạn già rồi, mái tóc bạc phơ, ngồi ngủ gật bên bếp lò, bạn hãy nhớ bài thơ này. Còn chưa đọc xong mưa đã lớn lên, nước mưa rơi lộp bộp trên đường xi măng. Trương Khắc cởi áo jacket ra, quàng tay qua cổ Đường Thanh, chùm lấy đầu hai người, vừa chạy về nhà khách, vừa đọc lớn. Từ từ ngâm ra, nhớ lại đôi mắt em năm xưa. Bóng dáng yêu kiều tha thướt. Có học sinh trốn mưa chạy qua lầm bầm. Một đôi thần kinh, mưa to thế này còn có tâm tư đọc thơ. Trương Khắc quay đầu lại hét lớn. Bọn tôi bị thần kinh đấy. Làm người đó hoảng sợ chạy ù đi. Bạn mới là đồ thần kinh, mình không đi với người thần kinh. Đường Thanh cười khanh khách, chạy ra cơn mưa, hai tay vui sướng múa lên, hướng về phía nhà khách. Chương 411, loạn thạch bên sông. Nhà khách hôm nay đã đầy khách rồi, có cha mẹ tới trường thăm con, có bạn bè trường khác tới thăm bạn như bọn họ. Có điều hai người bọn họ tới thăm Trần Phi Dung, quan hệ đơn thuần hơn nhiều. Chạy vào mái hiên, Đường Thanh tâm tình vẫn rất ngọt ngào hưng phấn, đưa tay hứng nước mưa trên mái nhỏ xuống, bên trong rất nhiều người tránh mưa, toàn là tổ hợp nam nữ, cơn mưa đột nhiên làm rất nhiều người có được cớ không về túc xá. Trường khác đưa mắt nhìn quanh, người bị kẹt mưa trong nhà khách chẳng ai buồn. Đôi mắt còn có vẻ mừng thầm, khẽ thở dài, đêm nay trên đời mất đi rất nhiều xử nam xử nữ. Một tia chớp như con rắn bạc chui ra khỏi tầng mây, còn chưa đợi tiếng sấm nổ vang lên, Đường Thanh đã chui vào lòng Trương Khắc, rất nhiều cô gái đứng trong hành lang cũng nhào vào lòng bạn trai. Trương Khắc cười híp mắt, không phải tìm cái cớ gì nữa, đêm nay Đường Thanh chắc chắn không dám ngủ một mình. Trông Trương Khắc không hề giống tân sinh viên, quá nửa cho rằng Đường Thanh là sinh viên ở đây. Nhìn mỹ nhân nép vào lòng y đi cùng vào một gian phòng, rất nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen tị, ôi mỹ nhân cấp bậc này mà lại cho xúc sinh ngoài trường hưởng lợi. Trương Khắc cài then cửa vào, lấy khăn lông đưa cho Đường Thanh lau khô tóc,
treo y phục bị ướt lên giá, bảo Đường Thanh đi tắm trước. Đường Thanh lần này chuẩn bị rất đầy đủ, tắm xong đi ra còn mặc chiếc ngủ trắng tinh mỏng hết sức, chắc cô nàng được một chuyến sổ lồng nên mới buông thả như thế, Trương Khắc thì khát khao cô chỉ mặc mỗi quần áo lót, để được ngắm ngọc thể hương diễm mê người, có điều cô nàng vừa tắm nước nóng xong, hàng mi ướt mềm, đôi mắt ươn ướt, gò má hồng hào, cánh môi đỏ mọng, trên người tỏa một hương thơm thanh đạm, mê đắm không sao tả xiết. Trương Khắc tắm qua loa rồi ra, thấy Đường Thanh đang cầm ly thủy tinh nhìn màn mưa bên ngoài, thi thoảng có tia chợp xẹt qua bầu trời. Ngày mai mưa không tạnh, không biết hội diễn có bỏ không? Đường Thanh quay đầu lại, thấy Trương Khắc chỉ mặc mỗi chiếc quần xịp, mặt đỏ lên, vội chuyển ánh mắt đi. Mưa to thế này sẽ không lâu đâu. Trong phòng không có điều hòa, chỉ mặc quần xịp có hơi lạnh, Trương Khắc ngồi sau lưng Đường Thanh, ôm cơ thể cô vào lòng lấy hơi ấm. Mình cũng đi Hong Kong học được không? Đường Thanh đặt cốc nước xuống, quay mình lại, lòng bàn tay đặt lên ngực Trương Khắc, có chút do dự hỏi. Trương Khắc biết cô nói cũng, không phải chỉ chuyện Thịnh Hạ cũng học ở Hong Kong, mà là nói tới Hứa Tư, chủ đề này trước kia Đường Thanh cũng đã tùy ý nói qua, nhưng lần này rất chính thức, hai tay ôm lấy gò má trơn như mỡ đông, nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng như vầng trăng trên cao, vẻ đẹp thanh lệ đó làm y rung động sâu sắc, biết cô không muốn trái ý mẹ, lại sợ ra nước ngoài quá cô đơn. Mình nghĩ từ năm sau trở đi, cơ hội mình tới Hong Kong rất nhiều, vừa khéo có thể thăm bạn. Thật không? Đường Thanh không tin lắm. Mình có mấy cái gan mà dám lừa bạn. Trương Khắc hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ nhắn của cô nàng. So với lo chuyện khác, chẳng bằng lo trường học không nhận đơn của bạn. Tuy nói Hong Kong năm sau trở về nhưng Đại học Hong Kong chiêu sinh cả học sinh nội địa là chuyện sau này, năm 96 nộp đơn vào đó có hơi khó, nhưng không phải không thể. Đường Thanh quay đầu lại, đem mái tóc kề vào cổ Trương Khắc, lòng thầm nghĩ, cô gái kia là người thế nào? Thi thoảng cô cũng thăm dò Trần Phi Dung, nhưng cảm giác rất mơ hồ. Nhớ lại mùa hè năm 94 mình thật vô dụng, chỉ biết trốn vào phòng khóc, nếu không có Trương Khắc cuộc sống của mình sẽ biến thành tồi tệ thế nào? Ngửa đầu lên thấy Trương Khắc đang ngắm mưa ngoài trời, lại nghĩ, tới Hong Kong liệu có chạm trán cô ta không? Cô hơi sợ, lại hơi chút mong đợi, vì nam nhân đằng sau, cô muốn biết mọi thứ về y, dù phải đối diện với thứ mình sợ hãi. Ôm nhau trong chăn thù thì tâm tình, nghe tiếng mưa, thi thoảng có ánh chớp chói lòe qua ổ cửa, những nỉ non, tiếng trêu ghẹo, hờn dỗi, mắng yêu thi thoảng vẫn vang lên, mưa tan, chớp ngừng, bên ngoài có ánh mặt trời hửng lên, hai người mới chìm vào giấc ngủ, bốn chân tay cuốn chặt lấy nhau. Cộc 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 Trần Phi Dung ở ngoài gõ cửa. Đường Thanh, phải dậy rồi. Á Đường Thanh cuống cuồng ngồi dậy. Hết rồi, thanh danh cả đời của bản cô nương thế là bị hủy rồi, Phi Dung nhất định sẽ cười mình. Bảo bạn về phòng mà ngủ bạn không nghe, bạn xem đó. Thanh danh cả đời của mình mới bị hủy ấy. Trương Khắc mặt rất vô tội, nhìn nửa bầu vú trắng mịn của Đường Thanh lộ ra dưới chiếc váy ngủ sộc sạch. Bạn tưởng rằng ôm con tiểu yêu tinh bạn ngủ mà kìm nổi không làm việc đó dễ lắm à? Trương Khắc đứng dậy, chỉ thằng em như muốn phá quần xịp chui ra. Bạn hỏi nó xem, nó có khó chịu không? Muốn chết à? Đường Thanh cười khúc khích, muốn đưa tay ra đánh thứ đó, cuối cùng xấu hổ không dám, lấy chăn bọc người Trương Khắc lại, dỗ dành. Ngoan đi, mặc y phục vào. Trong đầu thì đang vắt óc tìm một cái cớ bưng tai trộm chuông giải thích lý do Trương Khắc ngủ trong phòng mình. Cốc cốc cốc, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nhưng nhẹ hơn, Trần Phi Dung tựa hồ nghe thấy tiếng Trương Khắc, ở ngài cố nhịn cười. Hay là bọn mình ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi quay lại. Bên cạnh Trần Phi Dung còn có cô gái khác nói. Là Tô Nhất Đình, trời ơi, mấy giờ rồi? Đường Thanh thấp giọng nói với Trương Khắc, lúc này đã 9 giờ, lại nói lớn ra với bên ngoài. Không cần đâu, mình sắp mặc xong y phục rồi. Đường Thanh có mặc áo ngủ gặp bạn gái cũng chẳng sao, ném y phục lên người Trương Khắc, trừng mắt lên uy hiếp. Phi Dung mà cười mình thì bạn chết chắc. Phi Dung cười bạn thì liên quan gì tới mình. Trương Khắc mặc y phục chỉnh tề vẫn bị Đường Thanh đẩy vào phòng tắm, đại khái cảm thấy Trương Khắc ở đây sẽ rất mất mặt, lúc này mới ra mở cửa. Trần Phi Dung đi vào, tay còn xách đồ ăn sáng, Trương Khắc tay cầm bàn chải đánh răng nhìn ra ngoài, Tô Nhất Đình sau khi chỉnh lại răng đúng là xinh đẹp hơn rất nhiều, đủ khiến khối nam sinh tơ tưởng. Tô Nhất Đình hiển nhiên không ngờ Trương Khắc và Đường Thanh lại ở cùng một phòng, mắt hạnh trợn tròn nhìn họ. Ánh mắt chấn động không tin nổi, cứ như bọn họ làm chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy. Trương Khắc đưa cốc lên, nói tỉnh queo.
phòng mình bị tắc nước. Là càn bộ hội sinh viên, Trần Phi Dung được hưởng một vài đặc quyền cô không cần tới thao trường chuẩn bị những bước cuối cùng như sinh viên khác, có thời gian làm và việc vặt. Đường Thanh có đem một vài chuyện thân mật với Trương Khắc tiết lộ với Trần Phi Dung rồi, cô mỉm cười, đêm mưa xa nhà, ai chẳng muốn ngủ trong lòng người yêu. Trần Phi Dung đặt đồ ăn sáng lên bàn. Có sữa đậu, quẩy, bánh bao, ở đây ba món này là còn ăn được, mình đi họp đây, gửi Tiểu Đình cho các bạn nửa tiếng. Tô Nhất Đình do dự, tựa hồ cảm thấy ở gần Trương Khắc một chút thôi sẽ làm tâm linh thuần khiết bị vấn bẩn, chỉ là không có cơ hội lựa chọn, Trần Phi Dung bày xong đồ ăn sáng là đi mất rồi. Trương Khắc rửa mặt xong đi ra, nghe Tô Nhất Đình kể với Đường Thanh cô học khoa số học, liền hỏi. À, khoa các bạn có phải có một cô gái tên là Hà Huyền? Tô Nhất Đình tròn mắt. Cậu quen mầm họa Hà Huyền của chúng tôi. Mầm họa. Trương Khắc vỗ đầu. Cô ấy lúc này đã được gọi là mầm họa rồi. Sao lại gọi là lúc này? Sao cậu quen cô ấy, có nghe cô ấy nhắc tới cậu đâu? Đó là hoa khôi trong số tân sinh viên trường mình, đều là mầm họa giống Đường Thanh và Trần Phi Dung. Chết thôi, sao tôi khổ thế cơ chứ, bao giờ mới có thể tới chốn không có mỹ nữ đây? Trương Khắc đương nhiên quen Hà Huyền, chỉ là ở một kiếp sống khác, còn do y gọi cô là mầm họa đầu tiên, nếu chẳng phải Trần Ninh đột nhiên xuất hiện làm y thay đổi con người, thì Hà Huyền sẽ là đối tượng tiếp theo y ra tay. Sau khi tốt nghiệp đại học rất lâu, một lần qua Huệ Sơn gặp Hà Huyền đang làm ở ngân hàng quốc tế, ôn lại chuyện cũ, Hà Huyền từng nói năm xưa dù được anh lừa dối tình cảm cũng tốt, làm Trương Khắc hối hận không thôi, khi đó Trương Khắc coi Hà Huyền là một trong số ít bạn khác giới có thể chuyện trò, sớm đã bỏ tâm tư lừa người ta lên giường rồi. Hà Huyền họa nguyên, mầm họa, phát âm giống nhau. Trương Khắc không sao trả lời được câu hỏi của Tô Nhất Đình, đáp cho qua. Nghe người ta kể. Đường Thanh, bạn phải trông chừng kỹ Khác đại thiếu gia nhà bạn đó, cậu ta toàn nghĩ tới cô gái xinh đẹp thôi. Tô Nhất Đình cảnh cáo Đường Thanh, rồi quay lại nói. Cậu quá phong lưu đấy, phải nói là đại phong lưu, tôi sẽ về nói với Hà Huyền có một kẻ siêu cấp phong lưu nhắm tới cô ấy. Siêu cấp đại phong lưu. Đường Thanh đứng dậy bẹo má Trương Khắc. Không cho phép nghĩ tới cô gái khác, biết chưa hả? Rồi nặn mặt y thành đủ hình dạng xấu xí, cười hi hi vào phòng vệ sinh. Tô Nhất Đình giúp hai bọn họ tiêu diệt bữa sáng xong thì Trần Phi Dung quay lại nói. Hôm nay 2 giờ chiều chỉ cần đi một vòng quanh thao trường là xong. Hội diễn bắt đầu 2 giờ bắt đầu, Trương Khắc xem đồng hồ, lúc này lái xe tới bờ Nam rồi quay lại trước 2 giờ thì rất gấp. Cái đồng hồ này nhất định đốt rất nhiều tiền phải không? Tô Nhất Đình tính cách thẳng thắn, liếc nhìn đồng hồ đeo tay lấp lánh của Trương Khắc cười nhạo mấy câu, so với Trần Phi Dung dần nhận ra bản tính của Trương Khắc thì cô xưa nay luôn coi Trương Khắc là tên hoàn khố tiêu chuẩn, chẳng qua là tên hoàn khố người ta có thể chịu đựng được thôi. Bạn nói cái này à? Trương Khắc cởi chiếc đồng hồ vỏ bạch kim khảm kim cương ra đưa cho Tô Nhất Đình. Giá trị của nó là ở công năng, thứ khác là đồ trang trí mà thôi. Thấy trên cổ tay Tô Nhất Đình là chiếc đồng hồ nam tương xứng với cá tính của cô. Đồng hồ của bạn nếu một ngày không lệch quá 5 phút thì mình đổi với bạn cũng được. Mặc dù Trương Khắc nói với giọng hơi ra vẻ, có điều thái độ tỏ ý đổi đồng hồ cũng không sao, khiến cô gái tính cách sảng khoái như Tô Nhất Đình thấy có tiếng nói chung, che đồng hồ đi. Cái đồng hồ Thượng Hải này ba tôi dùng 20 năm rồi, tôi dùng 20 nữa có khi thành đồ cổ, không để cậu hưởng lợi được. Trần Phi Dung nhìn viên kim cương óng ánh, chợt nhớ tới chiếc kẹp tóc cô ném vỡ mùa xuân năm 95, cuối cùng Trương Khắc thuận tay ném xuống sông, chuyện qua rất lâu, nghĩ lại thấy thật buồn cười. Trương Khắc thì bỏ qua cũng được, chuyện này làm Trần Phi Dung cảm thấy rất có lỗi với Đường Thanh, dẫu sao là quà Đường Thanh tặng, nghe một câu không vừa ý của người khác mà làm thế thật không nên. Lại nhớ trước kia Đường Thanh lấy nó ra bày bán hàng, vậy mà chớp mắt đã qua lâu như vậy. Trương Khắc trước đó cũng chẳng thấy chiếc đồng hồ này quá bắt mắt, nghe Tô Nhất Đình nói vậy liền bỏ vào trong túi. Trần Phi Dung tới tỉnh thành mới 1 tháng, lại bị nhốt trong trường tham gia quân huấn, đi đâu chơi thì cô hoàn toàn không có chủ ý. Tới bãi loạn thạch đi. Trương Khắc kiến nghị. Bờ sông Tân Phổ có một bãi đá mà một cọng cỏ cũng không mọc được, diện tích chừng 2-3 km khối, khiến cho khu ven sông rất khó khai phát. Trần Phi Dung cũng đã nghe tới nơi này. Thế là 4 người lái xe tới đó. Bãi loạn thạch đúng là toàn đá là đá, đây vốn là khúc cong của sông, đột nhiên sông lại chạy thẳng, nó liền biến thành bờ sông, đứng ở đây có thể nhìn thấy Sư Tử Sơn xanh biếc ở phía đối diện.
chỉnh thế bãi đá là một màu xám, gần sông có đống đá đen xì xì dính đầy bùn, chẳng đẹp mắt chút nào, nhưng ở giữa có một khoảng đá bạch thạch dùng trong xây dựng, trong đó còn có ánh thạch anh lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Chỉ là không có đường đi tới bãi đá trắng đó, xa xa nhìn lại chỉ là đống đá mấp mô lộn xộn màu sắc xấu xí, đành chịu chỗ nốt thời gian bên bờ bắc rất ít. Bạn quen thuộc chỗ này quá nhỉ? Trần Phi Dung tới đây cả tháng rồi chưa biết chỗ này rõ như vậy. Trương Khác chỉ vào dãy biệt thự đối diện. Nhà mình ở đó, từ đây có thể nhìn thấy, buổi tối mọi người tới đó ở nhé. Đó là biệt thự mua tháng tư khi cha y tới trường đảng học, danh nghĩa là mua cho cha, thực ra Trương Khác thiết lập cứ điểm chuyên môn chuẩn bị năm sau tới Đại học Đông Hải học. Qua, đó là sư tử viên, một tòa biệt thự đủ cho người ta phấn đấu cả đời. Tôi nhất định cảm khái. Nhà bạn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, hiện giờ quan viên chính phủ giàu thế sao? Cho dù giàu cũng phải giấu chứ, không sợ bị tố cáo à? Cô gái này hỏi quá thẳng, Trương Khắc cười. Quan viên chính phủ đúng là không ít người giàu, có điều không giấu đi rất dễ bị người ta cáo giác kéo xuống. Mấy lãnh đạo thành phố chúng ta, kể cả nhà Đường Thanh, ở trong biệt thự thực chất là tài sản của thành phố hết. Nhà mình à, có một đường kiếm tiền khác, không sợ bị tố cáo. Cha Tô Nhất Bình là một cán bộ của Quỹ Tín Dụng Hải Châu, nên cô biết chính trị Hải Châu hơn người bình thường, người dân đánh giá Đường Học Khiêm cao hơn hẳn hai kỳ thị trường trước, Trương Chi Hành xoay chuyển cục diện thua lỗ, gần phá sản của rất nhiều xí nghiệp, cũng có thanh danh rất cao. Mẹ Tô Nhất Bình làm trong nhà máy bông, trước khi được City cổ phần Hải Châu cải tạo ở vào tình trạng nửa thất nghiệp, may ra cảnh nhà cô không tệ, chứ các gia đình công nhân khác thì đều lâm vào cảnh khốn đốn hết. Sau khi được City cổ phần Hải Châu quản lý, cuộc sống khó khăn của công nhân được cải thiện, cô rất sùng bái Trương Chi Hành. Một dạo Tô Nhất Đình cho rằng hành vi của Trương Khác là bôi xấu cha mình. Rất nhiều người cô quen đền khen cha y không ngớt miệng, tiếc nuối khi ông điều đi. Lời Trương Khác làm Tô Nhất Đình thấy mơ hồ, cô biết chuyện này cảm khái một câu thì được, không tiện truy hỏi tới cùng. Bốn người bọn họ tìm một đống đá sạch sẽ ngồi xuống tán gẫu. Trương Khác không ngờ Tô Nhất Đình hứng thú với chuyện quan trường, chính trị, nghe cô kể những chuyện không phải là chung chung vô căn cứ, tò mò hội. Ba mẹ bạn làm gì thế, các cô gái hứng thú với những chuyện này rất ít, bạn nên chuyển sang khoa chính pháp hoặc khoa pháp luật mới đúng. Ba tôi chỉ là cán bộ nhỏ xí ở quỹ tín dụng, cậu có hứng thú biết không? Tô Nhất Đình bĩu môi. Mẹ tôi là công nhân tập đoàn bông vải, cậu cũng hứng thú muốn biết không? Tập đoàn bông vải thì bỏ qua. Ba mình không còn là chủ tịch City cổ phần Hải Châu nữa, mang ra cũng chẳng dọa được ai. Trương Khắc nhún vai. Mình quen chủ nhiệm quỹ tín dụng, cái ông Triệu Thạch hay viết bài kinh tế đăng báo. Tô Nhất Đình xì một tiếng kinh bỉ. Những bài đó mà do ông ta viết mới là lạ. Trương Khắc biết đoán ra bài viết kinh tế rất cao minh kia không phải do Triệu Thạch viết, nhưng tìm mãi không ra tay bút kia, Triệu Thạch ngồi ở cái ghế chủ nhiệm đó 8 năm rồi, người dưới không dám nói bừa sợ đắc tội. Nghe khẩu khí Tô Nhất Đình có vẻ cô biết chút ít về việc này, thăm dò. Vậy ai viết thế, không phải ba bạn chứ? Nếu là của ba tôi đã chẳng cho Triệu mặt dỗ lấy mất. Tô Nhất Đình cau mày. Đó là do phó chủ nhiệm Lý Nghị Hoa viết thay ông ta đấy, còn tôi á, vốn định học khoa văn, nhưng sau khi thấy ba tôi ngay ở một cái quỹ tín dụng nhỏ xíu mà cũng phải sống ấm ức như vậy, nên mất luôn hứng thú. Trương Khác nhớ kỹ cái tên này, chỉ cần tìm được người thì tiếp theo dễ làm thôi. Nói ra đây là một trong số nhiệm vụ cha Đường Thanh giao cho y, phải lập nên ngân hàng thương nghiệp trên cơ sở quỹ tín dụng, mời người quản lý bên ngoài thì không khó, nhưng phải có trợ lý am hiểu quan hệ rắc rối ở Hải Châu, nếu Lý Nghĩa Hoa thích hợp, đưa hắn lên không khó gì. Bất ngờ có tin tức quan trọng từ Tô Nhất Bình, nghe giọng điệu của cô rõ ràng có suy nghĩ về chính trị, chỉ là nơi làm con người ta vặn vẹo biến chất nhất, chính là quan trường. Nếu không có nghị lực hơn người, nữ giới khó tồn tại trong môi trường đặc thù này mà không phụ thuộc vào nam nhân. Chương 412, diễn tập quân huấn. Lúc này từ xa xa có một chiếc xe hơi màu đen đi tới, Trương Khác ngó đầu nhìn xe của mình, vị trí tạm được, con đường ở đây rất hẹp, hai chiếc xe hơi chỉ có thể miễn cưỡng đi qua. Chiếc xe màu đen tới gần dừng lại, là xe chính phủ, do cơ quan trực thuộc tỉnh cũng dùng biển số ha, nên làm biển xe công vụ thành phố kiến nghiệp rất phức tạp, Trương Khác không nhận ra xe của ai. Tên xe có hai người trung niên mặc đồ tây đi xuống xe, nhìn chiếc Volvo xám bạc, đột nhiên hỏi. Cậu là Trương Khác phải không? Người trung niên bụng phệ liếc mắt qua Trương Khác, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn.
cái xe của tôi nổi tiếng thế à? Trương Khắc quan sát hai người họ. Ha ha ha, Đông Hải chẳng phải là nơi rộng lắm, xe cưng của công tử phó thị trưởng Trương, tôi được nghe người ta nói tới. Bụng Phệ cười lớn đưa tay ra. Tôi là Hoàng Khắc Quần, hân hạnh được gặp cậu. Trương Khắc ngớ ra, cha y chỉ là một phó thị trưởng thành phố bét bảng, không tới mức làm quan viên kiến nghiệp như sấm đánh bên tai như vậy, chắc phụ biểu diễn ở Tân Vu qua bắt mắt rồi, hơn nữa quá nữa là nể mặt Từ Học Bình, xem ra phải đổi xe thôi, cái này bắt mắt quá. Trương Khắc lúc này nhớ ra ông ta là ai, bắt tay hỏi. Chú Hoàng tới đây để thị sát à? Chỉ thuận đường đi qua thôi, nơi này là chỗ khó gặm nhất Tân phố, làm gì cũng khó. Hoàng Khắc Quần thân thiết hỏi. Sao rảnh rỗi tới tận đây chơi? Bạn học của cháu năm nay vào Đại học Đông Hải. Trương Khắc giới thiệu Trần Phi Dung. Chú Hoàng buổi chiều tới thị sát công tác hội diễn của Đại học Đông Hải phải không? Chẳng thể nói là thị sát, có bí thư Đào Tấn, tôi chỉ xếp cuối thôi. Hoàng Khắc Quần nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ của Trần Phi Dung, lại nhìn Đường Thanh, thầm nghĩ thiếu niên này thật biết kéo những thứ tốt đẹp về phía mình. Nghe nói cậu học năm cuối cao trung cơ mà. Trương Khắc thầm nghĩ người này không biết về mình rõ lắm, chỉ nghe người ta đồn thôi, nhớ kỹ như thế là không tệ, chẳng qua trùng hợp gặp mình, trong mắt ông ta có lẽ mình chẳng qua là thiếu niên có quan hệ với Từ Học Bình mà còn đặc biệt tới chào hỏi, đúng là một nhân vật khéo léo. Chỉ là bạn cùng trường thôi ạ, nghỉ học không có gì làm nên cháu tới tỉnh thành chơi. Hoàng Khắc Quần tựa như hiểu ra điều gì, lại hỏi. Nếu đã tới Tân Phổ chơi, có cần buổi chiều tôi để chỗ trên đài chủ tịch cho cậu không? Không dám làm phiền chú Hoàng, cháu không kiên nhẫn ngồi lâu được. Trương Khắc nghĩ, đùa à, ngồi trên đài chủ tịch, sau này còn làm ăn gì ở Đại học Đông Hải nữa. Hoàng Khắc Quần đứng nói chuyện vài câu rồi vào xe đi, Trần Phi Dung, tôi nhất định ngỡ ngàng, bọn họ nhận ra xe công vụ tỉnh thành. Ông ta là ai thế? Đường Thanh hỏi. Hình như là quen bạn lắm. À, bí thư khu ủy Tân Phổ, cũng chẳng hiểu sao ông ta biết mình. Trương Khắc cười. Có một loại người gặp ai cũng như thân thiết lắm, làm người ta không cảm thấy khoảng cách, chớp mắt tiếp xúc là khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Đó là một loại tài năng đấy. Thực ra không phải vậy đâu, hiện giờ sắp tới giờ cơm rồi, nếu nhiệt tình thật tất nhiên phải mời chúng ta ăn cơm, ông ta không nói, tức là cho rằng chúng ta chỉ là thứ phiền toái. Hi hi, đương nhiên ông ta không nói rồi, nếu bạn thuận miệng đồng ý thì sao? Mình định đồng ý rồi đấy, chỉ là ông ta không mời. Trương Khắc cười đùa. Ông ta là bí thư khu ủy đấy. Tô Nhất Bình thấy Trương Khắc coi chuyện vừa rồi như chẳng là cái gì, thốt lên. Thì sao? Trương Khắc lấy làm lạ. Không phải trên người bạn đã đóng cái dấu đẳng cấp rồi chứ? Trần Phi Dung chẳng kinh ngạc như thế, trước kia cô được chứng kiến Trương Khắc kéo Tống Bồi Minh tới cái quán rách của nhà cô rồi, chỉ tò mò vì sao cái tên Trương Khắc nổi tiếng như thế, hình như các nhân vật có máu mặt trong tỉnh đều biết y vậy. Khi cô và Đường Thanh tới Tân Vu chơi thì thời điểm kịch liệt nhất ở nơi đó đã qua đi, nên không biết Trương Khắc gây ra động tĩnh lớn cỡ nào ở đó. Chiều về trường, đỗ xe ở bãi đất trống trước nhà khách, bốn người đi tới khu túc xá, nhà ăn cũng ở đó, đại khái vì Trần Phi Dung và Đường Thanh quá xuất sắc, cũng có lẽ là thời gian quân huấn đã khiến vẻ đẹp Trần Phi Dung truyền khắp trường, cho nên đi tới đâu cũng có đống người quay đầu lại nhìn. Trương Khắc không cho rằng tới nhà ăn của trường học là ý kiến hay. Ăn cơm xong thì chỉ còn đợi diễn tập quân huấn kết thúc, mọi người cùng vào nội thành chơi, tối có thể ngủ ở biệt thự bên sông. Trương Khắc cũng tham gia diễn tập quân huấn rồi, chẳng lạ gì, tổ chức giống kiểu duyệt binh, chỉ không ngờ bí thư tỉnh ủy tới góp vui. Trừ đài chủ tịch ở thao trường ra, phía đông còn có một khán đài, chỉ có lác đác vài người ngồi đó, là phụ huynh tới thăm con hoặc bạn bè qua chơi, ba người Trương Khắc cũng ngồi đây. Thông báo là 2 giờ bắt đầu diễn tập. Đào Tấn và Lý Hồng Minh hiệu trưởng Đại học Đông Hải 2 giờ 30 mới tới nơi, quan viên tỉnh ủy không có mấy, Hoàng Khắc Quần không ngồi cuối cùng như ông ta nói. Thấy khi Đào Tấn nói chuyện với Hoàng Khắc Quần nhìn qua phía này, có lẽ là ông ta nhắc tới mình, Trương Khắc biết Đào Tấn sẽ không sai người đi gọi mình tới, y cũng không muốn như thế quá kinh động. Trần Phi Dung và các đại biểu học sinh đứng ở đài chủ tịch, Hồ Kim Tinh cũng có mặt. Nghe Trần Phi Dung kể, hắn còn đại biểu cho tân sinh viên toàn trường phát biểu, Trương Khắc nghĩ tên này quan hệ trong nhà không vừa đâu. Nhìn thấy một trung niên mặc đồ tây ngồi cạnh Đào Tấn vẫy tay gọi Hồ Kim Tinh tới, thân thiết khoác vai hắn, hình như đang giới thiệu hắn. Trương Khắc nhận ra đó là Hồ Tôn Khánh,
Phó thị trưởng thường vụ thành phố Kiến Nghiệp, Trương Khắc tặc lưỡi, quả nhiên là nhân vật có phân lượng. Địa vị chính trị của thành phố cấp phó tỉnh tương đối cao, tài chính địa phương trực tiếp nạp vào quản lý chung của TW, con đường thăng tiến của quan viên chủ yếu đảng chính phủ thành phố cũng khá rõ ràng. Từ phó thị trưởng thường vụ lên thị trưởng rồi bí thư thành ủy, tiếp đó cơ hội trực tiếp làm quan lớn cấp tỉnh rồi. Những người này bối cảnh đều không đơn giản. Đây chỉ là một cảnh rất nhỏ trước quân huấn, có điều người có ý sẽ nhớ trong lòng, một người có kế hoạch chính trị lâu dài phải bắt đầu từ thời đại học, học sinh đảm nhận chức phó bí thư đoàn ủy, bí thư chi bộ hội sinh viên, không đơn giản chỉ là rèn luyện năng lực. Diễn tập quân huấn chẳng qua là đi diễu hành, rồi diễn tập cứu hộ chiến trường, nhìn đám sinh viên mới hết sức nghiêm túc, Trương Khắc ngại không than vãn buồn tẻ. Vốn tưởng diễn tập rất nhanh thôi, ai ngờ tới tận 4 giờ chiều, theo lệ Đào Tấn, Lý Hồng Minh đi trước, một đám người súng xít vây quanh. Đi mau, đi mau. Trần Phi Dung chạy như bay tới khán đài. Nếu chậm chủ nhiệm khoa bọn mình thế nào cũng còn nói rông dài một lúc nữa. Trương Khắc không nhận ra ai là chủ nhiệm hệ ngoại ngữ, chắc là những người đang súng quanh tiễn chân Đào Tân, tạm thời chưa để ý tới bên này. 4 người Trương Khắc rời khán đài, chuẩn bị theo cửa bên chuồn đi. Đào Tấn, Hồ Tôn Khánh, Hoàng Khắc Quần đỗ xe ở con đường xi măng ngoài thao trường, Đào Tấn đang nói mấy lời khách sáo tạm biệt mọi người thì nhìn thấy đám Trương Khắc lẻn đi, liền thì thầm mấy câu với thư ký của ông ta. Trương Khắc chưa từng chính thức tiếp xúc với Đào Tấn, nhưng có hiểu biết nhất định về những người bên cạnh ông ta, nhìn thấy Liễu Chí Quân, thư ký của Đào Tân đi về phía mình, đám Hồ Tôn Khánh đều rất bất ngờ nhìn theo, Trương Khắc cảm thấy rất phiền phức, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Tôi là Liễu Chí Quân, thư ký của bí thư Đào Tấn. Liễu Chí Quân năm nay 32 tuổi, dáng cao, mặt gầy, nụ cười ôn hòa, nếu không nghe câu giới thiệu của hắn, chỉ nhìn nét mặt hình như quen thân Trương Khắc lâu rồi. Kiến Nghiệp là thủ phủ tỉnh Đông Hải, hay thường gọi là tỉnh thành, hình như đây là một cái tên cũ của Nam Kinh thì phải. Thấy Liễu Chí Quân còn rất trang trọng đưa tay ra, Trương Khắc nhe răng cười học theo. Tôi là Trương Khắc, không phải thư ký của ai cả. Ha ha ha, sớm muốn làm quen với cậu lâu rồi, không ngờ được gặp cậu tại đây, cho tôi vinh hạnh mời cơm cậu chứ. Trương Khắc nhìn thấy Đào Tấn đã vào xe, đáp. 3 ngày tới tôi đều ở đây. Phải xem anh Liễu có thời gian không đã. Tôi có số di động của cậu. Liễu Chí Quân làm động tác gọi điện thoại. Trương Khắc đau đầu vô cùng, nhưng vẫn mỉm cười. Hồ Kim Tinh đứng bên xe Hồ Tôn Khánh không che giấu được chấn động trong lòng. Mồm há ra rất thô, chắc Hồ Tôn Khánh cũng đang ngồi trong xe nhìn qua đây. Trương Khắc thấy rất khoan khoái. Nhưng lại lo giáo viên trong trường để lại ấn tượng, nên hàn huyên vài câu với Liễu Chí Quân rồi kéo 3 cô gái đi, còn đi rất nhanh. Đối với Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình mà nói, buổi sáng Hoàng Khắc Quần còn tới chào hỏi Trương Khắc thì Liễu Chí Quân đến mời cơm chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không hiểu ý nghĩa Liễu Chí Quân đại biểu hoàn toàn khác Hoàng Khắc Quần. Liễu Chí Quân nhận chỉ thị của Đào Tấn tiếp xúc với mình không phải là chuyện xấu, nhưng cũng chẳng phải là chuyện tốt, so với được Đào Tấn lôi kéo, Trương Khắc muốn được từ học bình tín nhiệm tuyệt đối hơn, y không có khả năng thành tâm phúc của Đào Tấn. Trương Khắc gần như phải đi vòng một vòng thao trường. Trước tiên là đưa Trần Phi Dung về túc xá thay quân phục, chỗ ăn chơi đều tập trung ở bờ nam, Trương Khắc định đưa 3 cô gái buổi tối tới biệt thự ở Sư Tử Viên. Tô Nhất Đình, Đường Thanh đi giúp Trần Phi Dung đi chuẩn bị đồ đạc cho 2 ngày, y tới nhà khách lái xe tới, gọi điện báo cho Từ Học Bình đang thị sát ở Tít Tận Tân Mi chuyện vừa rồi. Đó là chuyện tốt đấy. Giọng Từ Học Bình trong điện thoại giọng rất khàn, có thể nghe ra sự mỏi mệt của ông. Bí thư Đào rất có năng lực, có khí khách. Bác thì mệt rồi, cũng chẳng ai giữ lại không cho nghỉ hưu, đôi khi bác muốn nghỉ cho xong, xem ra nguyện vọng này không lâu nữa sẽ được thực hiện thôi. Trương Khắc cảm thán, dự đoán của Hứa Hồng Bá không chừng diễn ra trước dự kiến, Từ Học Bình đã cảm nhận được lực cản từ thượng tầng rồi. Trương Khắc lái xe tới ký túc xá nữ đợi nhóm Trần Phi Dung, thấy Hồ Kinh Tinh đứng ngoài phòng quản lý túc xá giải thích gì đó, đại khái là muốn vào ký túc xá nữ, thầm nghĩ, chỗ này chỉ có duy nhất một con đường lén vào thôi. Làm gì có cửa thương lượng. Thấy Trần Phi Dung lộ đầu ra khỏi đại sảnh, Trương Khắc ấn còi nhắc họ, Hồ Kim Tinh nhìn thấy vội đi tới, không hiểu tên này lại có chuyện gì bám lấy Trần Phi Dung. Trần Phi Dung mặc quần jean, chân dài, vóc người thanh mảnh, dung mạo như hoa, da sáng như ánh trắng, nhìn qua cực kỳ giống Đường Thanh, hai cô gái lại mặc áo sơ mi tím nhạt giống hệt nhau, tay trong tay như đôi hoa tỉ muội song sinh, làm Tô Nhất Đình ở bên cạnh oán tránh. Hai bạn đi trước đi. Đi xa ra,
mình không muốn làm nền cho hai bạn đau, làm bạn hai người, thật áp lực vô cùng. Tô Nhất Đình, tuy không có dung mạo gây họa nhân gian như hai cô bạn, nhưng cũng là một mỹ nữ, lại thêm tính cách cởi mở thân thiết, càng dễ được nam sinh hoan nghênh. Trần Phi Dung và Đường Thanh bật cười, chia ra mỗi người một bên khoác tay Tô Nhất Đình xuống thang, nghe thấy Trương Khác ở ngoài ấn chuông, Tô Nhất Đình trêu. Nam nhân phong lưu phóng đãng của bạn sốt ruột rồi, chậm thấy bạn phút nào là không chịu nổi. Mình chẳng hiểu, hai bạn tới biệt thự tha hồ thác loạn, còn gọi bọn mình theo làm gì, không sợ bọn mình cản mũi à? Bạn tưởng hai người họ trước mặt bọn mình không dám âu yếm à? Trần Phi Dung cũng vào hùa. Mùi vị nam nhân ra sao? Tô Nhất Đình ghé sát tai Đường Thanh hỏi nhỏ. Trong ba chúng ta mỗi bạn được thưởng thức, kể ra xem. Chuyện buổi sáng có giải thích cũng không rõ được, nhưng thiếu nữ với nhau, chẳng phải xấu hổ lắm, nhớ lại cảm giác ngây ngất trong lòng Trương Khác, bẹo mà Tô Nhất Đình. Trường bạn đâu phải không có nam sinh, tự đi mà cảm nhận. Nhìn nụ cười xuân tình lập lờ của Đường Thanh, Tô Nhất Đình phì cười. Phi Dung, nhìn bộ dạng lẳng lơ của bạn ấy kìa, chắc chắn nhớ lại chuyện đêm qua với Trương Khác đấy. Sao bên cạnh mình toàn vo ve những con ruồi đáng ghét, không có ai khiến mình hứng thú cả. Bạn đi quyến rũ Trương Khác là được. Trần Phi Dung trêu. Đó là đồ đại phong lưu. Tô Nhất Bình chun mũi. Phi Dung, bạn không biết đấy, cậu ta còn biết cái mầm họa Hà Huyền trong ký túc xá của bọn mình. Đúng là không biết cậu ta phong lưu tới cấp độ nào rồi, mình nghĩ mà sởn gai ốc. Chỉ có Đường Thanh mới coi cậu ta là bảo bối. Mình coi bạn ấy là bảo bối đấy, sao nào? Đường Thanh tựa giận dữ nhìn Tô Nhất Đình. Được rồi, biết nam nhân của bạn ghê rồi. Tô Nhất Đình đẩy Đường Thanh. Hay là chúng ta đứng ở đây đợi một chút, xem tỷ lệ khiến các cô gái quay đầu của cậu ấy cao thế nào. Ôi cô gái của túc xá này hôm nay sẽ mất ngủ. Lúc này có ba cô gái đang xách phích nước nóng từ ngoài vào, nhìn Trương Khác si dại. Vừa nhìn còn vừa thì thầm khúc khích cười với nhau, thiếu mỗi điều chảy nước dãi ra thôi. Đối với các cô gái mà nói, đại học là giải ngăn cách quan trọng, vào đại học tức là càng tự tin, càng tự do hơn, thoát khỏi sự e thẹn thời thiếu nữa. Con trai quá nửa bán công khai thảo luận đề tài giới tính ở thời trung học, các cô gái thì bắt đầu vào thời đại học. Trương Khác chịu không thấu ánh mắt như lang như hổ của các cô nữ sinh này, thấy Hồ Kim Tinh đi về phía Trần Phi Dung, ấn luôn cửa sổ xe lên. Đợi xem cô thoát khỏi Hồ Kim Tinh này ra sao. Trần Phi Dung thấy Trương Khác thò đầu ra vẫy tay với bọn họ, rất hâm mộ Đường Thanh có được tình cảm này. Giống như có một số cô gái đi tới đâu cũng thu hút mọi cái nhìn, có một loại nam nhân cũng có được sự thu hút đó, nụ cười điềm đạm trên môi cô duy trì tới lúc nhìn thấy Hồ Kim Tinh biến thành lãnh đạm xa cách. Hồ Kim Tinh lại quen nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ lạnh như băng của Trần Phi Dung, nhưng khoảnh khắc trước đó nụ cười dịu ngọt của cô càng làm người ta chao đảo. Nhìn theo ánh mắt của Trần Phi Dung, thấy cửa kính xe Trương Khác đang dần dần kéo lên. Hôm qua Trương Khác bị y và Đường Thanh là sinh viên trường xây dựng, làm hắn có cảm giác uy việt tuyệt đối, không thấy Trương Khác có chút uy hiếp nào, nhưng cảnh ở bên thao trường, cùng đường nét sắc cạnh của chiếc Volvo làm trong lòng hắn như phủ một tầng mây mù, người này rốt cuộc là ai? Trần Phi Dung thấy Hồ Kim Tinh do dự, liền rào bước đi ra ngoài, bọn họ tới bậc thềm, Hồ Kim Tinh mới tỉnh ra, gọi. Khoa mình tổ chức phú hội, chưa quyết định địa điểm, bọn mình đi trao đổi một chút nhé. Các đó các bạn tự quyết là được. Trần Phi Dung không quay đầu lại, mở cửa xe ra, một chân bước vào xe mới nói tiếp. Tôi xin nghỉ phép rồi, hai ngày tới khả năng không ở trường. Rồi không đợi hắn có phản ứng gì đã chui vào xe. Đường Thanh vào tiếp đằng sau, tôi nhất định chưa gặp Hồ Kinh Tinh, còn quay đầu lại nhìn. Tên tiểu tử này là ai thế? Có phải người phát biểu lúc diễn tập không? Trông rất đẹp trai, sao bạn tránh người ta như tránh ruồi vậy? Chính hắn, trong nhà có chút quyền thế, rất được trường chiều chuộng. Trần Phi Dung kéo nhanh Tô Nhất Đình vào xe, đóng cửa lại. Hi hi, lại là tên hoàn khố nữa, ai bảo bạn đẹp như thế chứ? Trương Khác hất mặt về phía Tô Nhất Đình trong gương. Khi nói chữ lại thì mắt đừng có nhìn mình được không? Ba cô gái ngồi ghế sau cười rũ rượi. Đường Thanh vươn người tới ôm lấy cổ Trương Khác, vỗ về. Bạn cho rằng trong lòng bọn họ bạn có hình tượng tốt đẹp sao, thôi đừng tủi thân nữa, mau lái xe đi. Trương Khác đánh vô lăng quay đầu xe, thấy Hồ Kim Tinh vẫn đứng chỗ cũ, mặt phức tạp nhìn về phía bọn họ, miệng mang nụ cười như có như không. Chương 413, 1978 hỗn loạn.
trường học mới và sư tử viên cách nhau con sông, đường chim bay chỉ có 2,3 km, nhưng phải đi đường vòng qua cầu rất xa, 40 phút sau mới tới được nhà ở sư tử viên. Biệt thự trong khu sư tử viên vào năm 96 được coi là tác phẩm kinh điển của nhà ở cấp cao, biệt thự này đẩy cửa sổ phía bắc có thể thấy trọn vẹn nước sông Tiểu Giang, ngồi trên ban công góc tây nam có thể ngắm sư tử sơn xanh biếc. Ba tầng tiểu lâu, Trương Khác và cha mẹ có không gian sống độc lập, trừ phòng ngủ riêng, còn có thư phòng riêng. Trương Khác để cho nhóm Đường Thanh tự chọn phòng, đương nhiên không có gì ngạc nhiên y bị đuổi khỏi phòng ngủ của mình, tự kiếm góc nào đó làm ổ. Trần Phi Dung kéo rèm phòng ngủ lên, ngoài cửa là ban công hình cánh cung làm bằng gỗ, xa hơn nửa là sư tử sơn, mặt trời lúc này treo trên đỉnh núi, rải ánh hoàng kim vào khắp phòng. Tô Nhất Đình thả mình đánh phịch xuống chiếc giường êm ái giữa phòng ngủ. Ở nơi đây ngắm tịch dương không tệ, mình còn định kéo các bạn tới ngõ học phủ, các bạn không biết chứ, ở đó có quán ba 1978 rất nổi tiếng, hoa khôi đợi ếch Đông Hải là Giang Đại Nhi trước kia luôn biểu diễn trong đó, bọn mình đúng là sinh không gặp thời, nghe nói Giang Đại Nhi cho ra đĩa hát rất ít khi tới quán ba hát nữa, còn nghe các chị khóa trên kể, cô ấy còn là lơi mê người hơn cả trong TV nữa. Trương Khác bị ngữ khí khoa trương của Tô Nhất Đình mà phí cười. Giang Đại Nhi đâu thể dùng là lơi để hình dung. Ca khúc tuyên truyền quảng cáo cho Ái Đạt sau khi được phát hành thu nhận phản ứng nhiệt liệt, ngoại trừ hiệu quả thị trường, công chúng bất ngờ nhận ra đại sứ hình tượng của Ái Đạt sở hữu chất giọng đặc biệt, rất nhiều công ty chế tác âm nhạc tìm công ty Thế Kỷ Hoa Âm của Tôn Tĩnh Hương hợp tác. Cuối cùng Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại Nhi lựa chọn hợp tác với công ty Hong Kong, từ đó Giang Đại Nhi chính thức đi vào con đường biểu diễn, không chỉ phối hợp tuyên truyền với Ái Đạt, còn bận rộn chuyện của bản thân. Không còn thời gian tới 1978 hát nữa. À phải rồi, 1978 còn có một cô gái khác, mặc dù Giang Đại Nhi không tới hát nữa, nhưng đám háo sắc vẫn đổ xô đến, làm khung cửa thép của 1978 biến dạng luôn, tối nay chúng ta tới mở rộng tầm mắt đi, cô ấy đúng là tấm gương cho nữ nhân. Tô Nhất Đình tiếp tục hào hứng kể. Trương Khác biết cô gái Tô Nhất Đình sùng bái là ai, đó là Tôn Tĩnh Mông, cô gái ngày ăn mặc gợi cảm. Hành vi lớn mật, đương nhiên đám con trai mới vào đời đua nhau tới xem rồi. Thấy cả Đường Thanh và Trần Phi Dung cũng tỏ ra động lòng, y không khỏi đau đầu, bà cô Tôn Tĩnh Mông này mồm mép sắc bén, ánh mắt rất tinh, ai biết cô ta sẽ nói lộ ra cái gì. Trương Khác, buổi tối bọn mình tới 1978 chơi được không? Đường Thanh nằm trên giường, tay chống thân trên, hai chân đung đưa trên không, mông nhỏ vểnh lên tròn trịa khỏe khoắn, tạo thành đường cong kinh tâm động phách. Tựa hồ chỉ dùng thêm chút sức nữa thôi, lưng sẽ đứt đoạn, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn cô nâng lên chút nữa, vì nhìn tà áo hở lệch ra, y bắt gặp làn da trắng nhịn của bầu ngực, hai quả đào chín dần tỏa ra sức cám dỗ kinh người. Đường Thanh có cơ sở vũ đạo từ nhỏ, chẳng qua con gái trở thành một diễn viên múa không phải là mong muốn của Cố Kiến Bình, bà bắt cô học vũ đạo chỉ vì tạo ra hình thể đẹp và cử chỉ ưu nhã, Đường Thanh oán trách suốt, có điều thường làm động tác cực khó để dọa Trương Khác. Đường Thanh nói thế, Trương Khác đương nhiên không thể nói không, vì nói không cũng vô dụng, đành nói. Cũng được, buổi tối bọn mình tới đó. Rồi đi xuống gọi điện cho Diệp Kiến Bân, bảo hắn tối cũng tới, có mặt hắn ở đó, Tôn Tĩnh Mông còn giữ kẽ một chút, nếu không bằng đấy cô gái tụ lại với nhau, Trương Khác đừng hòng đối phó được, vừa vặn có chuyện muốn thương lượng với hắn. Trương Khác đặt điện thoại xuống không lâu, đang trao đổi với ba cô gái tối ăn gì thì Diệp Kiến Bân lái xe tới. May Trương Khác gọi điện tới, nếu không hắn cũng đau đầu tối đi đâu căn cơm. Quán ba không mở cửa sớm như vậy, khi đám Trương Khác tới ngõ học phủ thì ngoài cửa ba 1978 treo tấm biển đang chuẩn bị, nghe nói Tôn Tĩnh Mông từ khi tiếp nhận quán ba tới nay làm việc rất nghiêm túc có trách nhiệm. Xin lỗi, còn chưa tới giờ kinh doanh. Tôn Tĩnh Mông đang cầm cái khăn cẩn thận lau cái chân dài gác trên bàn, quay đầu nhìn thấy người đầy cửa đi vào là nhóm Trương Khác, Diệp Kiến Bân. Tròn mắt lên định nói sao lại là hai người, song nhìn thấy vẻ đẹp diễm lệ của Đường Thanh, Trần Phi Dung, chống nạnh đanh đá nói. Hai người lại lừa đâu được thiếu nữ vô tri đấy. Nghe giọng điệu cô ta là Trương Khác đã đau đầu. Tôn Tĩnh Mông đi giàu da cao cổ màu đen, không đeo tạp dề kiểu đồng phục của nhân viên quán bar, tạp dề rất ngắn, nhưng còn chưa là gì so với cái váy của cô ta, dưới tạp dề lộ ra cặp đùi trắng nõn, làm người ta cảm giác sau cái tạp dề cô ta không mặc gì hết. Trương Khác giới thiệu ba cô gái cho Tôn Tĩnh Mông, cô ta nghi hoặc nhìn Trương Khác, lúc đi vào Đường Thanh vẫn khoác tay y, trong ấn tượng của cô, Trương Khác và Hứa Tư có quan hệ mập mờ.
Diệp Kiến Bân thì mặc kệ bên này náo nhiệt, hắn sang châu quầy ba, lật xem quyển sổ ghi các cửa hàng trong ngõ học phủ, gọi điện bảo họ mang thức ăn tới. Trương Khác, sao cậu lại ở đây? Hả, Phi Dung, em đi cùng với cậu ta à? Một giọng nói kinh ngạc vang lên. Trương Khác lúc này đang đi tới quầy ba lấy đồ uống cho mọi người, Hứa Duy tay xách một cái vali có vẻ rất nặng đi vào. Hả? Trương Khác hết hồn quay đầu lại, chai Heineken rơi xuống trúng vào MU bàn chân, đau chảy nước mắt, khom người xuống xoa chân, thấy Hứa Duy đặt vali lên quầy ba, rồi rất tự nhiên đi ra đằng sau, trố mắt ra hỏi cô. Chị làm việc ở 1978 à? Ừ, lạ lắm sao? Hứa Duy vẫy tay gọi Trần Phi Dung ra sau quầy ba giúp cô dọn dẹp. Sao em lại đi với tên nhóc Trương Khác? Giang Đại Nhi nghỉ học tới Hong Kong chuyên tâm vào sự nghiệp âm nhạc, đám Hứa Duy vẫn ở lại trường tiếp tục hoàn thành học nghiệp. Hứa Duy trước kia luôn tháp tùng Giang Đại Nhi tới đây biểu diễn, cô tiện thể giúp việc cho Tôn Tĩnh Mông, coi như một công việc bán chính thức. Trương Khác cả mùa hè ở Tân Vu, sau đó ở lì tại Hải Châu, đây mới là lần đầu rời Hải Châu, cho nên mấy việc lặt vặt kiểu này không hề biết, khi gọi điện thoại cho Hứa Tư cũng không đặc biệt hỏi tới chuyện Hứa Duy, nếu biết trước thì đánh chết tối nay y cũng không tới đây. Mặc dù Đường Thanh biết hết mọi chuyện rồi, nhưng trực tiếp đối diện, tâm tình tuyệt đối không dễ chịu, mọi người đều luôn cẩn thận duy trì một lời nói dối, một khi lời nói dối bị bóc trần, rất khó nói tới hậu quả. Chị Hứa Duy, đây là Đường Thanh, em hay kể với chị đấy, bạn ấy đi với Trương Khác tới thăm em. Trần Phi Dung giới thiệu, bí mật trong vụ án Đường Học Khiêm chỉ giới hạn trong một số ít người biết, Hứa Duy cũng chỉ đoán được phần nào đoạn quá khứ tối tăm ủy khuất của chị gái. Nhưng không rõ cụ thể, càng không rõ ân oán với nhà Đường Học Khiêm. Đường Thanh thì Hứa Duy cũng biết, năm ngoái cô và Hứa Tư, Trần Phi Dung ở trong ngôi nhà cổ trang trí lại kia, khi nói chuyện tới Trương Khác tất nhiên là liên quan tới Đường Thanh, Hứa Duy chỉ biết Đường Thanh là công chúa của Hải Châu, là bạn Thanh Mai Trúc Mã của Trương Khác. Chào em, Phi Dung kể về em lâu rồi, nhưng Trương Khác giấu giữ giấu báu vật, chẳng chịu khoe với mọi người. Hứa Duy thân thiên chào Đường Thanh. Rồi lại quay sang chào Tô Nhất Đình. Chớp mắt Hứa Duy đẩy cửa đi vào, tim Đường Thanh gần như ngừng đập, còn tưởng là cô ta, chẳng phải cô ta đi Hong Kong rồi sao? Nghe Trần Phi Dung giới thiệu là Hứa Duy, tim cuối cùng cũng đập trở lại, trong lòng oán giận Trương Khác, thấy y đang khom người nhặt lọn bia, đưa tay nhéo hông y thật mạnh cho hả. Diệp Kiến Bân nháy mắt kín đáo với Trương Khác một cái, không nói gì cả. Trương Khác đau méo mặt, cắn chặt răng giữ nụ cười. Đưa chai Heineken cho Diệp Kiến Bân, lúc này trong lòng y chỉ cầu nguyện cho tối nay qua được một cách bình an. Trước khi các phục vụ viên khác tới, Hứa Duy đi giúp Tôn Tĩnh Mông dọn bàn, Trần Phi Dung chăm chỉ cũng bắt tay giúp họ, Tô Nhát Đình muốn gần gũi thần tượng nên cũng chạy tới giúp nốt, nhưng trong lòng gào thét, sao trừ mình ra tất cả đều là đại mỹ nữ. Hứa Duy trông không xinh đẹp rạng rỡ bằng Trần Phi Dung, Đường Thanh nhưng chủ yếu là vì tính cách kiên nghị, khuôn mặt gầy gò làm cô thoạt nhìn có vẻ hơi trung tính một chút. Nhưng dễ được các cô gái thừa nhận, trong mắt Tô Nhất Đình thì Hứa Duy cũng là một đại mỹ nữ, chỉ nam nhân nhìn Hứa Duy có lẽ sẽ cảm thấy cô thiếu chút nữ tính. Đường Thanh tuy không muốn tới gần Hứa Duy, nhưng nếu một mình ở quầy ba thì sẽ trở nên quá đặc thù, hơn nữa không phải mình còn muốn gặp cả cô ta sao. Coi như tập dượt đi, không lúc ấy lại trở nên yếu thế. Nghĩ vậy nhưng cô nàng vẫn âm ước đá Trương Khác một cái, đi giúp lau tấm pha lê giúp ngăn cách thành phòng bao nửa khép kín. Nhiều nữ nhân quá cũng khổ hả? Diệp Kiến Bân cảm khái. Đường Thanh hình như biết gì đó. Trương Khác mặt mày đau khổ. Cô bé ấy đầu óc chẳng ngốc hơn tôi. Diệp Kiến Bân lắc đầu thở dài. Cậu cứ thong thả cảm thụ ngày tháng khốn khổ đi, tôi thấy sau này cuộc đời cậu còn hỗn loạn hơn tôi. Ai, chuyện này đổi lại là nam nhân khác thì lại thành chuyện rất đáng khoe khoang. Trương Khác chỉ biết cười méo xẹo, chuyện này có dùng lời cũng không diễn tả hết được. Lát nữa về thế nào cũng bị Đường Thanh nhéo cho vài cái nữa, cũng mong được như thế y mới cảm thấy đỡ dai dứt phần nào. Lắc đầu tạm gạt bỏ chuyện này đi, Trương Khác kể chuyện Đào Tấn chỉ thị cho Liễu Chí Quân tiếp cận mình, việc từ học binh có thể gặp phải trắc trở trên sĩ đồ sau này không cần phải nói, Diệp gia tự có phán đoán cả mình. Nếu có thể dễ dàng đôi phe, trên chính trị đã chẳng có băng đảng, Diệp Kiến Bân trầm ngâm. Nói chung cũng không phải là tin tức xấu. Bí thư Đào chưa bao giờ biểu lộ ý muốn gặp mặt nói chuyện với tôi. Ai bảo Thịnh Hâm 2 năm qua triển khai chuỗi siêu thị điện máy ngoài tỉnh, chẳng lẽ tỉnh công khai yêu cầu Thịnh Hâm đem sản nghiệp về Đông Hải được à? Chuyện chính trị lên xuống là bình thường,
phải có suy nghĩ thoáng mới được, từ học bình tạm thời lùi lại một bước, chưa chắc không phải là việc tốt. Diệp Kiến Bân biết Trương Khác Chiêu thôi, hiện chưa phải thời cơ quay về cạnh tranh với Hải Thái. Chính Thái và Cẩm Hồ liên hợp thành lập điện tử Khoa Vương gần đây có những hành động rất lớn, hình như muốn làm lớn, bọn họ mà thành công, Thịnh Hâm càng khó quay về Đông Hải. Trương Khác cười khinh miệt. Nếu Khoa Vương chẳng những không thể thành bàn đạp cho bọn họ, lại còn phân tán tinh lực và tiền bạc của Tạ gia, thì với Thịnh Hâm có phải là tin tức tốt không? Tất nhiên là tin tức tốt rồi. Diệp Kiến Bân hứng thú trở lại, Đông Hải là thị trường rất quan trọng, căn cơ Diệp gia cũng ở đây, lại vì tránh xung đột với Hải Thái mà chuyển ra ngoài phát triển, tất nhiên luôn muốn có cơ hội quay về. Cậu chuẩn bị ra tay với Khoa Vương à? Có lẽ bọn họ tự hại mình, tôi đâu rảnh thèm để ý tới bọn họ. Trương Khác lắc đầu. Chẳng qua là có khả năng này, anh chuẩn bị trước một chút cũng được. Tôi đang nghĩ phải nói gì mới lấy được lòng bí thư tỉnh ủy của chúng ta đây, mặc dù chỉ là gián tiếp hội diện qua Liễu Chí Quân, nhưng tôi cũng muốn gặp mặt ông ta một lần. Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau? À, trên xe của tôi có quyển sách chủ nghĩa quốc tế do Paul Graham viết, trong đó có một bài ông ấy viết vào năm 94, tên là Thần thoại kỳ tích châu Á, tôi thấy rất có lý, tiến cử cho anh đọc. Bài viết đó của Paul Graham chỉ ra vấn đề tồn tại trong nền kinh tế phát triển cao của châu Á vào thập niên 80-90, đồng thời dự báo chính xác cơn bão tài chính tấn công châu Á vào năm 97, chỉ có điều năm 96 lý luận của ông ta không phải là chủ lưu, Trương Khác chỉ e người thừa nhận sẽ không nhiều. Diệp Kiến ngẫm nghĩ, so với Paul Graham thì John Naismith được các nước châu Á hoan nghênh hơn. Anh nói tới cuốn Đại xu thế châu Á của John Naismith sao? Tôi có bản tiếng Anh của nó, quan điểm của ông ta đúng là rất được hoan nghênh ở châu Á, trong nước nên có bản phiên dịch rồi. Ừ, nhà xuất bản ngoại văn đã xuất bản tháng 7 rồi, chú ba tôi tiến cử cho tôi đọc. Diệp Kiến Bân cười. Dù sao lời tốt đẹp người ta muốn nghe hơn. John Naismith lạc quan dự đoán châu Á tiếp tục quật khởi trở thành trung tâm tương lai của thế giới, lời này tôi cũng thích nghe, nhưng Paul Graham chỉ ra tệ nạn nghiêm trọng trong mô hình phát triển của các nước châu Á. Đặc biệt là Đông Á mới là điều chúng ta cần chú ý. Diệp Chân Dân mặc dù không xếp thứ bậc cao lắm trong 20 vị cấp phó bộ của Bộ Ngoại thương, nhưng phân quản khu vực Ti Châu Á là ban ngành có thực quyền chỉ đứng sau Ti Châu Mỹ. Diệp Kiến Bân ngả người tới. Cậu chủ trương để thực nghiệp gia tín hoãn khai thác nghiệp vụ ở Đông Nam Á có phải là xuất phát từ phán đoán này? Ừ, coi như vậy, khả năng bỏ qua một số thời cơ, nhưng phép tắc quan trọng nhất trong kinh doanh là tồn tại được đã. Tình hình thực nghiệp gia tín không tốt lắm, cần sách lược kinh doanh ổn thỏa hơn, đương nhiên khai thác phát triển nghiệp vụ trong nước. Trương Khác tiếp tục nói. Hoàn cảnh kinh tế Đông Nam Á còn phức tạp hơn, gần đây tiền nóng quốc tế tràn vào khu vực này, làm tệ nạn tồn tại trước đó càng xấu đi. Ngoài ra mấy năm qua tính lưu động của đầu cơ trên quốc tế ngày càng thả lỏng, theo con số nghiên cứu mới nhất, có một khoản tiền nóng lưu động đạt tới 1.000 tỷ đô la Mỹ đang lưu động, chưa nói con số này đáng tin mức nào. Nhưng quy mô nhất định không nhỏ được. Có vũ khí sắc bén này, anh bảo đằng sau không có thợ săn hung mãnh sao được. Trương Khác thực ra tới năm nay mới có thời gian nghiên cứu lý luận kinh tế vĩ mô Đông Nam Á của Paul Graham, phán đoán trước kia tất nhiên là được lợi nhờ trùng sinh, lấy sự kiện lịch sử kiểm chứng với phân tích của Paul Graham, Trương Khác tất nhiên càng tự tin chỉ ra các tệ nạn của kinh tế châu Á. Nhưng sức ảnh hưởng của y có hạn, trừ Diệp Kiến Bân và Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức. Còn mấy người thừa nhận quan điểm của y thì rất đáng hoài nghi. Đương nhiên vài vấn đề có thể giao lưu với Từ Học Bình và Diệp Chân Dân, nhưng Trương Khác gần đây mới nghiên cứu thấu triệt một số vấn đề tương quan, không thể vô bằng cớ nói thẳng năm sau châu Á sẽ có nguy cơ tài chính nghiêm trọng. Này, hai đại nam nhân các anh châu đầu vào nhau làm cái gì đấy? Trương Khác quay đầu lại nhìn, Tôn Tĩnh Mông trống hống đứng sau lưng y, còn rất gần, mũi thiếu chút nữa chạm vào bầu ngực cô ta. Tầm nhìn vừa đồ áo lót màu trắng đập thẳng vào mắt, mảng ngực trắng ra ngoài thật khiến người ta ngộp thở, Trương Khác không phải người có cơ hội không biết lợi dụng, nhưng sàm sỡ Tôn Tĩnh Mông y không dám, nhích người về phía quầy ba, nhưng vẫn ngửi được hương thơm thoảng thoảng trên cơ thể. Nhân viên công tác đã lục tục tới nơi, ba cô gái đi cùng y không xen vào được nữa, đang ngồi uống nước giải khát tán gẫu. Trương Khác và Diệp Kiến Bân nói chuyện hợp ý, đầu thiếu chút nữa đụng vào nhau. Trương Khác còn lấy giấy bút ra viết một vài con số kinh tế và biểu đồ cho Diệp Kiến Bân xem. Lớn chừng này rồi còn thích vẽ bậy lên giấy ăn à. Tôn Tĩnh Mông đưa tay ra lấy, bên trên là các con số chi chít còn có cả biểu đồ màu đó, xem không hiểu gì cả.
Em không hiểu gì đâu. Diệp Kiến Bân lấy lại. Và lại em cũng không có hứng thú với thứ này. Trương Khắc cũng quay lại ngồi ngay ngắn, không để ý tới Tôn Tĩnh Mông nữa. Sao anh biết em không có hứng thú với thứ này? Tôn Tĩnh Mông phùng mang lên, thời gian qua cô chuyên tâm quản lý quán bar, thấy bị hai người họ coi thường mình, rất là bực tức. Chương 414, kế hoạch hoàn chỉnh. Vậy em xem đi. Diệp Kiến Bân nhích người ra, để Tôn Tĩnh Mông ngồi giữa mình và Trương Khắc. Xem mấy thứ này ảnh hưởng tới ăn uống đấy. À, đồ ăn chúng ta gọi phải được đưa tới rồi chứ. Nâng cổ tay xem đồng hồ rồi nhìn về phía cửa quán bar. Trương Khắc liếc nhìn Tôn Tĩnh Mông mặc áo chun máu xám, trừ cánh tay lộ ra ngoài, còn lộ luôn cả một phần eo trắng muốt, cơ thể nóng bỏng cô ta ngoài lên quầy bar xem những con số và thuật ngữ kinh tế. Chiếc váy siêu ngắn không đủ bọc kín mông còn trễ xuống, lộ ra quần lót màu đỏ diềm ren. Trương Khắc không dám nhìn nhiều, quay sang thì lại thấy khe vú sâu hun hút qua cái cổ áo, nhìn ngang mắt thì thấy ngay cánh môi tô son đỏ mọng cong cong cực kỳ khiêu khích nam nhân. Trương Khắc nuốt nước bọt, đành ngẩng đầu lên một chút nói chuyện với Diệp Kiến Bân. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, tôi không để ý đâu, cũng không đi nói với cô bạn gái nhỏ của anh đâu. Tôn Tĩnh Mông nguyết y một cái, nói thì nói thế, nhưng vẫn kéo áo xuống che phần gần mông bị lộ ra. Cái đưa mắt này của Tôn Tĩnh Mông làm y hơi ngứa ngáy, nhưng thực sự không dám chọc ghẹo bông hoa đầy gai này, liền đi qua bên Diệp Kiến Bân ngồi. Diệp Kiến Bân thầm buồn cười. Năm ngoái Trương Khắc và Hứa Tư cùng tới Tôn gia làm khách, tiếp xúc khá nhiều với Tôn Tĩnh Mông, ít nhiều bị nghi ngờ quan hệ của hai người, có một số chuyện người đương sự chỉ thầm hiểu trong lòng, nếu vô tình để lộ ra hậu quả chết người. Chẳng trách Trương Khắc không dám đáp trả Tôn Tĩnh Mông một câu, chỉ mong cô ta quên đi sự tồn tại của mình, Diệp Kiến Bân hỏi. Khi nào cậu sẽ tới Bắc Kinh, hay là để tôi mời chú hai tôi tới đây nói chuyện? Mặc dù Trương Khắc chỉ ra rõ ràng cơn bão tài chính châu Á ảnh hưởng tới trong nước lợi nhiều hơn hại, chủ yếu là do chính sách tài chính quốc vụ viện đưa ra gần đây hóa giải không ít vấn đề tệ nạn kinh tế tồn tại trong nước, cơn bão tài chính qua đi, trong nước sẽ nghênh đón 10 năm phát triển kinh tế hoàng kim, nhưng nếu có phán đoán chuẩn xác cộng chuẩn bị kịp thời, chắc chắn làm kinh tế trong nước hưởng lợi nhiều hơn. Diệp Chân Dân trực tiếp xử lý sự vụ thương mại với các quốc gia châu Á. Là một trong số nhân vật trọng yếu chế định chính sách thương mại với các quốc gia châu Á. Mặc dù theo dòng chảy chính đánh giá sai tình thế phát triển của châu Á không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu dự đoán chính xác được, đồng thời để trong nước thu lợi ích trong đó, thì dứt khoát sẽ là mốc son chói lọi trong con đường chính trị. Cho nên Diệp Kiến Bân hy vọng Trương Khắc nói chuyện với chú của mình. Anh chuyển lời hộ không phải là xong sao? Trương Khắc nhún vai. Hai ngày này tôi cũng không có chuyện gì để làm. Tôi sẽ ba hoa thêm với anh. Tôi chuyển lời hộ khả năng không thể nói thấu đáo vấn đề, bảo chú hai tôi về một chuyến vậy, có cớ nghỉ ngơi cũng tốt. Diệp Kiến Bân khá tin vào phán đoán của Trương Khắc, nhưng không biết chú mình ra sao, để bọn họ trực tiếp đối thoại thì hơn, lại nhớ ra một chuyện. Liễu Chí Quân hẹn gặp cậu, cậu cũng định nói ra chuyện này. Nếu bọn họ muốn nghe đương nhiên tôi sẽ nói. Trương Khắc gật đầu. Dù sao vài hạng mục lớn trong tỉnh cần đích thân bí thư Đào gật đầu mới được. Cái hạng mục sắt thép kia ấy hả? Tỉnh Lý vì muốn huyện Tiểu Cương Đông Nam kiến nghiệp thành cơ sở sản xuất sắt thép trong yếu, năm ngoái khởi động hạng mục sắt thép Liên Hợp Đông Hải, kế hoạch kỹ thuật và thiết bị đều đưa vào từ Nhật, cuối cùng tiến hành đàm phán với tập đoàn Đông Nhật Thiết. Đầu tháng 4, sự kiện mua dâm tập thể ở Phú Xuân Các khơi lên làn sóng chống Nhật chống Hàn trong tỉnh, làm đàm phán một dạo bị ngừng ngang, tỉnh cũng tỏ thái độ cứng rắn. Đông Nhật Thiết tự biết mình đuối lý, triệu hồi tất cả nhân viên dính líu vào sự kiện Phú Xuân Các trở về, phái nhân viên khác tới đàm phán lại. Trương Khắc đáp, đúng thế, nhưng không phải chỉ có nó. Còn sao? Lúc trên chúng ta đã nói có vô số tiếng nóng tràn vào các nước Đông Á, có khả năng rất cao là dụ cho khu vực này bùng nổ nguy cơ kinh tế, anh nói xem đám cá mập tài chính quốc tế lại chẳng ngửi thấy mùi máu tanh trong đó sao? Từ con số chi tiết Trương Khắc thu thập được. Diệp Kiến Bân cũng khuynh hướng cho rằng khu Đông Á rất có khả năng bùng phát nguy cơ kinh tế cục bộ. Nếu kinh tế châu Á phát sinh chấn động, sẽ bắt đầu từ Đông Nam Á đặc biệt là Thái Lan, Indonesia những nơi tệ nạn kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, năng lực phòng chống nguy cơ lại kém. Từ 20 năm trước Đông Nam Á là khu vực mà Nhật Bản đầu tư vào nhiều nhất, kinh tế Đông Nam Á bất ổn, Nhật Bản sẽ bị liên lụy trước tiên. Tỷ lệ đồng yên với đồng USD sẽ sụt giảm, đồng nhân dệ tương đối ổn định.
tài chính đưa thiết bị kỹ thuật hạng mục sắt thép nếu có thể tranh thủ vay đồng yên, ít nhất có thể lấy lợi từ tỷ giá. Lúc này thức ăn của bọn họ gọi đã được mang tới, đành ngừng câu chuyện, tranh thủ ăn buổi tối quán ba còn mở cửa. Tôn Tĩnh Mông cầm tờ giấy chương khác viết những con số kinh tế xem nửa ngày trời chẳng hiểu gì cả, giận dỗi ném cho Diệp Kiến Bân, Diệp Kiến Bân cẩn thận gấp lại cất đi. Ăn tối xong, dọn dẹp qua loa, quán ba chính thức bắt đầu một ngày kinh doanh. Đường Thanh, Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình lần đầu ra vào chốn thế này, nhìn đám đông ùn ùn đổ vào quán ba, hết sức hưng phấn. Trương Khác và Diệp Kiến Bân chui vào một góc tiếp tục câu chuyện. Nói tới hạng mục sắt thép liên hợp, đây là hạng mục đầu tư lớn nhất lịch sử tỉnh từ trước tới nay, tài chính lên tới 10 tỷ, trong đó 70-80% dụng tại thiết bị và kỹ thuật, nguồn tài chính là phần quan trọng của cuộc đàm phán. Nếu có thể vay được tiền từ Nhật, đồng thời kéo dài thời gian trả nợ sau năm 98, khi ấy qua cơn bão tài chính châu Á, tỷ giá đồng yên với đồng USD giảm mạnh, còn nhân dân tệ đúng giá, riêng phần này thôi thực tế phải trả ít đi 30% giá trị số tiền. Trương Khác trước đó đã giao lưu vấn đề này với Từ Học Bình, nếu Đào Tấn cũng tiếp thu phán đoán của Paul Crum về tình thế kinh tế châu Á, tỉnh Đông Hải có thể chuẩn bị trước một chút, tranh thủ thêm hạn ngạch vốn vay. Đương nhiên Trương Khác không phải là không có tính toán cho lợi ích của bản thân. Hương Tuyết Hải 2 năm tới phải đưa vào dây chuyền sản xuất và kỹ thuật mới, Tân Quang cũng sẽ mở rộng mạnh sản xuất giấy, hai hạng mục này cộng lại gần 1 tỷ. Trương Khác khuynh hướng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Hàn, về mặt kỹ thuật và chế tạo máy bọn họ rất đáng tín nhiệm. Nhưng chỉ bằng vào sức ảnh hưởng của bản thân Hương Tuyết Hải và Tân Quang, khả năng vay được vốn đầu tư của Nhật Bản là cực thấp. Trương Khác muốn mượn tay tỉnh, trở thành một phần hạng mục của tỉnh. Hương Tuyết Hải vốn có gần nửa cổ phần quốc hữu, Tân Quang lại có kế hoạch trồng rừng lớn, đương nhiên có lý do hưởng thụ một số lợi ích. Đây chính là một phần trong mắt xích kế hoạch hoàn chỉnh của Trương Khác. Thế nhưng không thể nói rõ đầu năm sau đám cá mập tài chính sẽ thăm dò công kích Thái Lan, tới giữa năm phát động cuộc tiến công thực sự, cơn bão mau chóng quét dọc Thái Lan, tiếp đó cuốn sang Malaysia, Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Cuối cùng tới cả Nga cũng bị cuốn vào. Trương Khắc hiện giờ đang thu thập con số và chứng cứ liên quan, cố gắng trình bày thấu triệt cho Diệp Kiến Bân, cho dù không biết trước tương lai cũng có thể đưa ra phán đoán, một số quốc gia Đông Nam Á đã thành con mồi béo nhất của đám cá mập tài chính quốc tế. Nói chuyện hết sức hợp ý, đặc biệt trước khi quán bar đóng cửa, nơi này ầm ĩ liên tục, làm Trương Khắc và Diệp Kiến Bân chẳng hề nhận ra thời gian trôi đi. Chương 415 biến hóa vi diệu. Trừ thi thoảng cùng Trương Khác tới thịnh thế niên hoa ra, Đường Thanh chưa chính thức qua đêm ở một quán bar, nên cùng hai cô bạn chơi bời hò hét hết sức hưng phấn, cô nàng hiếm khi được một lần không ngủ gật. Ba cô gái không ngừng được người ta chuyển giấy đến làm quen, hết sức bất ngờ là Tô Nhất Đình thu được nhiều giấy nhất, hơn nữa còn thu được nhiều hơn rất nhiều, Đường Thanh ngọt ngào ngây thơ còn đỡ một chút, dung mạo lạnh lẽo băng xương của Trần Phi Dung làm tuyệt đại đa số nam giới không đủ tự tin, khiến cho cô cả tối chỉ nhận được hai tờ giấy mà thôi. Đến khi khách khứa về hết, đóng cửa cài then, Hứa Duy và nhân viên công tác quét dọn vệ sinh, Đường Thanh và Trần Phi Dung hết sức hâm mộ Tô Nhất Đình, cướp lấy giấy của cô đọc lớn, tiếp đó bỏ lăn ra cười. Tô Nhất Đình hai tay chống hông, dậm chân tức tức thét lên. Toàn một cái lũ vô dụng, thời trung học đã thế rồi, luôn muốn mượn mình tiếp cận Phi Dung. Á! Xem cái tờ giấy chết tiệt này viết này, chiếc BMW của tôi liệu có thể may mắn đi chơi đêm nay, hình như tự tin của hắn chỉ có ở trên cái xe BMW. Hừ, mình thấy tên đó bây giờ thành đáng yêu rồi. Cô ta hếch mũi về phía Trương Khác. Mặc dù cũng rất đáng ghét, ít nhất mặt cũng đủ dày, không ỷ vào mấy thứ đó tiếp cận con gái. Đáng tiếc không thể xẻ ra cho mọi người hưởng chung. Bạn có bản lĩnh thì cứ tới mà tranh một phần. Đường Thanh nghênh mặt nói. Xí, thế chẳng phải mình chê cuộc sống của mình quá thoải mái à? Tô Nhất Đình khinh thường nói. Mình cần một chàng trai chung thủy với mình coi tất cả những mỹ nữ khác như bùn đất, cho dù nam nhân của bạn có thể làm được điều đó, cũng chẳng ngăn được bùn đất chất đống lên người cậu ta. Nếu chẳng phải thấy bạn mang mối thâm tình với cậu ta, thì với tư cách một người bạn, mình khuyên bạn tránh xa loại nam nhân này một chút. Ê này, nói đụng chạm gì tới tôi đấy? Quán ba yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng nhạc dịu nhẹ, Trương Khác loáng thoáng nghe thấy bọn họ bàn tán về mình, quay đầu lại nói. Mọi người quen thì quen, bạn nói lung tung tôi sẽ tố cáo bạn phỉ báng mình. Tô Nhất Đình chẳng thèm ngó tới y, hỏi. Bọn họ là nam nhân cả, nói cái gì với nhau mà hăng thế,
bỏ cả đống mỹ nữ chúng ta qua một bên. Mình làm sao mà biết được? Đường Thanh chỉ cười, chuyện của Cẩm Hồ đâu thể tùy tiện nói với người khác. Quán rượu đã dọn dẹp xong, các nhân viên khác về hết, Tôn Tĩnh Mông mở một chai Hennessy XO, vẫy tay gọi Hứa Duy tới, nhíu mắt nói với Trương Khác, Diệp Kiến Bân. Hai người còn định nói chuyện tới khi nào, có muốn uống cùng một ly không? Rượu XO bên này đều là của Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương bận rộn chuyện công ty chế tác nhạc, Diệp Kiến Bân ít tới đây, làm đám Tôn Tĩnh Mông hưởng lợi. Trương Khác đứng dậy. Những chuyện này để hôm khác nói đi, bên phía Liễu Chí Quân, anh đi cùng chứ? Diệp Kiến Bân gật đầu, không tính hai người tính cách hợp nhau, Diệp ra sớm đã coi Trương Khác thành đối tác quan trọng nhất, dù sĩ đồ của Từ Học Bình gặp trở ngại, Diệp ra cũng hy vọng về chính trị có liên hệ và ủng hộ mật thiết với Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành. Liễu Chí Quân hẹn Trương Khác đại biểu cho Đào Tấn, bất kể tiền đồ của Từ Học Bình ra sao, Cẩm Hồ đã có một địa vị tương đối quan trọng trong bản đồ kinh tế tỉnh, Ái Đạt càng là một trong số ngôi sao sáng chói nhất trong nước, cho nên dù Từ Học Bình có ngã, có người muốn chèn ép Cẩm Hồ thì cũng có người đứng ra bảo vệ Cẩm Hồ. Đào Tấn có ý muốn tiếp với Trương Khác cũng là điều hợp lý, nhưng gián tiếp nói rõ tiếp theo Từ Học Bình rất có thể rời khỏi Đông Hải. Trương Khác không muốn được Đào Tấn chiếu cố quá nhiều, tránh sau này sự phát triển của Cẩm Hồ bị gò bó, chuyện cân bằng với quyền lực chính trị, luôn luôn là một trong số vấn đề trọng yếu xí nghiệp dân doanh trong nước phải suy nghĩ kỹ. Cho nên Trương Khác muốn đưa Diệp Kiến Bân đi cùng mượn Diệp gia tăng sức nặng cho bên mình. Ở quán ba uống rượu tới 2 giờ sáng mọi người mới về. Tôn Tĩnh Mông có thuê phòng ở ngõ Học Phủ, trừ Hứa Duy ra, cô ta còn kéo thêm cả Lệnh Tiểu Yến tới, không thể chứa thêm người nữa rồi. Trương Khác hơi lấy làm lạ, Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến đều học ngành tương quan, quản lý quán ba sẽ tích lũy chút kinh nghiệm, hơn nữa họ đã lên năm thứ tư. Nếu không định tiếp tục học nghiên cứu sinh thì thực tiễn xã hội trở nên quan trọng, như Giang Đại Nhi dù nghỉ học nửa năm cũng không ảnh hưởng tới tốt nghiệp. Tôn Tĩnh Mông học biên đạo múa, cô ta đầu tư nhiều tinh lực vào bên này như thế, chuyện học hành chắc chắn phải bỏ bê. Đi trên con đường lát đá xanh phủ rêu của ngõ Học Phủ, Trương Khác tò mò hỏi Tôn Tĩnh Hương vấn đề này. Nữ nhân nếu không muốn dựa dẫm vào nam nhân thì phải tự kiếm tiền mới được. Uống rượu xong, Tôn Tĩnh Mông cả cổ ánh sắc hồng quyến rũ. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Trương Khác. Anh không biết chứ, chị tôi lập công ty hoa âm, còn bị người cắt ra nói là làm nhục gia phong, nhưng bọn họ mỗi bữa tiệc bỏ ra chục vạn mời minh tinh đi cùng, còn tìm mọi cách để đưa những minh tinh đó lên giường, lại không thấy nhục gia phong, anh có thấy cái gia phong này kỳ quái không? Trương Khác nhếch mép cười, cắt ra đúng là đem cái xã hội nam quyền tối thượng phát huy tới đỉnh điểm rồi, với tính cách của Tôn Tĩnh Mông làm sao chịu bị gia tộc áp chế. Tôn Tĩnh Mông dựa hơi rượu vung cánh tay mềm nhũn lên. Cái ngõ này sắp giải tỏa rồi, khi đó 1978 cũng không còn tồn tại nữa. Giải tỏa ngõ Học Phủ, không dễ vậy đâu. Trương Khác nhìn con đường lát đá lồi lõm cũng ngồi nhà sập xệ hai bên, ngõ Học Phủ đúng là cần xây dựng lại, nhưng mâu thuẫn giữa doanh nghiệp đầu tư và chủ nhà còn chưa giải quyết được. Mâu thuẫn chủ yếu không nằm trong căn nhà ở bình thường ngõ, mà là chuyện bồi thường cho nhà thương nghiệp hai bên ngõ. Vào năm 97 khi chính thức khởi động việc giải tỏa, hộ kinh doanh yêu cầu đổi sang nhà diện tích kinh doanh tương đương, nhưng phía nhà đầu tư chỉ đồng ý bồi thường 5.000 một mét vuông, mà căn cứ vào giá thuê nhà năm 96 tính toán, giá trị mỗi mét vuông diện tích kinh doanh ở đây lên đến 2 vạn cũng không phải là quá, chênh lệch lớn về lợi ích đủ gây mâu thuẫn kịch liệt. Vì để giải tỏa được, đám nhà đầu tư dở mọi thủ đoạn hăm dọa chấn áp, tới năm 98 khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm. Chủ hộ ở đây đổ dầu lên người ngăn cản giải tỏa, không ngờ giám đốc công ty giải tỏa cũng nóng máu búng mẩu thuốc lá trong tay ra, dẫn tới hậu quả thảm trọng một chết, một trọng thương, thiêu cháy nửa con đường, tình phải ra mặt dừng chuyện giải tỏa. Ngõ Học Phủ phải tới tận năm 2002 mới giải tỏa thành công, nhưng trải qua bao năm vật lộn như thế, ngõ Học Phủ đã hoàn toàn đi xuống rồi. Tôn Tĩnh Mông tưởng rằng chuyện giải tỏa sẽ mau chóng được thực hiện, Diệp Kiến Bân thì biết chuyện giải tỏa không phải đơn giản như thế. Trừ khi chính phủ có thể làm việc công bằng công chính, trừ khi đám nhà đầu tư kia có lương tâm. Diệp Kiên Bân hỏi Trương Khác. Có hứng thú với vụ này không? Có xen vào được không? Trương Khác hỏi ngược lại. Xen vào được mới có thể nói tới hứng thú hay không? Kiến Nghiệp là thành phố cấp phó tỉnh, mặc dù về hành chính được tỉnh quản lý, nhưng kinh tế hưởng thụ quyền hạn riêng, giống như Huệ Sơn, thị trưởng và bí thư thành ủy của hai thành phố này phải được TW phê duyệt mới có thể nhậm chức.
Bình thường mà nói tuyệt đại đa số chính sự của kiến nghiệp ở tỉnh khó trực tiếp can dự vào, ở hạng mục béo bở thế này càng không cho phép. Đưa Tôn Tĩnh Mông, Hứa Duy về trước rồi mới đi lấy xe. Trương Khắc lái xe chở ba cô gái về biệt thự, sáng hôm sau nhận được điện thoại của Liễu Chí Quân mới Trương Khắc và Đường Thanh đi ăn cơm Tây gần Kiến An Môn. Trương Khắc vờ vô ý nhắc tới chuyện uống rượu với Diệp Kiên Bân hôm qua, tất nhiên Liễu Chí Quân gọi điện mời vợ chồng Diệp Kiên Bân cùng ăn cơm trưa. Liễu Chí Quân mặc dù không tiếp xúc mấy với Diệp Kiến Bân, nhưng người có địa vị như bọn họ ở tỉnh thành, tuổi tác lại tương đương, luôn có phương thức liên hệ với nhau. Chương 416, lại tới Diệp gia trạch viện. Cuộc hội diện bán chính thức thế này Trương Khắc không tiện đưa Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình đi theo, ban ngày Hứa Duy rảnh, liền đưa hai cô gái tới đó chơi, rồi đến Kiến An Môn tụ họp với đám Liễu Chí Quân, Diệp Kiến Bân. Liễu Chí Quân cũng đưa vợ tới, thành ra có chút ý vị ngoại giao gia đình. Bắt đầu từ tháng 8 khi điều tra đê bao Tân Vu, lập tức có người đem vấn đề của công ty Hải Dụ ra đặt điều bôi nhọ, các ban ngành giám sát vì vấn đề này đã giao lưu với Đào Tấn. Ở vấn đề của City Hải Dụ, Đào Tấn giữ được công chính, ngoài ra bất kể dự đoán bi quan thế nào về sĩ đồ tương lai của Từ Học Bình, bất kể ai hiểu nội tình của Trương Khắc đều không dám xem thường y, thà bắt nạt ông lão đầu bạc, chứ đừng khinh thiếu niên nghèo, huống hồ một thiếu niên đầy tiềm lực như Trương Khắc. Đào Tấn tuy là nhân vật quyền lực khuynh đảo một phương, nhưng phải thừa nhận mình là nhân vật của thời đại cũ rồi. Chuyện luân chuyển và duy trì quyền lực luôn là vấn đề được tính toán kỹ trong nước, Đào Tấn cũng đã nghiền ngẫm nghiêm túc. Cho dù có người thực sự quyết tâm đẩy Từ Học Bình đi cũng không thể nhổ tận gốc ông ta, tối đa là đưa tới nơi nào đó hưởng chức nhàn. Có lẽ ảnh hưởng xấu từ chuyện này sẽ tác động với Cẩm Hồ và một số quan viên liên quan như Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành, nhưng không phải là đả kích nặng nề, huống hồ Cẩm Hải có tác dụng khích lệ kinh tế Đông Hải tương đối lớn, Đào Tấn tất nhiên muốn lôi kéo, chỉ là lúc này Từ Học Bình còn là tỉnh trưởng, ông ta không tiện đích thân ra mặt, Liễu Chí Quân thay mặt là thích hợp nhất. Người hiểu quan trường trong nước không khó nhìn ra chuyện vòng vèo trong đó, Diệp Kiến Bân hôm qua không về nhà, mà tới chỗ trạch viện ngoại ô, đem chuyện kể với ông nội, Diệp Tổ Phạm cũng thấy nên để con trai về một chuyến, dù sao có phán đoán chính xác kinh tế châu Á, cực kỳ có lợi cho vị trí của Diệp Chăn Dân. Ăn cơm chưa xong, Đinh Văn Di cùng Hình Văn Lệ vợ Liễu Chí Quân kéo Đường Thanh đi mua sắm, ba nam nhân thì tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện, Diệp Kiến Bân nói ngày mai chú ba của hắn về nhà thăm cha. Mời Trương Khắc và Liễu Chí Quân tới trạch viện Diệp gia làm khách. Liễu Chí Quân biết Hải Dụ trước kia và Ái Đạt hiện nay có qua lại nghiệp vụ với Thịnh Hâm, nhưng không ngờ quan hệ giữa Trương Khắc và Diệp gia lại tốt như thế. Diệp Chăn Dân về nhà thăm người thân, Diệp Kiến Bân mời hai bọn họ tới nhà làm khách, coi như là tỏ thái độ quan hệ không cạn. Mọi người chỉ ngồi một lúc ở quán cà phê, nếu mai Diệp Chăn Dân về rồi, thì câu chuyện để lại tới ngày mai thảo luận cũng không muộn. Ba cô gái đi dạo siêu thị xong quay về mới là 3 giờ chiều, Trương Khắc mấy ngày này không an bài việc gì, nhưng hai người kia chẳng rảnh rỗi, để ba cô gái nghỉ ngơi một lúc rồi ai đi đường nấy. Trương Khắc lái xe đưa Đường Thanh tới chỗ nhóm Trần Phi Dung, bọn họ không có di động để liên lạc tức thì, đến căn nhà Tôn Tĩnh Mông thuê trọ, Hứa Duy và Tôn Tĩnh Mông đều không có ở đó, Lệnh Tiểu Yến và Chu Tiểu Quân vừa vặn về tới nơi, Lâm Băng ở trong phòng chuẩn bị ôn tập thi nghiên cứu sinh. Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình tới Đại học Sư Phạm chơi rồi, tối mới về, ba cô gái kéo Trương Khắc đi đánh bài. Tôn Tĩnh Mông ngay cả số lẻ trong tài khoản ngân hàng cũng có hơn $100,000 HK, nhưng căn nhà cô ta cùng đám Hứa Duy thuê chung khá đơn giản, nghe Lệnh Tiểu Yến nói đó là vì Hứa Duy dứt khoát muốn chia đều tiền nhà cho nên làm mức độ sinh hoạt của mọi người bị kéo xuống theo. Trương Khắc nghĩ Tôn Tĩnh Mông có thể thuận theo ý Hứa Duy, không thể tính là con nhà giàu bị chiều hư. Đang đánh bài thì Hứa Duy gọi điện về, khi về cùng Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình xách theo một đống thức ăn, Trương Khắc chưa kịp nói gì thì Tô Nhất Đình vừa vào nhà đã nói. Vốn muốn mời cái mầm họa của ký túc xá bọn tôi tới cơ, nhưng người ta hôm nay có việc bận, làm cậu thất vọng rồi. Mà lạ thật, bọn tôi tra tấn cô ấy nửa ngày trời, cô ấy cũng chẳng biết bạn là ai. Hà Huyền thì hiện giờ có chuyện gì được, chẳng qua là bị người ta lừa đi tham gia hội đồng hương, hội bạn cũ mà thôi. Trương Khắc biết rõ lắm, có điều chẳng thế giải thích gì cả, trông thấy Trần Phi Dung, Hứa Duy mặt đầy ngờ vực, chắc là gặp cái mầm họa này rồi. Đấu khẩu với một đám con gái thế này thì họa có là đồ ngốc, Trương Khắc liền kéo Chu Tiểu Quân sang một bên nói chuyện. Chu Tiểu Quân đang công tác ở văn phòng chính phủ, có Lý Nghĩa Giang ở lại chiếu cố, chắc cuộc sống không quá tệ, lại có cơ hội rèn luyện, song nếu Từ Học Bình điều khỏi tỉnh Đông Hải thật, an bài cho tương lai của Lý Nghĩa Giang không khó.
hoàn toàn có thể đưa tới địa phương rèn luyện rồi tính đường thăng tiến, song khó chiếu cho Chu Tiểu Quân được nữa. Chỉ là hiện giờ không cần nói chuyện này với hắn, tới khi đó rồi lo cũng muộn. Tôn Tĩnh Mông nghe Đường Thanh kể ngày mai sẽ cùng Trương Khác tới Trạch Viên Diệp gia làm khách, liền nói muốn đi theo, tham quan hào môn đại tộc nội địa xa hoa ra sao. Trương Khác biết cô ta bất bình vì quan hệ của chị và Diệp Kiến Bân, nên có hành động mang tính chất giận dỗi này. Đinh Văn Di tuyệt đối không phải hạng dễ đụng vào, nếu mang cô ta, để cô ta nhắm vào Đinh Văn Di, không khéo bị nghi ngờ, làm sao y dám cho quả lựu đạn này theo cùng. Tuyệt không dám quyết định thay Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Mông thấy y tỏ vẻ khó xử, mắt né tránh, tức tối nói. Nam nhân các người cá mè một lứa hết, chẳng có một kẻ nào tử tế cả. Rồi coi chưa từng nhắc tới chuyện này. Ăn tối xong mọi người lại tới quán ba chơi, vẫn rạng sáng mới về. Sáng hôm sau, Trương Khác lái xe đón vợ chồng Liễu Chí Quân, cho tiện, bốn người cùng ngồi một chiếc xe tới Diệp Gia Trạch Viện. Diệp Gia Trạch Viện cách nội thành nửa tiếng đi đường, đó là dải đồi núi ngoài thành phố, được xây dựng dưới một ngọn đồi xanh biếc không cao lắm. Hè năm ngoái Trương Khác từng tới đây một lần với Giang Đại Nhi, về sau lễ tới đều tới thăm Diệp Lão, nhưng gặp mặt Diệp Chăn Dân đúng một lần vào hè năm ngoái. Bên ngoài rất ít ai biết chuyện Trương Khác có qua lại thân thiết với Diệp Gia. Liễu Chí Quân hôm qua sau khi báo cáo cho Đào Tấn, cũng suy nghĩ kỹ lại, thì khi Trương Khác bắt đầu vươn lên từ Hải Dụ tới Ái Đạt đều có nghiệp vụ qua lại với Thịnh Hâm rồi, thân thiết với nhau cũng không phải là chuyện bất ngờ nữa. Chừng mới giờ tới Diệp Gia, Diệp Kiến Bân ra sân bay đón Diệp Chăn Dân, Trương Khác và Liễu Chí Quân tới chòi nghỉ uống trà tiếp chuyện Diệp Lão, trước chưa Diệp Chăn Dân tới nơi. Trên cơ sở phán đoán bi quan của Paul Crum về tình hình kinh tế châu Á, Trương Khác có phân tích và nghiên cứu chi tiết. Diệp Kiến Bân đề cập tới chuyện này qua điện thoại với Diệp Chăn Dân rồi, nhưng một số vấn đề quan trọng, ông phải đích thân nói chuyện với Trương Khác mới xác nhận được. Ngày hôm qua ông ta bảo người dưới chỉnh lý lại các con số kinh tế các quốc gia châu Á, là một phó bộ trưởng, số liệu ông ta thu được tất nhiên toàn diện hơn Trương Khác, nhưng nhìn ra được vấn đề qua con số có vẻ cực kỳ khả quan đó không phải chuyện người thường có thể làm được. Trên bàn ăn nói chuyện tới hiện trạng kinh tế và tài chính của các nước châu Á. Liễu Chí Quân còn tưởng Trương Khác đón ý Diệp Chăn Dân cho nên mới nói tới nó, tới nửa bữa cơm Diệp Chăn Dân đưa tư liệu nội bộ về động thái kinh tế châu Á ra, Liễu Chí Quân mới biết Diệp Chăn Dân về nhà thăm người thân vì việc này. Về mặt kinh tế mặc dù Liễu Chí Quân không tính thông, nhưng có am hiểu đôi chút, làm quan mà không biết kinh tế thì tiền đồ không lớn được, đó là do hiện trạng tất cả lấy kinh tế làm trung tâm ở trong nước quyết định. Nhật Bản từ chấn động kinh tế năm 89 cho tới nay vẫn rơi vào trì trệ. Chưa khôi phục lại được hoàn toàn, nhưng tám quốc gia bốn con rồng nhỏ bốn con hổ nhỏ hay Đông Nam Á vào năm 96 trông có vẻ như đang trong xu thế phát triển thịnh vượng. Liễu Chí Quân nghe Diệp Chăn Dân, Diệp Kiến Bân, Trương Khác nói chuyện càng chấn kinh. Trương Khác tuổi chưa tròn 20, vậy mà ngồi đàm luận tình hình kinh tế châu Á với Diệp Chăn Dân làm Liễu Chí Cương thấy rất quái dị, dù sao nghe thiên phú thương nghiệp của Trương Khác, nhưng hắn chưa từng đích thân thấy qua. Liễu Chí Quân ngồi nghe mà không xen vào được câu nào, đầu óc bị các con số kinh tế làm bùng nhùng váng vất, có điều lời mang tính kết luận cuối cùng thì nghe rất rõ. Đám Diệp Chăn Dân, Trương Khác đều mang thái độ bi quan về kinh tế Đông Á, theo phân tích bọn họ, mô hình kinh tế Đông Á phải hình dung là thủng lỗ chỗ như tổ ong, Trương Khác còn đặc biệt lấy hạng mục sắt thép Liên Hợp Đông Hải ra làm ví dụ phân tích. Vì ngày mai Đường Thanh còn phải đi học, Trương Khác xem đồng hồ, đã 4 giờ hơn. Liền ngừng câu chuyện chuẩn bị cáo từ ra về. Diệp Chăn Dân nghiêm túc nói. Cần chỉnh lý lại nội dung chúng ta bàn bạc hôm nay, làm thành bài luận, cậu cần tài liệu gì, tôi bảo phòng nghiên cứu trong bộ phối hợp, mau chóng viết bài văn phát biểu ra. Quan điểm cơ bản không khác gì Paul Crum, tôi không có ý kiến lý luận gì sắc bén hơn của ông ấy. Có điều các nhà kinh tế học theo trào lưu có dễ dàng từ bỏ quan điểm của mình không? Trương Khác hỏi xong rồi tự lắc đầu. Vịt chết mỏ còn cứng, một nhân vật nhỏ như cháu có viết ra trăm bài văn cũng chẳng khác gì giấy lột. Bài này chú ba viết đi thì hơn, có lẽ có phần nào tác dụng. Có điều nếu bài viết này đăng lên, chú ba sẽ thành đối tượng cho đám nhà kinh tế trào lưu kia châm chích chế nhạo. Diệp Chăn Dân cười, Trương Khác gọi ông là chú ba theo cách gọi của Diệp Kiến Bân, là muốn kéo gần quan hệ hai nhà, nhưng ông cũng chẳng muốn chiếm công lao của người khác, nhưng nghe Trương Khác nói vậy cũng hợp lý. Không phải là nói gì, mà ai nói mới là điều quan trọng. Liễu Chí Quân không có nghiên cứu mấy về kinh tế, cho nên cũng dễ bị kinh tế tẩy não nhất, nghe suốt buổi chiều, chưa cần nói hoa mày chóng mặt,
còn cực kỳ tán đồng đoán định của Trương Khắc và Diệp Chăn Dân về tình thế kinh tế châu Á. Danh tác của Bộ trưởng Diệp được viết ra, tôi hy vọng có cơ hội đọc thật kỹ. Trương Khắc cười thầm, đương nhiên phải để anh đọc, nếu không hôm nay mời anh tới đây làm quái gì. Xe tới đường Yến Quy Hồ Diền nội thành, Liễu Chí Quân kiên trì muốn xuống xe, không để Trương Khắc đưa vợ chồng họ về tận nhà, đang vào giờ cao điểm tan tầm, đi qua nội thành không biết tốn bao nhiêu thời gian, nếu gặp phải tắc đường càng đau đầu, bảo Trương Khắc cứ về, bọn họ sẽ bắt taxi. Hắn kiên trì như thế Trương Khắc cũng không quá khách sáo, lên đường cao tốc trở về, buổi sáng bọn họ đã tạm biệt nhóm Trần Phi Dung rồi. Đường Thanh ngồi ghế phụ, lấy di động muốn gọi cho Trần Phi Dung thông báo lần nữa, thử gọi điện tới túc xá của Tô Nhất Đình, đúng là Trần Phi Dung vẫn ở đại học sư phạm chơi. Làm sao bạn biết cô gái trong túc xá của Nhất Đình? Đường Thanh bịt ống nói, mặt đầy tò mò, một cô gái phải nhịn tới 2 ngày mới hỏi ra câu này đúng là không đơn giản. Khi có 2 người với nhau, Đường Thanh muốn đánh đá phóng túng thế nào với Trương Khắc cũng được, nhưng trước mặt người ngoài rất biết chú ý giữ thể diện cho y. Sao vậy, Phi Dung vẫn ở trong túc xá của Nhất Đình à? Trương Khắc quay sang nhìn đôi môi hồng hơi đỏ lên của Đường Thanh, khuôn mặt hơi hờn dỗi một cách ngây thơ đáng yêu. Phi Dung nói cô gái đó rất xinh đẹp. Ồ, Trương Khắc nhớ tới Hà Huyền, đó là một cô gái rất thông minh và xinh đẹp, nghĩ cuộc đời này không thể gặp lại nữa. Không ngờ cô ấy lại là bạn học của Tô Nhất Đình, có lẽ sẽ có thể gặp nhau. Trả lời câu hỏi của Đường Thanh. Đôi khi mình có những giấc mơ kỳ quái, mơ thấy kiếp trước của mình, lúc này chỉ là quay lại sống trong quá khứ đáng lẽ thành của ký ức trước kia mà thôi. Thật sao? Đường Thanh lườm y. Bạn coi mình là trẻ lên 3 đấy hả? Đưa tay béo má Trương Khắc, cong cớn nói. Lấy cái cớ này đi tán tỉnh các cô gái khác là tồi lắm đấy. Tồi lắm hả? Trương Khắc nhìn bản thân trong gương, ngoẹo đầu qua, kẹp tay Đường Thanh giữa vai và má, cọ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay trơn mát của cô nàng. Đúng là rất tồi. Đường Thanh chỉ vờ giận được chốc lát, lại tò mò hỏi. Vậy trong mơ mình và bạn sẽ thế nào? Bạn có tin không? Thời tiết tháng 10 biến hóa bất thường, đang tạnh đấy mà mưa lác đác đổ xuống ngay được, Trương Khắc giảm tốc độ, có Đường Thanh bên cạnh, chẳng cần vội vàng về Hải Châu. Không tin. Nhưng mà trên đường buồn tẻ, nghe tạm cũng được. Đường Thanh nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt dài lãng đãng vẻ là lơi làm người ta bủn rủn. Trương Khắc chăm chú nhìn con đường phía trước, mưa không to, chứng như có thể đếm rõ từng hạt một, lúc lâu mới quay sang nhìn Đường Thanh ôn nhu nói. Cho dù hiện giờ là lặp lại cuộc đời trong mộng, bạn vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nói tới đây Trương Khắc nhớ tới Hứa Tư, nhớ tới đôi mắt bi thương của cô, y không muốn phải đem so sánh. Cũng không bao giờ so sánh, những lời vừa rồi y thực sự nói ra tự tận đáy lòng. Đường Thanh nhẹ nhàng dựa người vào Trương Khắc, nhắm mắt lại, cô không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Cả dọc đường mưa không ngớt, tối 2 người dừng lại ăn qua loa ở trạm phục vụ trên đường cao tốc rồi tiếp tục lên đường. Tới địa phận Hải Châu thì chẳng còn một giọt mưa, ngay cả mây mù cũng không có, ngoài xe ánh trăng lan tỏa làm người ta như đi trong đại dương bàng bạc. Nhìn biệt thự thành ủy đã trong tầm mắt. Trương Khắc rẽ xe vào dưới một gốc cây, chậm chậm hôn từ trán, mũi, lên môi Đường Thanh. Đời người chỉ có một lần, một số thứ cần từ bỏ phải từ bỏ, Trương Khắc không làm được điều này, kiếp trước y đã từ bỏ, đã phải đau khổ tới tột cùng, kiếp này sao còn dũng khí từ bỏ nữa. Trương Khắc giúp Đường Thanh mở cửa xe, nhìn theo Đường Thanh lưu luyến đi một đoạn lại quay đầu nhìn, dưới ánh trăng đôi mắt cô ánh lên làm người ta mê say. Đột nhiên di động vang lên, nghe thấy tiếng Hứa Tư. Trương Khắc có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập. Liễu Nghị Hoa đỗ xe đạp lại, nhìn thấy chiếc Volvo xám bạc mang biển F12345, nhớ loáng thoáng nghe tới cái xe này rồi, thầm nghĩ sao nó lại ở đây. Quỹ tín dụng hiện nay rất khó nhận được bất kỳ khoản tiền gửi nào nữa, không có tiền gửi, chẳng có để cho vay. Cho nên đại sảnh trông rất tiêu đều, hiện giờ chỉ còn trông chờ vào thành phố cải cách thành ngân hàng thương nghiệp, có nguồn vốn mới đổ vào mới sống được. Còn về vài 3 năm sau có lại trở về cái bộ dạng nửa sống nửa chết như hiện nay hay không thì chẳng biết, nhưng có một điều hay là quỹ tín dụng làm ăn be bét tới đâu cũng chẳng cần lo không phát tiền lương. Lý Nghị Hoa đẩy cửa vào đại sảnh, nhìn thấy Lý Hồng Hà tổ trường tiếp đãi vẫy tay gọi mình tới, cười hì hì nói. Đừng vừa gặp nhau là tỏ ra thân thiết như thế, người khác lại tưởng chúng ta có gì đó với nhau. Phì, người thân của anh đến tìm đó, có phải vợ anh ở nhà uống thuốc sâu rồi không? Xem bộ dạng tí tởn của anh kia.
cô gái đáo để đáp lại. Lý Nghị Hoa nhìn theo tay cô ta, thấy một thanh niên mặc áo jacket xanh nhạt đang ngồi góc phòng, hắn hoàn toàn không nhận ra, chỉ nghĩ Lý Hồng Hà đùa. Vợ anh mà uống thuốc sâu, anh lại chẳng báo cho em ngay đầu tiên hay sao? Anh là Lý Nghị Hoa của phòng tổng hợp phải không? Diệp Chân Dân là chú ba của Diệp Kiến Bân chứ không phải chú hai như chương trước, đó là lỗi của tác giả. Chương 417, cá mè một lứa. Lý Nghị Hoa quay đầu lại quan sát thanh niên từ góc phòng đi tới, rất trẻ, cái xã hội này luôn là nhìn y phục trước, nhìn người sau, liếc qua không cần phải người quá sảnh sỏi cũng rõ y phục trên người thanh niên đó toàn hàng cao cấp, vì so với bộ tây phục của hắn thì chênh lệch quá xa. Đúng là tôi đây, xin hỏi cậu là ai? Tôi tên Trương Khác, tôi rất thích bài viết của phó chủ nhiệm Lý. Trương Khác tay cầm tờ báo Hải Châu cũ kia. Có vài điều muốn thỉnh giáo anh. Cậu nhầm rồi, người viết là chủ nhiệm Triệu của chúng tôi. Lý Nghị Hoa hỏi Lý Hồng Hà. Chủ nhiệm Triệu tới văn phòng chưa chưa? Lý Hồng Hà cúi xuống nhìn tờ báo trong tay Trương Khác, mỉa mai. Lãnh đạo các anh từ khi nào lại thừa nhận chung hàng ngũ tổ doanh nghiệp chúng tôi thế, không sợ hạ thấp nhân cách à? Tôi làm sao biết Triệu Mặt Dỗ có ở văn phòng không? Anh chẳng phải luôn khoe khoang mình tài cao tám đấu sao, bài do Triệu Mặt Dỗ viết, anh không giải thích giúp người ta được sao? Chủ nhiệm Triệu ở thành phố tham gia cuộc họp chủ bị thành lập ngân hàng thương nghiệp, tôi nghĩ ông ta không rảnh giải đáp cho tôi rồi. Trương Khác mỉm cười nói. Lý Nghị Hoa đương nhiên biết Triệu Thạch hôm nay đi họp, song thanh niên này là ai? Liếc nhìn ngày phát hành tờ báo, đúng là bài viết đó rồi, chẳng lẽ Triệu Thạch ngu ngốc lỡ miệng nói ra? Trương Khác nhận ra vẻ cảnh giác của hắn. Chủ nhiệm Lý uống say nói ra, chắc là không còn nhớ mình uống say ở nhà ai đâu nhỉ? Mẹ cái tên mồm to Tô Chiêu Đông, chê mình sống thoải mái quá hay sao? Lý Nghị Hoa cảm thấy phiền toái vô cùng, chửi biệt hiệu của Triệu Thạch ngay trước mặt cũng chẳng có gì to tát, nhưng Triệu Mặt Dỗ hy vọng kiếm được vị trí ngon trong ngân hàng thương nghiệp sách thành lập, không chỉ ở Nhật Báo Hải Châu, mà trong tạp chí kinh tế đều bỏ rất nhiều công sức để được đăng bà, sao chịu người khác giở trò sau lưng. Trương Khác đặt báo lên quầy tiếp tân, chẳng cần kiêng dè nhân viên công tác sau quầy, nói luôn. Anh không cần hoài nghi có người giở trò sau lưng chủ nhiệm Triệu, ông ta còn chưa đủ tư cách này, xe của tôi đỗ bên ngoài, chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện nhé. Lý Nghị Hoa chỉ chiếc Volvo. Xe của cậu sao? Mặc dù vẫn chưa nhớ tới nghĩ ra nghe tới cái xe này ở đâu, nhưng người sở hữu biển số xe đó, đúng là đủ tư cách không coi Triệu Thạch ra gì. Nhưng hắn không phải là chủ cái xe đó, thấy nhân viên sau quầy tiếp tân tròn mắt ra, Lý Nghị Hoa kêu khổ không thôi. Trương Khác đưa tay ra mời, Lý Nghị Hoa do dự, hắn cho rằng người như Trương Khác chẳng thèm bày âm mưu với nhân vật nhỏ như mình, dù sao cũng chẳng có việc gì, mà hắn cũng không ngại tiếp xúc với người lạ. Trương Khác bảo Phó Tuấn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, bọn họ vào một quán trà tên Nhã Tâm Tính. Trương Khác chẳng có nhiều thời gian vòng vo với Lý Nghị Hoa, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đáng lẽ là thư ký của thị trưởng Đường tới tìm anh nói chuyện, nhưng gặp cuộc họp đột xuất nên tôi đi thay. Lấy ra một túi hồ sơ trong cặp, nói tiếp. Hồ sơ của anh mặc dù có vài chỗ không hợp quy củ, nhưng tôi rất tò mò với chuyện trước kia của chủ nhiệm Lý, văn chương từ tay anh viết ra đều rất độc đáo, nên tôi không rườm lời làm gì, muốn hỏi chủ nhiệm Lý có kiến giải thế nào về quỹ tín dụng hiện nay. Cậu là ai? Lý Nghị Hoa càng nghe y nói càng nghi hoặc. Trong tương lai không xa, tôi có khả năng thành một trong số cổ đông của ngân hàng thương nghiệp, chủ nhiệm Lý tận tâm viết văn cho Triệu Mặt Dỗ. Chẳng nhẽ không hy vọng có người sáng mắt nhận ra anh hùng. Lý Nghị Hoa tuổi chừng 40, mặt gầy, râu ria cạo nhẵn thín, nghe câu cuối cùng của Trương Khác, né tránh ánh mắt của y. Nếu chẳng phải mang hy vọng được người khác khai quật ra, Lý Nghị Hoa đã chẳng tốn công viết bài cho Triệu Thạch như thế, nhưng bị một người trẻ tuổi nhìn thấu, trong lòng có chút không thoải mái, song cũng mừng thầm, ai chẳng muốn có cơ hội vươn lên. Chỉ là cảm thấy một số chuyện nếu nói với thư ký của Từ Học Bình thì tốt hơn. Trương Khác thong thả uống trà, chờ đợi Lý Nghị Hoa tự lên tiếng. Thành lập ngân hàng thương nghiệp, Cẩm Hồ, Hải Dụ cùng với Thịnh Hâm đều cân nhắc đầu tư, tuy mỗi cơ cấu đầu tư dân doanh không thể quá 10%, tư nhân không quá 5%, bọn họ có thể nắm gần 40% cổ phần. Trương Khác đối với chuyện kinh doanh ngân hàng không am hiểu mấy, gần đây có đọc qua vài cuốn sách, chẳng qua chỉ lướt qua cho có, không nói có nhận thức sâu lắm. Nhưng với tệ nạn tồn tại trong ngành ngân hàng thì lại biết rõ phần nào, đọc bài Lý Nghị Hoa viết thay Triệu Thạch,
cảm thấy hắn có nhãn quang khá sắc bén về tài chính trong nước, nên mới nóng lòng tìm hắn nói chuyện, nếu hắn thực sự là người thích hợp, có thể tăng tốc thành lập ngân hàng. Lý Nghị Hoa không làm Trương Khác thất vọng, dù không có kinh nghiệm du học nước ngoài, bằng tiến sĩ trong hệ thống tài chính cũng chẳng phải nổi bật mấy, người khác có lẽ nhận thấy chức vị hiện nay xứng đáng với hắn, nhưng kiến giải của hắn về tài chính có thể nói là người thời đại này hiếm có. Cuối cùng trên đường đưa Lý Nghị Hoa về quỹ tín dụng, Trương Khác nói. Ngày mai thị trưởng Đường rảnh, tôi thay mặt thị trưởng Đường hẹn anh 2 giờ chiều tới văn phòng chính phủ nói chuyện. Rút trong túi ra danh thiếp của Hứa Thụy Bình. Trước khi anh tới hãy liên hệ với thư ký của thị trưởng Đường. Lý Nghị Hoa mơ hồ xuống xe, cả cuộc nói chuyện bị người ta dắt mũi, chẳng có cơ hội hỏi lai lịch người thanh niên này, nhìn chiếc Volvo xám bạc hòa vào dòng xe biến mất, lại nhìn danh thiếp trong tay, cứ cảm thấy chuyện này có vấn đề, liền đi thẳng vào trong tòa nhà, tìm Tô Chiêu Đông. Lão Tô, anh đem lời tôi nói sau khi say rượu kể với ai rồi? Lý Nghị Hoa kéo Tô Chiêu Đông ra một góc hỏi. Tôi không nói với ai cả, một chữ cũng không, nhưng bụng Triệu Mặt Dỗ có mấy cái chữ, người nào sáng mắt chẳng nhìn ra. Người đoán thì đoán, nhưng không nói ra ngoài, nếu không phải anh nói ra, người ngoài làm sao mà biết được. Lý Nghị Hoa cau mày. Lão Tô ơi, anh hại thảm tôi rồi, anh là cái tính hẹp hòi của họ Triệu sao? Bình thường anh uống say rượu chỉ im lặng, hôm đó lại nói rất nhiều, có phải là lời say rượu không? Tô Chiêu Đông cười nhạt. Sao, truyền ra ngoài không phải là hy vọng của anh hay sao? Vừa rồi ở đại sảnh, đột nhiên có người trẻ tuổi bỗng nhiên nói với tôi chuyện này, còn kéo tôi tới Nhã Tĩnh Tâm nói chuyện gần 2 tiếng, à phải cậu ta đi chiếc Volvo biển F12345 rất ngầu. Tô Chiêu Đông há hốc mồm. Chẳng lẽ là cậu ta? Chẳng lẽ với không chẳng lẽ cái gì, cậu ta là ai? Nếu tôi không nhầm, cậu ta chính là con trai Trương Chi Hành, chính là thư ký trưởng chính phủ trước kia, mới chuyển tới Tân Vũ ấy. Cậu ta học cùng nhất chung với Đình Đình nhà tôi, cậu ta phải tới Tân Vũ học chứ nhỉ? Tô Chiêu Đông không chắc lắm. Cậu ta tên Trương Khác phải không? Lý Nghị Hoa nhớ kỹ cái tên này. Hình như thế, là tên hoàn khố, ngông cuồng lắm, lái xe đắt tiền huy anh hoang trong trường. Ấn tượng của Tô Chiêu Đông với Trương Khác là từ lời kể của con gái. Trước kia con trai Vạn Dũng ngay cả cô giáo trong trường cũng dám có mưu đồ cưỡng bức, chuyện đó tôi kể với anh rồi đấy, toàn lũ cá mè một lừa với nhau. Vạn Dũng bị điều khỏi Hải Châu, Trương Chi Hành bị điều đi, nói không chừng là bị thằng con làm liên lụy. Người ta đi làm phó thị trưởng, liên lụy kiểu đấy ai mà chẳng sướng. Trương Chi Hành một tay nắm City cổ phần Hải Châu, có kém gì một phó thị trưởng. Hơn nữa sao ông ta không làm phó thị trưởng ở Hải Châu, bỏ đi thằng nhóc đó rốt cuộc tìm anh có chuyện gì? Chẳng có gì. Nhớ lại lúc ở quán trà mình trả lời như đứa học sinh tiểu học, Lý Nghị Hoa cảm thấy mất mặt lắm. Chắc bị thằng nhãi đó lừa rồi. Thuận tay ném danh thiếp của Hứa Thụy Bình vào thùng rác gần đó. Chương 418, phải làm tốt. Lý Nghị Hoa cả đêm trằn trọc ngủ không ngon, tới trời tờ mờ sáng mới thiếp đi được một lúc, cảm thấy nhức mắt liền hé mắt ra. Rèm cửa đã kéo lên, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, xem đồng hồ đã hơn 8 giờ. Hắn vội vàng mặc quần áo, bên ngoài rất yên tĩnh, con cái đều đi học cả, hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy vợ đang ngồi trên ghế sofa cũ kỹ ở phòng khách. Mấy giờ rồi, sao em không gọi anh? Anh đi làm muộn rồi đấy. Anh đi làm muộn có ai quản à? Vợ hắn nghi hoặc hỏi. Đêm qua anh vật đi vật lại trên giường, có phải nhớ còn hồ ly tinh nào không? Con hồ ly tinh nào lại bằng vợ anh được? Lý Nghị Hoa nói lời trái lòng, thầm nghĩ không biết đoạn đối thoại với Trương Khác ở đại sảnh truyền tới tai Triệu Thạch chưa, trong lòng có chút thấp thỏm, ăn vội bữa sáng đã lạnh ngắt, dắt xe khỏi tiểu viện. Nhà hắn rất chật, sau khi con trai con gái lớn rồi, dựng thêm một gian nhà trong sân, cả nhà 4 người miễn cưỡng đủ chỗ ở. Lý Nghị Hoa cả buổi sáng ở Lý trong văn phòng không đi đâu, định gọi điện cho Hứa Thụy Bình, mặc dù hôm qua nghe nói Trương Khác còn là học sinh. Hắn vứt danh thiếp đi, nhưng số điện thoại thì hắn nhớ kỹ rồi, người làm kinh tế, mấy con số đó, liếc qua một hai lần dù vài ngày cũng không quên. Lý Nghị Hoa cảm giác cả buổi sáng bị đôi mắt thâm thúy kia theo dõi, cũng do dự cả buổi sáng không gọi điện, tới tận khi Tô Chiêu Đông gọi hắn đi ăn cơm mới nói. Anh đi trước đi, tôi còn vài việc. Nhìn người khác trong văn phòng đã đi hết hắn mới nhấc điện thoại đi. Đóng máy, sao di động của Hứa Thụy Bình lại tắt máy? Chẳng lẽ trí nhớ mình luôn tự tin lại có vấn đề?
mặc dù có thể tra được số máy bàn của văn phòng chính phủ, nhưng chuyện không đáng tin lắm này gọi di động thì ổn hơn. Hắn chạy lên hành lang tầng 3, cái thùng rác mấy ngày trời chẳng ai thèm ngó tới hôm nay lại được đổ sạch sẽ. Văn phòng của Đường Học Khiêm rất đơn giản, trừ giá sách ra chỉ có hai bồn trúc ở góc phòng. Thấy cảnh Kiến Trung mang tài liệu tới Trương Khác vẫn ung dung ngồi đối diện với Đường Học Khiêm, Hứa Thụy Bình giữ đúng bổn phận đứng dậy nhận tài liệu. Đường Học Khiêm không có thiện cảm với đám người văn phòng chính phủ, chưa đuổi hết đám người đó đi đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Ông ta điều cảnh Kiến Trung từ cục giáo dục tới làm thư ký trưởng cho mình, từ cục trưởng cục giáo dục điều sang vị trí này nhìn có vẻ ngang cấp, nhưng với người có ý gây dựng sĩ đồ, lại là tiến một bước quan trọng. Tiểu Hứa, di động của cậu đóng máy à? Cảnh Kiến Trung hỏi. À, Đường Học Khiêm ngẩng đầu lên. Tôi bảo cậu ta đóng máy đấy. Cảnh Kiến Trung chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, hắn mặc dù là cấp trên của Hứa Thụy Bình, nhưng Hứa Thụy Bình được Đường Học Khiêm đích thân chọn vào chính phủ công tác. Hắn dám vì sai sót nhỏ mà lên mặt với Hứa Thụy Bình sao? Nghe Đường Học Khiêm nói thế, thầm nghĩ có lẽ có nguyên nhân khác, rõ ràng Hứa Thụy Bình ở trong văn phòng, nhưng lại nói với người khác là đi rồi, mấy phó thị trưởng cũng không tìm được. Đường Học Khiêm xem đồng hồ. Thời gian cháu nói sắp tới rồi đấy, Lý Nghị Hoa có đến không? Cháu sao biết được à? Chỉ là một chướng ngại nho nhỏ, nhìn qua có vẻ như là trò đùa ác của ai đó với hắn. Trương Khắc nhún vai. Vấn đề của quỹ tín dụng trùng trùng, muốn có thực sự hồi sinh, chứ không phải chỉ bình mới rượu cũ, phải vượt qua chướng ngại trùng trùng, người thường không thể gánh vác được, anh ta không có chút nhãn quang này, không biết mạo hiểm nắm cơ hội thì chẳng cần tiếc. Đường Học Khiêm thở dài, Hải Châu tổng cộng có 12 quỹ tín dụng, tổng tài sản gần 1,2 tỷ, trong đó nợ xấu chiếm 42%, tổng số nhân viên lên tới trên 800 người, dựa theo biên chế tiêu chuẩn của ngân hàng thương nghiệp thì biên chế vượt quy định gấp đôi. Có một số quỹ tín dụng do cá nhân bao thầu, chẳng khác gì kho bạc trong nhà, có cái gần phá sản, cái thì tài liệu không trọn vẹn. Do quỹ tín dụng trước giờ là công cụ huy động vốn do địa phương trực tiếp nắm giữ, nên an bài nhân sự do địa phương định đoạt, có thể nói có trăm mối quan hệ lằng nhằng với địa phương, chỉ giải quyết vấn đề biên chế thôi đã không đơn giản rồi. Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đã quá giờ hẹn, Hứa Thụy Bình định nói Trương Khác đánh giá cao Lý Nghị Hoa thì cảnh Kiến Trung gõ cửa đi vào. Thị trưởng, có người Lý Nghị Hoa tới, nói là thị trưởng hẹn hắn vào giờ này, tôi xem lịch công tác, hình như không phải. Đường Học Khiêm mỉm cười. Tiểu Hứa, cậu đi gọi anh ta vào đây. Cảnh Kiến Trung nói rất vắn tắt, nhưng có thể nghe ra hắn ngăn cản Lý Nghị Hoa, nhưng vì Lý Nghị Hoa kiên trì, nên mới tới hỏi. Lý Nghị Hoa ngồi ở phòng tiếp khách hồi hộp lòng bàn tay sướt đẫm mồ hôi, ngay cả thư ký trưởng đã nói hôm nay không có an bài đó. Hắn còn kiên trì muốn người ta đi hỏi, đúng là bước một chân ngoài vách núi rồi. Khi Hứa Thụy Bình đi ra, hắn nhổm người dậy, tưởng cảnh Kiến Trung bực mình gọi người đuổi mình đi. Tôi là Hứa Thụy Bình, thị trưởng Đường đang đợi anh. Lý Nghị Hoa vội vã tới bắt tay, đầu gối va phải cạnh bàn, đau tới điếng người, chiếc cốc thủy tinh quay vòng vòng trên bàn, may mà không rơi xuống, hắn mới thở phào, theo Hứa Thụy Bình tới văn phòng của Đường Học Khiêm. Trên quãng đường ngắn ngủi đó, hắn nỗ lực làm mình bình tĩnh lại, cuộc đời có nổi mấy cơ hội thế này. Thấy Lý Nghị Hoa lúc còn ở phòng tiếp đãi còn rất căng thẳng, lúc này hơi thở đã đều lại, Hứa Thụy Bình thầm nghĩ riêng công phu trấn tĩnh này đã không tệ rồi. Trương Khác thấy Lý Nghị Hoa đi vào, đứng dậy cười nói. Hôm qua cậu chuyện với chủ nhiệm Lý về vấn đề tồn tại của quỹ tín dụng tôi đã kể hết cho bác Đường nghe. Bác, có phải hôm nay bác muốn nghe chủ nhiệm Lý có cách gì giải quyết đúng không? Đường Học Khiêm đứng dậy chỉ chiếc ghế bên cạnh Trương Khác bảo Lý Nghị Hoa ngồi xuống, hắn rối rít nói vài câu chào hỏi rồi nơm nớp ghé mông ngồi lên ghế, Hứa Thụy Bình mang tới cho hắn một chén trà. Tất cả vấn đề của quỹ tín dụng quy cho cùng nằm ở chính phủ nắm cổ phần, theo quy định của quốc gia, thành lập ngân hàng thương nghiệp, chính phủ có thể lấy tài chính ra đầu tư, nhưng cổ phần không được quá 30%, địa phương thường kéo một vài quốc sĩ vào, thực hiện biến tướng của năm giữ cổ phần. Vấn đề căn bản này tất nhiên Lý Nghị Hoa không thể xen vào được, điều Trương Khác muốn nghe được từ miệng hắn là cách giải quyết tình trạng quản lý hỗn loạn thiếu hiệu quả của quỹ tín dụng một cách nhanh chóng, ví dụ xoay chuyển hiện trạng ý thức phục vụ công chúng cực kém, tinh giảm biên chế, toàn là chuyện có trở lực rất lớn, cần người quản lý có khí phách, lại không để người dưới gây chuyện ầm ĩ. Lý Nghị Hoa là người thông minh, Đường Học Khiêm tìm mình không theo trình tự bình thường, dứt khoát không muốn nghe lời chung chung ba phải không mất lòng ai, hẳn chỉnh lý lại ngôn từ. Thong thả nói.
Tinh giản biên chế và chế độ khảo hạch thành tích là hai đường bức thiết mà quỹ tín dụng phải đi. Tinh giản biên chế, cần đi ba bước xác định biên chế, đào thải, cắt giảm. Hiện giờ nghiệp vụ thế chấp của quỹ tín dụng hoàn toàn tách rời khỏi cụ công an, chỉ riêng phần này có thể tinh giản gần 100 người, đối với nhân viên tuổi cao không thích ứng với nghiệp vụ phát triển, có thể trả đứt lương theo tuổi nghề, tiếp đó thực hiện đào thải, không chỉ từng thu hẹp được biên chế, còn có thể từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ. Trương Khắc nghe tới đó thì cười. Những cách xử lý này đúng là không hài hòa, cháu có thể nhìn thấy người thường xuyên tới chính phủ chạy trọt sẽ nhiều lên hẳn đấy. Có thể an bài vào biên chế cán bộ quỹ tín dụng thì đều là người khó dây hơn cả công nhân quốc sĩ thông thường, một số kẻ năng lực hoạt động xã hội rất tốt, chúng thường thường thành chuyện không đủ, hỏng việc có dư, không đuổi hết đi thì khó mà chỉnh đốn hiệu quả được. Mà đuổi chúng đi thì năng lực kiếm chuyện của bọn chúng làm người ta đau đầu, phải có được sự ủng hộ lớn từ chính phủ mới xong. Đường Học Khiêm mỉm cười. Phải chấp nhận đau một trận thì mới được. Lý Nghị Hoa nghe vậy thì yên tâm tiếp tục nói. Vừa tinh giảm biên chế, vừa thực thi chế độ khảo sát thành tích, thực hiện chế độ giám đốc khách hàng, đem chênh lệch khoản gửi, vay hóa giải lợi nhuận vi mô, giám đốc khách hàng trả theo tỷ lệ, khiến thu nhập của giám đốc khách hàng gắn liền với khoản tiền gửi. Tiền lương của nhân viên ngồi quầy cũng phải phân chia rõ ràng, lương cơ bản, tiền gửi, nghiệp vụ. Nếu nhân viên ngồi quầy chủ động lôi kéo được khách hàng gửi tiền được phân chia lợi tức giống giám đốc khách hàng. Trương Khắc ngồi khoanh tay trước ngực nghe Lý Nghị Hoa nói thao thao bất tuyệt, vừa nghe vừa suy nghĩ. Lý Nghị Hoa nói xong Đường Học Khiêm rời chỗ ngồi đi tới bắt tay hắn. Những lời của đồng chí gợi mở cho chúng tôi rất nhiều, cảm ơn đồng chí đã tới. Rồi bảo Hứa Thụy Bình đưa Lý Nghị Hoa về. Mặc dù Đường Học Khiêm chủ động đứng dậy bắt tay là tín hiệu đáng mừng, nhưng không có lời nào mang ý nghĩa thực tế, Lý Nghị Hoa thất vọng nhìn sang Trương Khắc, thấy y vẫn khoanh tay ngồi im, chào hai người rồi đi ra. Hắn đi rồi, Đường Học Khiêm sờ gáy nói. Muốn ngay tức thì cắt bỏ được cái sức y mấy chục năm tạo thành của quỹ tín dụng, đừng nói những nhân viên bị tinh giản, ngay cả nhân viên được ở lại cũng nhảy dựng lên phản đối. Lúc đó bác đau đầu lớn rồi. Trương Khắc trầm tư, theo chế độ khảo hạch hiệu ích của Lý Nghị Hoa, dù cùng cương vị sẽ có thu nhập chênh nhau rất nhiều, nếu 10 năm sau điều này dễ chấp nhận hơn, chứ còn năm 96 chắc chắn gây ra tranh cãi lớn. Bác Đường, người cháu tìm cho bác rồi đấy nhé, dùng hay không do thành phố quyết định. Đường Học Khiêm thở dài. Để bác đưa anh ta vào hội ủy viên chủ bị thành lập ngân hàng rồi tính sau, hiện giờ ai cũng đang muốn nhét người của mình vào. Cẩm Thành cũng nộp đơn rồi, ý Chu Phú Minh là nếu Thịnh Hâm cũng tham gia thì không lý do gì từ chối Cẩm Thành. Không vấn đề gì ạ, chỉ cần Cẩm Thành chấp nhận lời hứa giống Hải Dụ, Thịnh Hâm, Cẩm Hồ đưa ra là được rồi. Trương Khắc nhún vai tỏ thái độ sao cũng được. Trương Khắc nghĩ Triệu Cẩm Vinh muốn tham gia cổ phần vào ngân hàng thương nghiệp. Một là đầu tư vào ngành ngân hàng lợi nhuận khá cao, hai là sau khi thành cổ đông có thể thuận lợi huy động vốn, chỉ cần Hải Dụ, Thịnh Hâm, Cẩm Hồ vẫn nắm quyền phủ quyết cho vay, để xem ông ta còn được mấy nhiệt tình. Những chuyện này còn cãi vã nhiều, mỗi nơi đều có cái lý của mình, tổ chủ bị không thể cưỡng chế được bọn họ đưa ra lời hứa ngoài quy định của quốc gia, song có thể lấy đó làm cớ ngăn Cẩm Thành phái người tham gia hội đồng quản trị. Thế cũng được ạ, ngân hàng cũng chẳng chê vốn đầu tư quá nhiều. Hiện giờ tiêu điểm chú ý của mọi người chỉ có một, đó là nếu những khoản nợ xấu của quỹ tín dụng không tách ra được thì phải giảm giá trị tài sản bao nhiêu mới có thể nhập vào ngân hàng mới. Chẳng ai muốn đi đổ vỏ cho người khác hết. Trương Khắc lạc quan tính quỹ tín dụng có khoảng hơn 200 triệu tài sản xấu, thành phố chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra bù vào, đó là giới hạn của thành phố, điều này ai cũng có thể nhìn ra, nhưng có thể vin vào điều đó để tranh thủ kiếm được thêm điều kiện khác. Nếu có thể tranh thủ ngân hàng treo biển kinh doanh vào cuối năm coi như bác hoàn thành được một tâm nguyện. Đường Học Khiêm nhấp một ngụm trà nói. Vâng, nếu kinh doanh trước năm sau thì tốt nhất. Cẩm Hồ có vẻ không có ý dựa đẫm lắm vào tài chính của ngân hàng, có phải chuyến đi Thành Thành này cháu có ý tưởng gì mới không? Đường Học Khiêm hứng thú hỏi. Nghe nói chuyến đi lên tỉnh Thành lần này cháu gặp mặt thư ký của bí thư Đào Hà. Vâng ạ, hôm sau sau cháu còn gặp mặt phó bộ trưởng Diệp Chăn Dân. Bọn họ khen ngợi rất nhiều về tình hình phát triển kinh tế của Hải Châu, bác có cần cháu thuật lại cho bác nghe không? Trương Khắc cười khi hì nói. Ha ha ha. Đường Học Khiêm xua tay, mấy lời xã giao kiểu đó có mấy giá trị, nói. Bác chỉ muốn nghe ý tưởng mới của cháu thôi. Bài văn của Phó Bộ trưởng Diệp hai ngày nữa chắc được đăng trên báo nội bộ, có phải bác cũng đang xem không? Đúng thế,
lần này được hưởng thụ đãi ngộ siêu cấp, bài văn đó mà tung ra sẽ gây ra sóng gió lớn. Đường Học Khiêm ngạc nhiên. Cháu tới Diệp gia thảo luận chuyện đó sao? Sau khi thảo luận ở Diệp gia, Diệp Chân Dân mau chóng viết ra một bài luận, Trương Khác tất nhiên không chỉ trỏ gì thêm, đem bản nháp về cho Đường Học Khiêm xem, còn nhắc Diệp Chân Dân nhớ chuyển cho Đàn Tấn một bản. Cháu và bọn họ đều không lạc quan về tình hình kinh tế các nước Đông Á mấy năm tới. Trương Khác liền tóm gọn lại cuộc trao đổi với Diệp Kiến Bân, Diệp Chân Dân mấy hôm trước đó kể lại cho Đường Học Khiêm. Trương Khác luôn kính trọng Đường Học Khiêm như bậc cha chú, chú ý giữ lễ của con cháu, ở vấn đề tình thế kinh tế Đông Nam Á y cũng chỉ nhắc tới là dừng, vấn đề kinh tế của thành phố, Đường Học Khiêm có hỏi mới đáp, nói quá nhiều sẽ không thích hợp, đa phần nội dung đã được Diệp Chân Dân trình bày triệt để rồi. Còn về ảnh hưởng tới đâu, chỉ có thể đợi thời gian nghiệm chứng. Chừng 4 giờ Trương Khác mới rời chính phủ thành phố, đứng trên vỉa hè, cảm thú gió mát mùa thu, đợi đèn giao thông phía đối diện chuyển sang màu đỏ qua đường, y không bảo Phó Tuấn tới chính phủ thành phố đón, cái biển xe của y quá bắt mắt. Trương Khác vừa đi vừa tình nên tới trường học đón Đường Thanh hay là tới công viên Tượng Sơn xem tiến độ xây dựng của trường học do Tạ Vãn Tình thành lập. Khác thiếu gia. Nghe tiếng người gọi, Trương Khác quay lại thấy Lý Kiến Hoa dập điều thuốc vào cây ngô đồng, hỏi hắn. Đợi tôi hả? Vâng, tôi phải xác nhận chuyện hai ngày qua không phải là giấc mơ. Thấy Trương Khác hơi cau mày, Lý Nghị Hoa ngượng ngập nhặt mẩu thuốc lá lên cho vào thùng rác gần đó. Tôi cũng có cảm giác cuộc đời như một giấc mơ. Trương Khác đùa. Nhưng chưa ngốc tới mức tát mình thật mạnh để tỉnh lại. Tôi thì đúng là tự tát mình hai cái. Lý Nghị Hoa cười tự chào. Ở bãi đỗ xe không thấy xe của Khác thiếu ra đâu, nên tôi ngồi đây đợi. Có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Khác thiếu ra. Vì sao lại là tôi, vì sao lại là anh phải không? Trương Khác hỏi một câu có vẻ rất khó hiểu xong Lý Nghị Hoa lại gật đầu nghiêm túc. Cẩm Hồ cũng có ý định tham dự vào ngân hàng thương nghiệp, trùng hợp tôi lại là ông chủ của Cẩm Hồ, nói ra nghe có vẻ khó tin, cho nên không cần thiết tôi chẳng muốn nói ra làm gì. Trương Khác giải thích. Chuyện ở các quỹ tín dụng quá phiền phức, tôi không phải là người kiên nhẫn lắm, cho nên cần một thanh đao sắc bén. Những điều anh vừa trình bày là nguyên nhân khiến anh thất bại trong thời gian ngắn ngủi nhậm chức ở quỹ tín dụng Thành Đông. Trong nội bộ hệ thống quỹ tín dụng người ta coi anh là một kẻ ảo tưởng không biết thực tế. Trùng hợp lần nữa, suy nghĩ của tôi cũng không giống người khác. Lý Nghị Hoa há hốc mồm, có lẽ đủ nhét cả nắm đấm của hắn vào, một lúc sau mới nói. Hồi đó tôi đem suy nghĩ của mình ra khai đao với quỹ tín dụng Thành Đông, chỉ được 2 tháng bị người ta cấp cho tội danh làm càn đá về nơi này. Người trong nước có thói quen tuần tự nhi tiến. Chẳng biết Lý Nghị Hoa trình độ thích ứng nhanh hay là khó tiêu hóa mà không thắc mắc lời nào về việc Trương Khác và Cẩm Hồ, Trương Khác cũng chẳng muốn thừa lời vào việc đó, nói. Tạm thời đưa anh tổ chủ bị nhưng tôi không hy vọng anh chung sống hòa bình với bọn họ đâu đấy. Chủ nhiệm Triệu của chúng tôi cũng ở trong tổ chủ bị mà. Lý Nghị Hoa cười tự chào. Sao có thể chung sống hòa bình được? Triệu Thạch mà biết chuyện, không nổi khùng mới lạ, lúc này không cần cố kỵ hắn nữa. Chương 419, trong rừng trúc. Đừng đứng mãi đây nói chuyện, tới Tượng Sơn đi. Trương Khác đã gọi điện bảo Phó Tuấn tới đón, trong thời gian đợi xe, đêm vài suy nghĩ nói với hắn. Nhận thức của anh về Hải Châu sâu hơn một thằng nhóc như tôi, những kẻ kia và những xí nghiệp tiềm lực phát triển hẳn anh cũng tiếp xúc nhiều hơn tôi. Tôi hy vọng ngân hàng thương nghiệp sau khi được thành lập sẽ là hậu thuẫn cho sự phát triển của Hải Châu. Tôi và 2 doanh nghiệp tham gia cổ đông đã hứa không huy động vốn từ ngân hàng, tất nhiên không hy vọng nhìn thấy ngân hàng trở thành công cụ lợi ích trong tay nhóm nhỏ nào đó. Lý Nghị Hoa hiểu ý y, Trương Khác có năng lực đưa hắn lên ghế giám đốc ngân hàng, nhưng hắn phải chấp hành sách lược tài chính của Trương Khác. Lý Nghị Hoa thắc mắc, Cẩm Hồ nếu như không cần huy động vốn từ ngân hàng vậy tại sao lại nhiệt tình với việc này như thế? Sức ảnh hưởng rộng hơn, có nghĩa là quyền lực lớn hơn. Trương Khác cười. Có phải tôi là người rất có dã tâm không? Có lẽ lời này trong miệng một trung niên 40 tuổi nói ra càng dễ khiến người ta tiếp nhận hơn. Lý Nghị Hoa không che giấu, hắn 36 tuổi, trong lòng mặc dù chấn động, nhưng nghe Trương Khác nói vậy càng khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của y, lúc này hắn càng sốt ruột được vén màn chân tướng trong một mớ tin đồn không hay về Trương Khác. Phó Tuấn lái xe tới. Trương Khác nới với Lý Nghị Hoa. Đi gặp một khách hàng lớn của ngân hàng sau này. Tạ Vãn Tình hiện đem toàn bộ tinh lực đặt trên trường học và vườn Bách Thảo, nói cách khác hoạt động của Hải Dụ đa phần hạn chế ở Hải Châu, đem tài chính thành tiền gửi vào ngân hàng,
sẽ không vì tính hạn chế vùng miền của nó mà bị ảnh hưởng. Trong khi đó hoạt động kinh tế của Ái Đạt, Tân Quang chủ yếu nằm ngoài Hải Châu, không thể đem tài chính gửi ngân hàng thành phố thời gian dài. Trừ Hải Dụ ra thì công ty của đám Thịnh Thanh đều không có kế hoạch phát triển ra bên ngoài với quy mô lớn, thành khách hàng quan trọng của ngân hàng. Trương Khác đã định đưa Lý Nghị Hoa lên làm giám đốc ngân hàng, tất nhiên phải nắm đủ chắc. Sau khi nhập thu, cảnh chiều dưới vách phía Nam Tượng Sơn trở thành đậm chất thơ, cây phong lá đỏ hai bên đường, tầng lá dày phủ kín mặt đất, gió mát từ sông thổi vào, tất cả làm người ta cảm thấy như bước vào vùng đất hoàn toàn khác. Lý Nghị Hoa lần đầu tiên được nhìn thấy một vườn bách thảo quy mô tinh xảo như thế, trong quy hoạch vườn bách thảo còn kéo dài tới phía Nam đường Công Nông, hiện vẫn chưa dùng hết 200 mẫu. Văn phòng của vườn bách thảo nằm phía Nam, diện tích kiến trúc tuy không lớn, nhưng hao tốn không ít tâm tư của Tạ Vãn Tình, đa phần diện tích của tòa tiểu lâu hai tầng dùng tường bằng kính, làm cả tiểu lâu phủ trong dáng chiều hoàng kim, chiếu lên văn phòng, chiếu lên bàn làm việc, chiếu người một mỹ nhân, làm toàn thân như rát thêm lớp ánh vàng óng ánh, đẹp không gì tả xiết. Trương Khác nhìn cô, sóng lòng trào dâng, quên mất cả Lý Nghị Hoa bên cạnh, quên cả nữ trợ lý trong văn phòng đang nhìn y nghi hoặc. Sao em lại tới đây? Tạ Vãn Tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Khác đang nhìn mình đắm đuối, không biết y đứng đó ngắm nhìn mình bao lâu rồi, trái tim sao xuyến, thấy phía sau Trương Khác còn có một người nữa, nở nụ cười dịu dàng, nhưng thu vẻ mặt không nên có lại. Em vốn định qua đây xem mà. Trương Khác đi tới. Đây là Lý Nghị Hoa của quỹ tín dụng, cùng anh ta tới bái phỏng chị. Ồ, tôi đọc bài viết của anh rồi. Tạ Vãn Tình đưa tay mời hai người bọn họ ngồi xuống ghế sofa, Trương Đình lúc này đã mang cà phê pha xong lên bàn, xem ra Trương Khác đã đứng ở cửa mình mấy phút, không biết người khác nhìn ra điều gì không, Tạ Vãn Tình nhân lúc nâng cốc cà phê lên trừng mắt nhìn hắn. Trương Khác mặt dày nhe răng cười. Lý Nghị Hoa chỉ dám dùng khoe mắt nhìn người phụ nữ nghe nói lắm tiền nhất Hải Châu này, hình như còn là một quả phụ, có lẽ do xuất thân gia đình tốt. Lại sống trong phú quý làm cô gái trước mắt tỏa ra khí chất cao quý điển nhã, khiến hắn không khỏi tự ti. Ngồi trong văn phòng trò chuyện chốc lát Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa Lý Nghị Hoa về thành phố, y ở lại. Buổi tối em đi đâu không? Trong văn phòng không còn ai khác, Tạ Vãn Tình thả lòng, trong khí chất điển nhã lộ ra vẻ quyến rũ, dịu dàng. Chị, ra ngoài đi dạo đi, bên ngoài đẹp như thế, ngồi Lý ở đây thật đáng tiếc. Trương Khác cầm áo khoác cậu Tạ Vãn Tình trên lưng ghế lên. Có cần em mặc giúp chị không? Tạ Vãn Tình nhìn qua cửa kính, Trương Đình không có ở gian thư ký, quay người đưa chiếc lưng uyển chuyển về phía Trương Khác, để y giúp mình mặc áo, cài cúc, thừa cơ hôn nhẹ lên cổ, tim đập thình thịch, có chút kích thích vụng trộm. Áo khoác mùa xanh thấm vừa người, phía cổ lộ ra áo sơ mi màu ngà cổ áo cầu kỳ, quần jean bó màu thấm, chiếc giày da cao cổ, tất cả cấp cho người ta cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị. Đó là hình tượng công tác Tạ Vãn Tình luôn thể hiện ra bên ngoài chỉ có Trương Khác mới được tiếp xúc với cơ thể nóng bỏng như lửa hỏa diệm sơn được hàn băng bao phủ kia. Đợi lát nữa tôi sẽ tự lái xe về. Tạ Vãn Tình ra ngoài văn phòng nói với Trương Đình. Mặc dù qua kính cũng ngắm được hết sắc thu bốn xung quanh, nhưng dù sao không bằng cảm giác từng làn gió mát mơn man phất nhẹ lên da thịt, cùng hương thơm hoa cỏ. Đi lên con đường nhỏ trải đá cuội rẽ vào rừng trúc, Tạ Vãn Tình cho một tay vào túi áo khoác. Trương Khác cũng cho tay vào đo, hai bàn tay nắm lấy nhau, người ngoài dù nhìn thấy cũng chỉ cho rằng hai người họ đi hơi gần nhau mà thôi. Buổi tối em sẽ tới Tân Vu, đưa cả Dương Vân và Lưu Minh Huy đi cùng, việc chuẩn bị nhà máy rượu đã xong, em lười động não, lôi hai bọn họ đi chỉ chiêu cho ba em. Em tận dụng triệt để thật đấy. Tạ Vãn Tình cười, mặc cho Trương Khác nghịch ngợm gãi gãi lòng bàn tay của mình. Gần đây Khoa Vương có hành động khá lớn. Tạ Kiếm Nam làm thị trường rất bài bản, hiện giờ tất cả con số thị trường đều rất tích cực, bọn họ muốn Khoa Vương lớn mạnh hơn nữa cũng chẳng có gì lạ. Em có định nói chuyện với Lưu Minh Huy không? Có chứ ạ, dù sao hắn cũng đã cống hiến cho Ái Đạt, tới Khoa Vương, hắn không thể có con đường rộng hơn để đi. Trương Khác gật đầu, nếu không phải nỗ lực lần cuối giữ hắn lại, Trương Khác chẳng cần cố kéo hắn đi Tân Vu lần này. Gió chiều thổi qua rừng trúc, phát ra tiếng xào xạc. Trương Khác miết lòng bàn tay Tạ Vãn Tình, thật không hiểu vì sao mỗi tấc da thịt của cô lại non mềm như thế, chỉ sờ bàn tay thôi đã có cảm giác tiêu hồn, tiếc là lúc này không thể làm những chuyện tiêu hồn hơn nữa, đành dằn lòng nói. Có chuyện muốn nói với chị, em muốn chuyển vài tháng tiền hàng của Ái Đạt tới Hong Kong. Tạ Vãn Tình quay người lại nhìn Trương Khác.
thời gian qua em luôn nghiên cứu khiếm khuyết của kinh tế Đông Nam Á, em muốn thừa nước đục thả câu. Nước đục cũng không dễ thả câu, thừa lúc cháy nhà hôi của càng làm người ta thù. Trương Khắc mỉm cười, thừa lúc cơn bão tài chính kiếm một mẻ lớn thì dễ thôi, nhưng sau này người ta sẽ tính sổ, Cẩm Hồ muốn làm lớn, muốn ảnh hưởng, thì không thể làm quan hệ với các chính phủ xấu đi, muốn kiếm lợi phải khéo léo một chút. Mùa hè năm sau Hồng Kông trở về, kinh tế rất dễ bị chính trị bắt cóc, trước nguy cơ, luôn có sự phồn vinh điên cuồng, trong khoảng thời gian phồn vinh nhất đó, có thể thuận lợi chuyển ái đạt vào thực nghiệp gia tín mới là mục tiêu chủ yếu nhất của chúng ta, còn lại chỉ là kiếm thêm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Hai người đi sâu vào bên trong rừng trúc, Tạ Vãn Tình nâng khuôn mặt Trương Khắc lên, cười duyên dáng nói. Chị thật muốn bổ óc em ra, xem rốt cuộc bên trong đó có gì khác với người bình thường. Trương Khắc một tay ôm lấy chiếc eo thon của cô, một tay vuốt ve mái tóc suôn mềm, cười gian. Chị nghiên cứu hết chỗ khác trên người em rồi, giờ bắt đầu muốn nghiên cứu óc em hả? Biến, nói năng bậy bạ gì đó. Tạ Vãn Tình gắt giọng. Trương Khắc cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào mắt cô, ghé đầu vào cổ Tạ Vãn Tình hít lấy hương thơm man mát từ cơ thể cô tỏa ra, dục vọng kích thích mạnh mẽ, dùng hai tay bóp mạnh cặp mông căng tròn, áp miệng lên cánh môi đỏ thắm của cô. Tạ Vãn Tình khẽ ưng một tiếng, khép mặt lại, phó mặc cơ thể trôi theo cảm xúc. Trương Khắc đưa Tạ Vãn Tình tới một chỗ cây cối tùm, từ từ đặt Tạ Vãn Tình xuống, từ đầu tới cuối không rời khỏi cánh môi cô, y hôn một cách tham lam mê luyến. Tạ Vãn Tình nhắm mắt phát ra tiếng rên nho nhỏ, tay Trương Khắc đưa tay xoa bóp bầu ngực Tạ Vãn Tình, cảm giác săn chắc đàn hồi đó làm người ta ngất ngây, một tay lần xuống định cởi thắt lưng Tạ Vãn Tình, đúng lúc này Tạ Vãn Tình tỉnh lại, giữ lấy tay y, nói nhỏ. Đừng, chỗ này không được. Nhưng cô không dám có cử động mạnh, cô biết làm thể lúc này chỉ tổ khơi lên thú tính của nam nhân, giọng run run nói. Trương Khắc, người ta thấy thì sao? Chị, chỗ này không ai thấy đâu. Với lại giờ này công nhân đi làm về hết rồi. Nhưng, Trương Khắc làm sao chịu nghe nữa, đôi mắt mê ly, khuôn mặt ửng hồng hơi thở gấp gáp làm y mất đi lý trí, giữ lấy khuôn mặt cô cúi xuống hôn, Tạ Vãn Tình lắc mạnh đầu, không cho y thành công, cô tức mình đưa tay nhéo lên hông y một cái rõ đau. Á, Trương Khắc không kìm được thét lên một tiếng, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng kêu nữa. Tạ Vãn Tình cũng hết hồn tay cứng đờ trên hông Trương Khắc. Không dám có thêm một hành động nào nữa, một lúc sau không thấy xung quanh có động tĩnh gì, trừng mắt lên nhìn y, tay nhéo bên hông uy hiếp. Trương Khắc không dám dùng sức mạnh nữa, đau khổ khẩn cầu. Chị, chiều em lần này đi. Tạ Vãn Tình trông dáng vẻ y như thế mím môi cười rất đắc ý, tay bất giác lỏng ra, Trương Khắc nhân cơ hội cúi xuống, mục tiêu lần này là giấy tai Tạ Vãn Tình, y biết đó là nơi đặc biệt mẫn cảm của cô, mỗi lần cô từ chối Trương Khắc luôn tấn công vào đó. Chưa bao giờ thất bại. Nhưng hiển nhiên Tạ Vãn Tình hiểu điểm yếu cơ thể mình không kém Trương Khắc, phát hiện ý định của y, dùng hết sức đẩy Trương Khắc ra ngồi lên người y, chớp mắt giọng trở nên êm ái rung động lòng người. Muốn tới vậy sao? Trương Khắc gật đầu không do dự. Tạ Vãn Tình liềm môi hồng, ánh mắt lả lơi. Muốn tới mức nào? Rất, rất muốn. Vậy thì được. Giọng Tạ Vãn Tình tưởng chừng có thể làm tan chảy sắt thép. Cô từ từ đưa tay lên cởi nút áo cổ trên cùng, Trương Khắc tức thì lưỡi khô cổ cháy, y thế nào cũng không nghĩ tới Tạ Vãn Tình đột nhiên có hành động này. Chiếc áo cổ thứ hai mở ra, một khe ngực sâu hun hút xuất hiện, Trương Khắc cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, chỗ nào đó trên thân thể phồng lên như muốn bung ra, dưới chiếc áo sơ mi kín đáo đoan trang của Tạ Vãn Tình là áo lót màu đỏ cực kỳ gợi tình. Trương Khắc đang chờ đợi Tạ Vãn Tình mở thêm một cái cúc nữa, thì cô đưa bàn tay vuốt nhẹ lên chỗ phồng lên của y. Cười nhỏ khúc khích, kéo khoa xuống, móc nó ra ngoài, hé cặp môi gợi cảm ngậm lấy thứ nóng dẫy đó. A, à, Trương Khắc không kìm được tiếng rên, sự nhiệt tình nóng bỏng của Tạ Vãn Tình làm y không ít lần bất ngờ, ngỡ như một giấc mơ, song khoái cảm kia cực kỳ chân thật, toàn thân choáng váng trong ngây ngất, hai mắt nhắm lại hưởng thụ. Chiếc lưỡi vừa mềm vừa ướt đó làm Trương Khắc muốn phát điên, y mở choàng mắt, muốn đẩy Tạ Vãn Tình xuống phát tiết dục vọng sắp thiêu đốt mình thành than. Nhưng đúng lúc Trương Khắc mở mắt bật dậy thì Tạ Vãn Tình cũng nhảy lùi ra đằng sau, vừa cài cúc áo vừa nói. Cho em một bài học xem sau này dám bắt nạt chị không. Nói xong chạy mất, để lại bóng lưng tuyệt đẹp cùng tiếng cười khúc khích, và một kẻ tội nghiệp bị dục vọng dày vò. Chương 420, không giữ được nữa rồi. Đường sắt từ Tân Vũ tới Hải Châu phải rẽ vòng một đường cong lớn, tối lên tàu hỏa lúc 7 giờ,
7 giờ sáng hôm sau mới tới được Tân Vu, đấy là còn mong tàu không bị chậm, trong ấn tượng của Trương Khắc thời đó tàu hỏa chưa bao giờ không bị chậm. Tính theo đường thẳng từ Hải Châu tới Tân Vu có hơn 300 km, phải vòng qua tỉnh thành, ít nhất hơn 100 km. Dù sao ngồi tàu hỏa cũng tiện nhất, ngủ một giấc là tới nơi rồi, cho dù có trễ 1-2 tiếng cũng không lỡ việc ban ngày, mà ở trong khoang tàu cũng có thể làm việc. Trương Khắc đau khổ lái xe đưa Tạ Vãn Tình về thành phố, không kịp ăn tối nữa rồi, lên tàu, đợi tàu chuyển bánh, bảo Phó Tuấn úp cho hộp mì, rồi cầm kế hoạch tuyên truyền thị trường năm sau bắt đầu đọc. Ái Đạt năm ngoái đoạt Tiêu Vương, vừa thu được thành tích thị trường chói lòa, cũng khiến Ái Đạt chiêu mộ được một nhóm tinh anh marketing vào phòng thị trường. Phương án này có thể nói là toàn mỹ, Trương Khắc không nhìn ra chỗ nào để sửa. Thấy mì đã được, Trương Khắc ném bản kế hoạch sang một bên, bắt đầu ăn sùng sụp. Khắc thiếu, bản phương án đó thế nào? Dương Vân hơi lo hỏi. Trương Khắc bụng đói meo, chỉ lo cho mì vào mồm, không rảnh trả lời hắn, đến khi chén bay bát mì, húp hết cả nước mới thở hắt ra xoa bụng nói. Ăn sáng lúc 10 giờ, tới giờ hơn 8 tiếng, các anh phải để cho tôi ăn xong đã chứ? Ngồi trong khoang tàu ăn mì gói, Khắc thiếu gia không sợ bị giảm oai nghiêm sao? Tôi có oai nghiêm gì mà mất, so đồ ăn trên tàu cung cấp thì, với mì ăn liền còn ngon hơn vạn lần. Phó Tuấn đi tới lấy bát mì cho vào thùng rác, Trương Khắc tiếp tục lấy bản kế hoạch ra xem. Bậc thầy quảng cáo người Mỹ Claude C. Hopkins có viết một đoạn văn không được chú ý lắm, rất nhiều nguy cơ kinh doanh mà tôi nhìn thấy đa phần vì mấy nguyên nhân sau, làm việc quá đáng, không đủ dũng khí khi gặp cơ hội. Sợ cạnh tranh, cho nên không đi trên con đường chưa được người khác khai phá. Đoạn văn này của ông ấy rất hay, tôi thấy tuyệt đại đa số nguy cơ của các xí nghiệp từ thập niên 80 tới nay đều do nguyên nhân mà CC nói ra. Nguy cơ xí nghiệp sau này cũng không thoát khỏi phạm trù này. Minh Huy, anh thấy những lời này thế nào? Từ khi lên tàu Lưu Minh Huy rất ít nói chuyện, vẻ mặt mang đầy tâm sự. Tôi, Lưu Minh Huy ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt Trương Khắc vội tránh đi. Hắn còn tưởng Tương Khác đang bàn chuyện Ái Đạt với hắn. Nói tới nguy cơ của xí nghiệp còn quá sớm, tôi cho rằng xí nghiệp trong nước có một loại đặc thù, thích hợp sinh ra kỳ tích, trong mắt đa số mọi người Ái Đạt quật khởi là nhờ kỳ tích thị trường, tôi tin rằng Ái Đạt sẽ vẫn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Lấy 280 triệu ra tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Trương Khác mỉm cười, đó là dự toán cao nhất dành Tiêu Vương tháng sau của Ái Đạt, Lưu Minh Huy vẫn quán chú trọng ỷ vào thủ đoạn thị trường. Không nhìn vào cốt lõi, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng tự kiêu quá cao, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Vâng, tôi chắc chắn tin rằng như vậy. Lưu Minh Huy gật đầu chắc chắn. Trương Khắc không khỏi bi ai cho hắn, có lẽ hắn cho rằng thời gian trước đó áp chế phòng thị trường là nhắm vào hắn rồi, tiếp tục nói. Phải giải quyết vấn đề nội tại, làm xí nghiệp thay ra đổi thịt mới là đạo sinh tồn, đó là vấn đề tôi càng quan tâm hơn nữa, tôi thấy Khoa Vương cũng nên sớm chú trọng tới vấn đề này. Quá mức ỷ lại vào thủ đoạn thị trường chỉ là kích động phi lý trí, gần như gom hết tất cả nguy cơ xí nghiệp mà CC nói vào trong đó, Khoa Vương cạnh tranh Tiêu Vương, đáng tiếc thị trường tàn khốc không cho bọn họ đủ thời gian điều chỉnh. Trương Khắc ném bản phương án tới trước mặt Lưu Minh Huy, đã nói tới đây mà hắn vẫn cho rằng Khoa Vương còn có tiền đó, vậy không cần giữ hắn lại nữa. Kế hoạch tuyên truyền thị trường năm sau, phòng thị trường cứ tự quyết định là được rồi, đại hội Tiêu Vương của DTH. Cả hai đi cùng tôi tới Bắc Kinh. Đây là giám đốc Địch của khách sạn Thế Kỷ. Trương Khắc giới thiệu Địch Đan Thanh cho Dương Vân làm quen. So với vẻ diễm lệ lả lơi hồi tháng 7, lúc này Địch Đan Thanh ăn mặc tiêu chuẩn, hai tay đan trước người, ánh mắt mang nụ cười hòa nhã thân thiết, mái tóc dày mượt được cổ định bằng chiếc cặp tóc hơi cũ, trang điểm phớt qua. Có lẽ có người càng thích vẻ đẹp trong trắng thoáng chút ngây thơ của Vệ Lan ở bên cạnh hơn, nhưng với Trương Khắc, y sẵn lòng bảo vệ vẻ đẹp ngây thơ. Có điều vẻ đẹp thành thục sau khi rửa sạch duyên hoa của Địch Đan Thanh làm y động lòng hơn nhiều. Trương Khắc vẫn nút tay trong túi, không cần vờ vờ vịt vịt khách sáo bắt tay Địch Đan Thanh, nhìn cô một lượt nói. Xem ra chị hoàn toàn hòa nhập vào vai trò của mình rồi, chị Vệ Lan hiện làm trợ thủ cho chị à. Trợ lý tổng giám đốc Thiệu cảm thấy thích hợp tôi mới dùng. Địch Đan Thanh mỉm cười đáp. Trương Khắc lắc đầu. Anh Thiệu chẳng rảnh mà lo tới chuyện này đâu. Có lo cũng chỉ lo chị dùng trợ lý nam ảnh hưởng tới công việc thôi. Nhà khách sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao, đổi tên thành khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Thêm hai chữ Cẩm Hồ vào là kiến nghị của Trương Chi Phi, cha y cũng nói như thế nghe hay hơn, Trương Khắc đành chấp nhận. Dương Vân,
Lưu Minh Huy an bài ở trong khách sạn, Trương Khắc trước khi lên đường đã báo cho Địch Đan Thanh, cô nhất quyết muốn tới ga tàu đón bọn họ. Trương Khắc đã gọi điện cho ba mẹ rồi, kế hoạch là an bài đám Dương Vân vào khách sạn nghỉ ngơi qua loa, ăn trưa xong liền đưa thẳng tới nhà máy rượu gặp mặt cha. Nhóm Trương Khắc có 4 người, thêm lái xe là 5, xe không chứa hết, Vệ Lan muốn xách túi lên xe buýt, Trương Khắc ngăn lại. Lúc này mà chị chen lên xe buýt thì bao nhiêu kẻ được hưởng lợi. Chen chúc một chút vậy, mấy người chúng tôi đều gầy, Dương Vân và Minh Huy lên ghế phụ, chị và chị Địch ngồi ghế sau với tôi. Dương Vân chán lấm tấm mồ hôi, hắn đưa tay bắt một cái taxi, hỏi. Khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ đúng không? Chắc tài xế taxi biết ở đâu. Trương Khắc muốn trái ôm phải ấp, hắn thì sao cũng được, có hâm mộ cũng chẳng đến phần. Nhưng hắn với Lưu Minh Huy chen nhau ngồi ghế trên, bất kể ai ngồi lên đùi ai cũng cần tố chất tâm lý mới được. Địch Đan Thanh nguyết Trương Khắc một cái. Chở quá tải bị cảnh sát bắt thì sao? Thì hỏi họ có biết phó thị trưởng Trương không? Trương Khắc giang rộng tay ra hít một hơi. Đây là cảm giác chỉ có nhà nội mới được hưởng thụ, cảnh sát giao thông mà ngăn lại, chị bảo nên gọi cho ba tôi hay là gọi thẳng lãnh đạo cục công an nhỉ? Nghe Trương Khắc ba hoa lung tung, Địch Đan Thanh phì cười. Thôi đi, cậu hành tân vu như thế chưa đủ sao? Là quy nguyên liên quan hiểm nghi tham ô hối lộ đã chính thức bị giao cho cơ quan kiểm sát thẩm tra, tỉnh tổ chức tổ chuyên gia liên hợp khảo sát đề bao tân vu, tất cả nhất trí cho rằng con đề này không có giá trị tu bổ cải tạo, chỉ có cách đập đi xây lại. Cho dù sở thủy lợi tỉnh, cùng chính phủ tỉnh chắt bóp cấp cho được 2.000 vạn, nhưng vẫn thiếu hụt rất nhiều, mà chuyện cấp bách, Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước dẫn đầu quyên tiền, tính theo đầu người của nhân viên công vụ cơ quan trực thuộc thành phố, do những kẻ liên quan vụ án đã xa lưới pháp luật. Là Quy Nguyên bị bắt làm lòng người khoan khoái, cho nên phản ứng các phương diện xem như vẫn còn khá bình tĩnh. Vệ Lan, Lưu Minh Huy, Dương Vân đi xe taxi, Trương Khắc và Phó Tuấn đi xe Địch Đan Thanh, trước khi xe chuyển bánh, Trương Khắc chỉ vào khoảng đất trống đối diện nhà ga. Ở đó có thể dựng một tấm biển quảng cáo, rời khỏi ga một cái là thấy ngay, không lợi dụng quá phí phạm, người khác nghĩ không ra, khách sạn chị phải lợi dụng ngay. Cậu ở nhà khách hay? Địch Đan Thanh sai phục vụ đưa hành lý lên phòng, chuyện ở nơi này xong, Trương Khắc sẽ tới Hồng Kông, hành lý của Trương Khắc và Phó Tuấn nhét cả vào trong một vali. Dù y có nhà ở Tân Vu, nhưng Địch Đan Thanh nghe nói hai người bọn họ chỉ có một vali, nên hỏi thế. Chương 421, Khổng Trường Hà. Chị tưởng tôi có quyền lợi lựa chọn ở bên ngoài sao? Trương Khắc cười khổ. Gian phòng cậu ở mùa hè chúng tôi chuyên môn giữ lại cho cậu đấy, cậu muốn vào ở cũng được. Phòng còn giữ, vậy người thì sao? Trương Khắc liếc nhìn Vệ Lan. Tôi yêu cầu này nó cũng nhiều lắm đấy, nên ở nhà khách hay bị người ta ghét. Vệ Lan mặt đỏ hồng, cô vẫn không thể ứng phó với giọng điệu chọc ghẹo của Trương Khắc, đặc biệt là sau sự kiện mùa hè kia. Cái mùa hè đó đã qua thật rồi sao? Có lẽ thế, Vệ Lan nhìn bóng lưng của Trương Khắc, lột bỏ đi vẻ ngoài phù phiếm ngông cuồng, không ngờ nam nhân này lại trói lọi như thế. Cho dù muốn thành người bên cạnh y thôi cũng là mong muốn xa vời. Nếu phòng vẫn còn giữ, Trương Khắc liền để Dương Vân, Lưu Minh Huy ở đó, Địch Đan Thanh cho người mang bữa sáng tới phòng, đang ăn thì Trương Khắc nhận được điện thoại của mẹ. Dạ, con tới rồi, hiện con đang cùng người của công ty ở nhà khách, ba hẹn gặp lúc 10 giờ. Mẹ muốn tới à, mẹ không phải đi làm sao? Lương Cách Chân lái xe tới đưa bọn họ tới nhà máy, không cần làm phiền Địch Đan Thanh nữa. Tới nơi thì Trương Chi Hành đã đợi trước ở đó rồi, nhân viên quản lý nhà máy đều đợi ở phòng hội nghị, Trương Khắc để cha giới thiệu thân phận của hai người kia, còn hắn ngoan ngoãn với thân phận nha nội. Nhưng nha nội còn được ưa chuộng hơn tinh anh thương Trương nhiều, ít nhất có cô thư ký Thanh Tú cứ thi thoảng như vô ý đánh mắt sang phía y, may mà mẹ về đơn vị rồi, nếu không nhìn thấy bộ dạng của cô ta cực kỳ khó chịu. Trương Khắc chẳng ghét có người dùng mắt tản tỉnh mình, ở nhà máy đã an bài Dương Vân. Lưu Minh Huy làm nhân vật chính, y rất rảnh rỗi, nếu không có vài cô gái liếc mắt đưa tình đốt thời gian, thì chẳng lẽ đi lật xem tài liệu công nghệ của nhà máy à? Những người ở đây đều biết Phó Thị trưởng Trương muốn đưa nhà máy rượu Tân Vu bước ra ngoài, có kế hoạch quật khởi trên thị trường rượu, nên nhân viên xí nghiệp Tiêu Vương đến thăm, tất nhiên được đón tiếp nhiệt tình. Từ tham quan nhà máy ra, còn giao lưu chủ đề marketing, còn mời hai người họ giảng một buổi về marketing. Có thể thấy Tạ Vãn Tình nói Trương Khắc dùng người tận dụng hết khả năng là chính xác. Buổi tối mời hai người bọn họ tới nhà ăn cơm, còn mời thêm phó giám đốc phụ trách marketing của nhà khách tới nhà.
Giám đốc Khổng, có một số vấn đề tôi muốn thỉnh giáo ông, nếu thuận tiện, mời tới nhà tôi ăn bữa cơm rau. Khổng Trường Hà luôn thấy Trương Khác rất quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, ông ta vỗ đầu, nếu Trương Chi Hành mời ăn cơm thì không có gì bất ngờ, nhưng Trương Chi Hành không nói, Trương Khác lại tự ý chủ trương, làm ông ta không biết mình có nên nhận lời hay không. Đi đi, nếu không đồng chí về nhà lại ăn một mình. Trương Chi Hành vỗ vai Khổng Trường Hà, ông biết Trương Khác có chuyện muốn bàn sâu hơn với hắn, các nhân viên quản lý khác hâm mộ không thôi. Lão Tần cũng qua làm chén rượu đi. Tần Sương Hoa là giám đốc nhà máy rượu, cũng là người duy nhất mọi người kỳ vọng đứng ra làm tổng giám đốc nhà máy rượu sau khi cải cách. Chính như Lưu Minh Huy đã nói, thương nghiệp trong nước là vùng đất thích hợp ươm mầm kỳ tích, lợi dụng thủ đoạn thị trường giúp một nhà máy rượu cất tiếng ca oanh động rất dễ, quan trọng là tiếng ca đó kéo dài được bao lâu, có phát triển vững chắc được không. Cái gọi là 10 năm im lặng, một tiếng oanh động, rất nhiều người chỉ thấy một tiếng oanh động mà không thấy tiền đề là 10 năm im lặng. Toàn bộ kế hoạch, chỉnh hợp ngành rượu Tân Vu mới là quan trọng, Trương Chi Hành tạm thời gạt bỏ công tác ở tiểu tổ cải cách, lợi dụng bí thư thành ủy và thị trưởng đều buông quyền cho mình, mau chóng cải cách trung tổ xí nghiệp rượu. Là nhà máy thuộc thành phố, quan hệ tài sản rất phức tạp, cải tạo thành công ty hữu hạn cổ phần dễ thôi, nhân sự mới là đau đầu, nhưng đem so với vụ án đề bao, cải cách nhân sự Trương Chi Hành mạnh mẽ thực thi ở nhà máy rượu không gây ra động tĩnh lớn lắm. Nhà máy rượu an bài một chiếc xe du lịch trực tiếp đưa bọn họ tới nhà Trương Khác trong nội thành, trên xe Trương Khác nói với Khổng Trường Hà. Giám đốc Khổng có phải thấy tôi quen quen không? Khổng Trường Hà đúng là cảm thấy thế, nhưng không tiện hỏi vì như thế rất thất lễ. Trương Khác cười nói. Năm ngày gần thời điểm này, tôi gặp giám đốc Khổng ở đại hội bao thầu Tiêu Vương, tôi đi cùng Chu Du của Ái Đạt. Khổng Trường Hà nhớ ra. Nếu chẳng phải Ái Đạt thình lình chen ngang thì Tiêu Vương đã là của Tần chỉ bọn họ rồi. Khổng Trường Hà là quân nhân, năm 84 chuyển nghiệp về địa phương, năm 93 điều về nhà máy rượu Vân chỉ làm phó giám đốc phân quản marketing. Trong quá khứ kia của Trương Khác thì Tần chỉ hai lần đoạt được Tiêu Vương, cuột khởi như kỳ tích, rồi rụng xuống như sao băng, là xí nghiệp gần như được người trong ngành marketing chú ý nhất vào cuối thập niên 90. Ái Đạt thình lình xuất hiện. Đoạt Tiêu Vương vốn thuộc về Tần Trì, điều này lại thành chuyện tốt cho bọn họ. Nghe Trương Khác nhắc lại, Khổng Trường Hà vỗ đầu. À, đúng, khi đó cậu ngồi cạnh giám đốc Chu, thảo nào tôi thấy quen mắt mà không nghĩ ra. Sau khi đoạt được Tiêu Vương, Chu Du trở nên bắt mắt, Trương Khác cố ý giữ khoảng cách với hắn, cho nên Khổng Trường Hà không có ấn tượng sâu lắm. Khổng Trường Hà chỉ nói thế, không tiếp tục hỏi thêm, ông ta nghĩ trước kia Trương Chi Hành làm thư ký trưởng ở Hải Châu. Ái Đạt cũng ở Hải Châu, Trương Khác có ham chơi đi theo Chu Du cũng chẳng có gì là lạ. Khổng Trường Hà không có hứng thú nói chuyện lắm, dù Trương Chi Hành hiện giờ là lão đại của ông ta thì cũng chẳng cần đi lấy lòng con trai Trương Chi Hành, cậu ta bằng tuổi con gái mình, có khi chúng nó mới có chủ đề chung mà nói. Trương Khác không có thời gian chơi đoán đố với ông ta, mai y ở lại Tân Vu, ngày kia bay đi Hong Kong, rồi tối ngày kia lại về tỉnh thành, liền nói. Giám đốc Khổng ấn tượng với tôi rất nhạt. Nhưng tôi ấn tượng với ông rất sâu, nếu không đã chẳng cổ động ba tôi tới Sơn Đông mời ông. Sao? Khổng Trường Hà ngạc nhiên, ông ta luôn thẳng mắc Trương Chi Hành vì sao lại tới một cái huyện của Sơn Đông để mời mình. Khổng Trường Hà tự biết phân lượng của bản thân, tuy có làm ra chút thành tích nhưng còn xa mới tới độ vang danh thiên hạ. Tần Sương Hoa ngồi ở ghế phụ cũng quay đầu lại, chẳng lẽ phó thị trưởng Trương khăng khăng mời Khổng Trường Hà từ Sơn Đông tới với bao nhiêu ưu đãi như thế là vì con trai giới thiệu. Coi kinh doanh xí nghiệp là trò chơi con nít hay sao? Vốn Tần Sương Hoa và Khổng Trường Hà có ý ngồi cùng xe với Dương Vân, Lưu Minh Huy để tiện giao lưu thêm chuyện quản lý kinh doanh, chỉ là không tiện từ chối Trương Chi Hành nên mới ngồi xe này. Trương Chi Hành khoanh tay cười điềm tĩnh. Ái Đạt trước khi ra quyết sách đều có nghiên cứu nhất định với đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, nhất là Tần Trì khi đó chỉ báo giá sau mỗi Ái Đạt, nên Ái Đạt sau này nghiêm túc phân tích Tần Trì, sợ năm nay Tần Trì có động tác gì đặc biệt. Khổng Trường Hà lắc đầu. Năm ngoái chúng tôi tranh không được, năm nay càng không có hy vọng gì rồi, ai biết được giá Tiêu Vương cao tới mức nào. Thì ra mình luôn ở trong sự theo dõi của Ái Đạt, nhưng con trai ông ta thì liên quan gì tới báo cáo nghiên cứu thị trường của Ái Đạt. Tần Sương Hoa càng nghi hoặc, mùa hè năm nay Trương Khác gây ra chuyện ầm ĩ ở Tân Vu, ông ta biết rõ, song chẳng có cảm giác gì đặc biệt, vì đám nha nội thì đứa nào chẳng thế. Dù hôm nay lần đầu gặp Trương Khác, thấy vẻ ngoài lịch thiệp,
ăn nói đúng mặc của y khác hẳn ấn tượng hình thành trong đầu ông ta, Tần Sương Hoa chỉ nghĩ là lớp ngụy trang của đám nha nội thôi. Như con trai của La Quy Nguyên, trước mặt người ta có vẻ đàng hoàng lắm, ai biết đằng sau lưng hắn lại là loại người như thế, may mà hiện giờ không phải thời kỳ nghiêm chừng lưu manh, nếu không hắn đủ ăn chục phát đạn rồi. Chương 422, tương lai của Vân Trì. Nếu nói tới giá Tiêu Vương lần này tới bao nhiêu? Tần Sương Hoa giữ nụ cười ôn hòa. Nên hỏi hai người trong chiếc xe kia, Ái Đạt chắc tiếp tục chiếm lấy Tiêu Vương năm sau. Trương Khắc không biết trong đầu Tần Sương Hoa nghĩ gì, vì trên mặt ông ta luôn giữ nụ cười thân thiết, có điều con mắt y chưa sắc bén như Hứa Hồng Bá để nhìn thấu được người khác, nhưng ít nhiều đoán ra được. Dự toán của Ái Đạt dành Tiêu Vương là gần 300 triệu. Ha ha ha, gần bằng nửa thu nhập tài chính của Tân Vu rồi. Tân Sương Hoa vừa cười được mấy tiếng thì nụ cười cứng lại, còn hơn 10 ngày nữa là cạnh tranh Tiêu Vương rồi, con số này đáng lẽ phải được Ái Đạt coi là bí mật cấp cao nhất, Trương Khắc ba hoa sao? Không thể vì hai người phụ trách của Ái Đạt bên kia, chẳng lẽ phó thị trưởng Trương có quan hệ không thể nói với người ngoài. Khổng Trương Hà thầm nghĩ giá Tiêu Vương không đến cái giá này, cũng không khác bao nhiêu, trong lòng cũng có nghi vấn tương tự Tần Sương Hoa. Trương Khắc thản nhiên nói. Năm ngoái là thời cơ tốt nhất cho Tần chỉ đoạt Tiêu Vương, tôi bảo Ái Đạt ra mặt chặn Tiêu Vương lại, thật xấu hổ, lúc đó tôi lập công ty mang ý ngoài học tập chỉ chơi bời một chút, không ngờ chơi quá lớn không thể thu tay lại được nữa. Trương Khắc nói như vậy là quá rõ ràng rồi, vẻ chấn động của Tần Sương Hoa, Khổng Trường Hà ghi rõ trên mặt. Khổng Trường Hà bất ngờ hỏi. Nghe nói Ái Đạt năm nay doanh thu tới 4 tỷ, con số này giới truyền thông có thổi phồng lên không? DHTTW muốn tạo thế cho Tiêu Vương năm nay, thổi phổi Ái Đạt là chuyện thường. Tới tháng 9, doanh thu của Ái Đạt là 2,8 tỷ có đạt được 4 tỷ hay không thì hiện giờ chưa nói được. Trương Khắc lắc đầu. Khổng Trường Hà mặt thì cười nhưng trong lòng cay đắng, bỏ 8.000 vạn tạo kỳ tích 4 tỷ, nếu lú đó bọn họ lớn gan hơn một chút, nếu huyện tin tưởng họ hơn một chút, thì huy hoàng này đáng lẽ thuộc về Tần Chỉ rồi. Tần Sương Hoa liếm môi. Chẳng trách Trương Chi Hành đang thuận buồm xuôi gió ở Hải Châu lại tới vũng nước đục Tân Vu, chẳng trách mới tới nơi đã chẳng ngần ngại mua biệt thự, xe hơi, nhưng trong quá trình cải cách công ty lại không có ý muốn kiếm chắc chút nào. Xe nơi, nhìn tòa biệt thự 3 tầng xa hoa, Tần Sương Hoa cười tự chào, người ta căn bản không thèm tiền, theo lãnh đạo như vậy cũng tốt, ít nhất không có lòng riêng. Trương Khắc đẩy cửa vào nhà, liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phương phức, mẹ vệ Lan tính toán thời gian. Đã chuẩn bị bữa tối thỏa đáng rồi. Phòng ăn là nơi xã giao trọng yếu nhất của người trong nước, mọi người vào bàn, Tần Sương Hoa nhìn quanh nói. Gian phòng ăn này của thị trưởng Trương to gần bằng cả căn nhà của tôi rồi. Trương Chi Hành chỉ cái bàn dài 12 mét, nói đùa. Thường ngày chỗ này để không, chúng tôi ăn cơm ở gian phòng nhỏ bên cạnh, nếu không cái bàn dài thế này, hai người ngồi đối diện, nói chuyện với nhau thôi đã đủ mệt rồi. Trong xe đã nói rõ thân phận, lúc này hiển nhiên có thể đi thẳng vào chính đề. Thành phố Tân Vu gộp mấy nhà máy rượu lại với nhau, rốt cuộc có thích hợp hay không, ba tôi vẫn có chút băn khoăn, tôi cũng kiến trị một chút. Trước tiên là việc trùng tổ lấy Vọng Giang Xuân, Kim Lĩnh, Vân Trì làm chủ. Vọng Giang Xuân là nhà máy rượu lớn nhất, xưa nay luôn được thành phố kiên định ủng hộ, nhưng hiệu quả chẳng đáng nói tới, tôi nghĩ giám đốc Tần nhất định oán trách. Nếu Kim Lĩnh được thành phố ủng hộ như thế, mỗi năm thế nào cũng nộp thuế được vài chục triệu. Tần Sương Hoa cười ngược, trên xe sau khi biết thân phận của Trương Khắc, khí thế hoàn toàn bị y áp đảo, không còn giữ được nụ cười ôn hòa trấn tĩnh nữa. Trương Chi Hành thở dài. Lão Tần hiện giờ không cách nào oán trách nữa rồi, cũng xem như là một tổn thất nho nhỏ. Kim Lĩnh chỉ là một xí nghiệp cấp huyện, cấp bậc của Tần Sương Hoa là phó khoa, Trương Chi Hành chỉ sau vài lần trò chuyện. Bỏ qua cấp bậc đã đưa ông ta lên vị trí tổng giám đốc công ty rượu, có ơn chi ngộ với ông ta. Tần Sương Hoa cảm kích nói. Được thị trưởng Trương coi trọng, tôi chỉ có thể dùng 8 chữ một lòng tận tụy, chết cũng không quên để bày tỏ. Những lời dễ nghe không cần nói cũng được, công ty rượu nếu không kinh doanh tốt, dù anh có chết cũng vô ích, không cần tôi ra mặt, sẽ có người đá anh về chỗ cũ. Trương Chi Hành quay sang Khổng Trường Hà. Tôi thì cũng đành đi. Cùng lắm là bị nói không biết nhìn người, vẫn còn làm quan, đồng chí và lão Tần thì đây là trận quyết chiến. Thành công, không cần cảm khái phòng ăn nhà tôi to bằng nhà mình nữa. Mọi người sáng tạo tài phú cho xã hội thì cũng đáng được hưởng tài phú mọi người làm ra, có cống hiến sẽ có cuộc sống đàng hoàng thể diện. Trong một lịch sử khác, Khổng Phủ Yến,
Tần Chí liên tục 3 lần đoạt Tiêu Vương khiến ngành rượu trong nước vào thời đại marketing, rồi cả hai nối nhau đi xuống, khiến tinh anh thương nghiệp trong nước nhìn lại rút kinh nghiệm. Xí nghiệp coi trọng marketing đi xuống, có lẽ xúc tiến người trong nước thức tỉnh, nhưng Trương Khắc không hy vọng bài học đó rút ra trên người nhà máy rượu Vân Trì, cho nên y muốn giúp Vân Trì ngay từ đầu xác định phương hướng marketing chính xác, đương nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong việc kinh doanh xí nghiệp. Ở vấn đề chi tiết khác, bất kể là Trương Chi Hành hay Tần Sương Hoa đều có đủ kinh nghiệm, không cần nói nhiều, Trương Khắc thậm chí còn thích một chút bảo thủ của Tần Sương Hoa, ít nhất ông ta sẽ không để Vân Trì ở khâu marketing lao đi quá nhanh, khiến các mắt xích khác không theo kịp. Tần Vũ cung ứng điện rất không ổn định, ăn tối xong bị mất điện nửa tiếng, xong lại có Lạc Thú châm nến trò chuyện ban đêm. Tới khuya Trương Khắc vẫn còn cùng Khổng Trường Hà, Tần Sương Hoa say sưa thảo luận tình hình thị trường rượu trong nước. Máy đã mở Trương Khắc không keo kiệt chia sẻ tri thức marketing vượt tầm trong nước khi ấy. Thực cũng chẳng phải là có gì cao siêu, các bậc thầy marketing Âu Mỹ đều viết sách cả rồi, nhưng trong quá trình tiếp thu hòa nhập vào thị trường trong nước, doanh nghiệp trong nước phải trả giá thảm khốc, dần dần sau năm 2000 mới thực sự hoàn thiện, tổng kết ra kiến thức phù hợp với thực tế trong nước. Câu chuyện kéo dài tới tận rạng sáng hơn sau mới tan, hôm sau lại tiếp tục thảo luận sách lược mở rộng thị trường rượu. Trương Khắc ngày mai phải lên máy bay đi Hong Kong, nên tính ngay trong đêm rời Tân Vu, Lương Cách Chân không yên tâm cho con đi xe ban đêm, dứt khoát bắt ngồi tàu thủy tới tỉnh thành. Tối tàu thủy xuất phát, thuận theo dòng nước, rạng sáng hôm sau có thể tới được tỉnh thành, như thế Dương Vân và Lưu Minh Huy có thể tiếp tục đồng hành, cứ theo tàu thủy về thẳng Hải Châu là được. Là hành khách của khoang đặc biệt, 4 người Trương Khắc lên tàu trước những người khác, ở Tân Vu chẳng có du thuyền xa hoa. Phòng đặc biệt chỉ bằng với phòng khách của khách sạn bình thường thôi, có điều có nhà vệ sinh phòng tắm, Trương Khắc rất hài lòng. Lúc đi cũng không đặc biệt thông báo cho Địch Đan Thanh, Trương Khắc bảo Phó Tuấn đặt hành lý xuống, vừa lấy chiếc pocket PC hết sức tiên tiến thời bấy giờ, nhưng làm y cực bực mình vì trừ đọc văn bản, nghe nhạc, thi thoảng chơi dò mình ra chẳng làm được trò gì, di động vang lên, Phó Tuấn tế nhị lui ra ngoài. Là điện thoại của Địch Đan Thanh. Đi sao không nói một tiếng. Tôi còn định mời cậu ăn tối đó. Lợi dụng ngôn ngữ bắn ra chút ám thì kéo gần khoảng cách hai bên, tựa hồ là sở trường riêng của nữ giới. Nhớ tới dung nhan diễm lệ gợi tình của Địch Đan Thanh, Trương Khắc cười khẽ. Quyết định đột xuất thôi, nếu không đi tàu tôi cũng định mời chị ăn tối rồi mới lái xe rời Tân Vu đấy. Thật sao? Giọng của Địch Đan Thanh bên kia hớn hở như cô gái nhỏ. Chương 423, dòng nước ngầm bắt đầu chảy. Mặc dù Địch Đan Thanh đáng tín nhiệm, nhưng cô ta có thời gian dài sống luồn lách giữa đủ các loại nam nhân, ai mà biết cô ta có theo thói quen dùng chút ngón nghề nhỏ với mình không, cho nên nghe trong giọng nói của Địch có vẻ hưng phấn, Trương Khắc không coi là thật. Trên thế giới này, chiến trường thảm liệt nhất, không phải ở thương trường, không phải ở quan trường, mà là ở giữa nam và nữ, thường thường nữ nhân càng xinh đẹp độ nguy hiểm càng cao. Trương Khắc chỉ nói, chị nói thật thì sẽ là thật. Chẳng lẽ tôi quyệt chị một bữa cơm sao? Lần sau tới Tân Vu tôi sẽ mời chị, địa điểm tùy chị chọn. Chuyến này chúng ta tới Tân Vu tựa hồ không có tác dụng mấy. Lưu Minh Huy và Dương Vân ở cùng một khoang, Trương Khắc kéo bọn họ tới Tân Vu là để bày mưu hiến kế cho nhà máy rượu Vân Trì, nhưng trừ tiến hành giao lưu với nhân viên phòng thị trường nhà máy ra, ở phương hướng phát triển nhà máy Vân Trì, không đưa ra được mấy kiến nghị, vì Trương Khắc biểu hiện quá xuất sắc. Dương Vân cười nói. Hiện giờ rất ít cơ hội được nghe Khác Thiếu Gia lý luận rồi, chuyện đi này tôi thấy rất đáng. Lời của Khác Thiếu Gia có chỗ không nhất trí. Cậu nói những lời Khác Thiếu Gia nói trên tàu hỏa à? Tâm tình của Lưu Minh Huy không được nhẹ nhàng như của Dương Vân, trên tàu hỏa tới Tân Vu, hắn mơ hồ nghe ra trong lời Trương Khác có chút ý cảnh cáo, nói cần phải khống chế kích động thị trường phi lý trí, nhưng tới Tân Vu lại đích thân chỉ điểm cho ngành rượu làm sao để mở cửa thị trường tốt hơn. Lời nói trước sau ít nhiều có chỗ bất nhất, làm Lưu Minh Huy rất hoang mang. 5 giờ sáng tàu thủy cập bến, nhìn bầu trời vẫn còn bao phủ bóng đen mùa mịt, chỉ có chút ánh sáng le lói phía đông, dậy vào cái giờ này thật là thống khổ, 4 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, đi đâu cũng không thích hợp. Trương Khắc và Phó Tuấn xuống tàu, hai người kia tiếp tục ở lại, tàu thủy tầm 3-4 giờ chiều mới đến Hải Châu. Ngoài bên tàu taxi rất ít, bị người ta nhanh chân lên trước mất rồi. Chỉ có một cái xe nội địa cũ kỹ rách nát đang đỗ bên đường chèo kéo khách. Trương Khắc vỗ đầu, lên cái loại xe đó thế nào cũng bị chém đẹp, nhưng mà chẳng biết bao giờ mới có taxi qua đây, hình như trong 1-2 tiếng nữa không có tàu thủy cập bến.
Di động vang lên, Trương Khác lấy ra xem, là số điện thoại nhà Từ Học Bình, không ngờ giờ này ông đã dậy rồi. Tối hôm qua bác có nói chuyện với ba cháu, nghĩ giờ này chắc cháu tới nơi rồi, bác bảo Tiểu Ngô tới đón cháu. Không cần làm phiền tài xế Ngô đâu ạ. Trương Khác vừa nói thế thì thấy lái xe của Từ Học Bình từ gốc cây đối diện đi tới, áy náy nói. Cháu nhìn thấy tài xế Ngô rồi, làm phiền bác quá, cháu còn tính lặng lẽ vào thành phố kiếm chỗ nốt thời gian một chút rồi lặng lẽ đi. Từ Học Bình cười, tiếng cười rất khẽ, đại khái là gọi điện trong phòng ngủ. Cái tuổi của bác trời hơi sáng chút là tỉnh rồi, cách giờ làm việc còn sớm, hai bác cháu mình thế nào cũng kiếm được chuyện để nói. Tới được Tân Mai Uyển thì trời mờ tờ mờ sáng, gió ban mai hơi lạnh, có người chạy tập thể dục buổi sáng, Trương Khác vô tình liếc qua, không ngờ là Vạn Hướng Thiên. Vạn Dũng bị điều khỏi Hải Châu, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Vạn gia thế là hết, nhưng quan trường trong nước tuyệt đối không thể lấy lý thường ra suy đoán, dù sao Vạn Dũng tới Tân Thái vẫn là phó thị trưởng, lại không có nhược điểm chí mạng rơi vào tay người khác, cho nên triều vua nào triều thần đó, nói không chừng Vạn gia có ngày quay trở lại. Xe đi vào viện tử nhà Từ Học Bình, trên hàng rào sắt các loại cây leo bò chẳng chịt, trong gió thu điều hưu, màu xanh vẫn chưa phai. Từ Học Bình mặc áo thời đường nhẹ mỏng, trông có vẻ mong manh, thấy Trương Khác khoác áo ngoài dày, cười nói. Đám trẻ bọn cháu chẳng bằng ông già này, thời tiết đâu có lạnh như thế. Cháu nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa nhiệt độ giảm mạnh. Trương Khác cười khì. Ai ngờ lần này dự báo không chuẩn xác, bác. Phó chủ nhiệm Vạn có thói quen chạy bộ buổi sáng ạ. Trước kia thì không biết, hình như gần đây mới bắt đầu chạy. Từ Học Bình cười nhạt. Chắc là nghe thấy tin tức tốt lành gì rồi. Thấy Từ Học Bình tỏ ra chẳng bận tâm, trong lòng Trương Khác lại không dễ chịu lắm, nhưng hiện giờ đã đạt thành một sự hiểu ngầm ở mức độ nào đó với Đào Tấn, chẳng lo Vạn ra bày trò gì. Thư phòng còn chưa bật đèn, nhưng không ai để ý, Trương Khác và Từ Học Bình đều ngồi trong bóng tối. Khi quen dần ánh sáng mờ mờ, Trương Khác nhìn khuôn mặt gầy gò của Từ Học Bình, ánh mắt vẫn sáng quắc, song không che giấu được hết sự mệt mỏi nữa. Thanh tra công trình thủy lợi lưu vực Tiểu Giang đã được gần 2 tháng, bất kể là công trình do Bộ Thủy lợi cấp tiền hay địa phương trực tiếp cấp kinh phí đều không ngừng bộc lộ ra vấn đề, xác định lập án điều tra tới 9 vụ. Không phải tìm ra sai phạm là xong, tỉnh còn ra sức bù đắp, diệt trừ ẩn họa, chuyện nào cũng khiến người ta toàn thân rã rời. Chắc bác còn có thể ăn Tết này ở Đông Hải. Ngữ điệu của Từ Học Bình rất bình tĩnh. Bác sĩ được an bài đi đâu ạ? Ông đã chủ động nói tới, Trương Khác không cần vờ như không biết nữa. Chưa có quyết định rõ ràng, bên trên có ý kiến chia rẽ, nếu không bác chẳng được ở lại đây ăn Tết. Phản ứng của Từ Học Bình với những việc này rất bình đạm. Vào cái tuổi của cháu nếu khuyên cháu cẩn trọng hành động ăn nói có lẽ không thích hợp lắm. Nhưng Cẩm Hồ có mặt trên hồ sơ bên trên rồi, cháu cần cẩn thận đấy. Cha Hải Dụ, tất nhiên liên quan tới Cẩm Hồ, Trương Khác đã biết việc này từ chỗ Liễu Chí Quân, bất kể là công khai hay âm thầm, bên trên sẽ phái người điều tra, y và Tả Vãn Tình không nhận ra điều này, một mặt là Đào Tấn lên tiếng công bằng, hai là bên trên sau khi hiểu tình hình cơ bản, vẫn có người bảo vệ Từ Học Bình. Điều này liên quan tới đối đầu cao tầng, Trương Khác tự biết thân phận lúc này nên không hỏi kỹ. Nếu như TW đã nhìn tới rồi thì thận trọng là điều cần thiết, Trương Khác gật đầu, thành khẩn tiếp thu lời chỉ bảo của Từ Học Bình. Từ Học Bình chuyển sang ngữ khí nhẹ nhàng hơn. TW cũng đang suy xét tăng cường địa vị của kinh tế dân doanh, đó là thay đổi của xu thế thời đại, không phải một nhóm người nào có thể nghịch chuyển. Cống hiến của Cẩm Hồ cũng là điều không ai phủ nhận được. Nếu chẳng phải có hạng mục 6 tỷ của Tân Quang thì Cẩm Hồ làm sao lọt được vào mắt Đào Tấn. Bất kể là ai thay Từ Học Bình, đây đều là một lợi thế trọng yếu của Cẩm Hồ. Bác và Bí Thư Đào trao đổi rồi, nhân lúc bác còn ở Đông Hải, một số công tác có thể thúc đẩy. Từ Học Bình lấy tờ báo nội bộ cho đăng phân tích của Diệp Chăn Dân về xu thế kinh tế châu Á đưa cho Trương Khác. Nói không chừng Diệp ra nợ cháu một món ân tình lớn đấy, Viện Nghiên cứu tỉnh chúng ta cũng thảo luận bài viết này, mặc dù luận điệu của bọn họ không thay đổi, nhưng cũng không cứng đầu giữ suy nghĩ cũ nữa. Dù sao những tệ nạn tồn tại của nền kinh tế châu Á là có thật, không thể trợn mắt nói dối là không có được. Còn về TW có coi trọng bài viết này không thì bác không thể phán đoán. Nhưng trong tỉnh sẽ áp dụng một số biện pháp tích cực, hạng mục sắt thép liên hợp và kiến thiết đường cao tốc, vốn tỉnh đang do dự, giờ không cần nữa. Chủ đề cuộc đàm thoại tiếp theo đó cũng nhắc tới việc Tân Quang và Hương Tuyết Hải vay vốn từ Ngân hàng Thương nghiệp Nhật,
biện pháp hiện thực nhất là hai công ty này thế chấp ở ngân hàng tỉnh Đông Hải, do ngân hàng tỉnh đảm bảo vay ngân hàng Nhật vay tiền Nhật với giá trị tương đương 150 triệu đô la Mỹ. Lần này chính phủ tỉnh tổ chức đoàn đại biểu mậu dịch tới Nhật, do bác đích thân dẫn đội, người phía cháu đã quyết định chưa, hay cháu đi? Chỉ riêng hạng mục sắt thép liên hợp đã liên quan gần 100 tỷ yên, đem so ra hạng mục của Hương Tuyết Hải và Tân Quang chỉ là hạng mục nhỏ. Trương Khắc lắc đầu. Tân Quang do Chu Du phụ trách, Hương Tuyết Hải là Đào Hành Kiệt, chính là người đưa tài liệu ngăn cản việc liên doanh với Samsung đó bác. Ồ, ra là cậu ta, trong tài liệu của cậu ta có nhắc tới quan điểm quật khởi sản nghiệp dân tộc rất cổ vũ lòng người, chuyến đi lần này bác không lo không tìm được người nói chuyện rồi. Hiện tỷ giá đồng yên so với USD là 79 ăn 1, tới năm 98 đại khái hạ xuống còn 150 ăn 1, tiếp theo đó trong thời gian dài duy trì ở giá 130 ăn 1, trượt giá từ 30-40%, vụ làm ăn này tuyệt đối đáng làm. Ăn sáng xong cùng ngồi xe đưa từ Học Bình tới chính phủ tỉnh, xe tới trước tòa nhà chính phủ, từ Học Bình đột nhiên nói. Tiểu Lý tới Hải Châu, cháu thấy sao? À, xác định anh Lý tới Hải Châu rồi ạ. Trương Khắc mừng rỡ nói. Cậu ta ở bên bác 6-7 năm rồi, cá nhân bác không nỡ, nhưng không vì lòng riêng của mình mà lỡ dở tiền đồ của cậu ta được. Thái độ của Trương Khắc làm ông yên tâm, xem ra quan hệ hai bên thực sự tốt. Quốc Hải đã rèn luyện ở Hải Châu 2 năm, tỉnh cũng đang thảo luận đưa cậu ta về. Từ Học Bình chỉ nói tới đó rồi xuống xe, vẫy tay tiễn đám Trương Khắc. Con người có chí công vô tư tới đâu cũng có cảm tình. Từ Học Bình có thể đưa Lý Nghĩa Giang cùng đi khỏi Hải Châu, nhưng có lợi với tiền đồ Lý Nghĩa Giang nhất là đưa hắn tới một hoàn cảnh tốt để trưởng thành. Từ Học Bình ở vị trí tỉnh trưởng quá ngắn, Lý Nghĩa Giang không kịp lên cấp phó sở là một tổn thất, nhưng nhìn ở góc độ khác, xuống khu huyện làm người đứng đầu dần dần đi lên, càng tạo dựng cơ sở chắc chắn cho sĩ đồ của hắn sau này. Lý Nghĩa Giang tới Hải Châu sẽ do tỉnh an bài, không cần lo chú Phú Minh gây cản trở, vị trí tốt xấu ra sao phải xem Đào Tấn. Còn về Kim Quốc Hải quay về tỉnh, Đào Tấn xét tới nhân tố cân bằng, không thể cấp vị trí quá kém. Tới sân bay thì trời đổ mưa, do những dặng núi đồi bao quanh, tỉnh thành cứ có cơn mưa lớn bất chợt như thế, máy bay vượt qua tầng mây, cảm giác tỉnh thành như cái khăn ướt chưa vắt khô vậy. Trước khi cất cánh Trương Khắc đã gọi điện cho Hứa Tư rồi, ngồi tưởng tượng vẻ sốt ruột của Hứa Tư khi chờ đợi ở sân bay. Chương 424, chuyến đi Hồng Kông. Trên máy bay Trương Khắc nhìn tầng mây dày cảm tưởng mình nhảy lên đó có thể đứng thật vững vậy, ngồi bên cạnh Trương Khắc có hai cô gái Đài Loan, cô gái béo béo đen đen thì xấu hổ, cô xinh xinh không ngừng kiếm cơ hội nói chuyện với Trương Khắc. Giữ lịch sự nên Trương Khắc kiềm chế không đổi chỗ với Phó Tuấn, lòng y lúc này chỉ có khao khát được gặp Hứa Tư, chẳng muốn nói chuyện với ai. Lúc ở sân bay nói chuyện với Hứa Tư, cô nói mình đang ăn kem, Trương Khắc cũng nổi hứng, gọi một hộp kem, vừa liếm vừa xem tivi. Phó Tuấn thích thú nhìn y nói. Khắc thiếu gia lúc này mới giống thiếu gia. Trương Khắc bĩu môi, thời y 18 tuổi thực sự cũng vái chào tránh xa thứ vừa lạnh vừa ngọt tới phát ngán này, không vì tìm sự đồng cảm với Hứa Tư, y chẳng đụng vào. Trương Khắc lúc này cầm hộp kem, lại thi thoảng thè lưỡi ra liếm, trông rất mất giá, lập tức khiến cô gái xinh xinh bên cạnh không còn hứng thú bắt chuyện với y nữa. Anh ăn đi, nếu hai nhà đầu nhà anh ở đây chúng ta không có phần đâu. Trương Khắc lấy một hộp kem nhét vào tay Phó Tuấn, mặc dù kem trong quầy có vẻ rất nhiều, nhưng nếu có Tích Dung Tích Vũ mà ở đây thì chẳng phải bụng hai cô bé con lớn, mà cứ nhìn ánh mắt hai cô bé khi thấy kem người ta nghi ngờ có cả núi kém cũng chẳng đủ. Buổi trưa được phục vụ đồ Tây, phải nói tuyến bay quốc tế của công ty hàng không trong nước vào năm 96 làm người ta rất hài lòng, món chính là rượu brandy, bò bít tết và bánh mì bơ, không biết Hứa Tư có để bụng chống đợi mình không? Trương Khắc chỉ ăn qua loa vài miếng lọt dạ rồi tiếp tục dùng cách ăn khiến người ta ghê tởm xử lý hộp kem Pháp. Máy bay tới bầu trời Hồng Kông, cô bé xinh xinh bên cạnh thốt lên. Hồng Kông ở ngay phía dưới rồi. Trương Khắc vừa định thò đầu ra nhìn dạng núi mấp mô cùng nước biển xanh gì, và với chút suy nghĩ ngốc nghếch mong mỏi nhìn thấy bóng người thương yêu, thì đột nhiên gặp phải khí lưu mạnh, thân máy bay rung lên, áp lực không khí làm tai y bùng nhùng, nhưng lại cảm thụ rõ ràng Hứa Tư đang đợi mình bên dưới. Chỉ nghĩ đã thấy buồn cười, mới hôm qua thôi còn lo nếu địch đan thanh muốn quyến rũ mình, liệu mình có kiềm chế nổi không, nhưng lúc này y vứt hết các cô gái xinh đẹp tươi non ra sau đầu, Hứa Tư mới là người yêu thực sự của mình từ khi quay về thời này. Cô gái Đài Loan bên cạnh bị máy bay chân động làm sợ tới tái mặt, tựa hồ còn thét lên,
tai Trương Khác chưa khôi phục lại nên không chắc lắm, Ga Lăng mỉm cười trấn an cô gái. Xuống máy bay làm thủ tục khá phức tạp, muốn không lạc lối ở cái sân bay cực lớn này càng khó khăn hơn. Hai cô gái Đài Loan điểm đến cũng là Hong Kong, ở Hong Kong không biết nói tiếng Việt cũng không sao, biết tiếng Anh là có thể giao tiếp thoải mái rồi, còn tiếng phổ thông lúc này ở đây không khác ngoại ngữ là mấy. Hai cô gái Đài Loan tự hồ tiếng Anh cũng kém, theo sát Trương Khác, Phó Tuấn chạy lên chạy xuống mới một lúc mới thuận lợi làm xong thủ tục xuất cảnh. Ở TQ nói tới tiếng Việt là người ta nói tới tiếng Quảng Đông, Quảng Tây nhé. Tiếp viên ở sân bay rất xinh đẹp, vẻ đẹp này khác với vẻ đẹp bẩm sinh, nó là khí chất cùng cử chỉ lời nói ưu nhã rèn luyện lên, hai thứ này các cô gái thành phố nội địa phải vài năm nữa mới theo kịp. Hứa Tư đứng lặng lẽ trong đại sản, cô mặc váy đầm màu vàng tươi, không son phân, đẹp dịu ngọt thuần khiết, làm các cô gái đi qua đều xuống sắc hơn rất nhiều. Trong mắt tràn ngầm tình cảm nóng bỏng như núi lửa không thể che giấu, đôi mắt như hấp hồn người ta đó làm Trương Khác trong tích tắc nhìn thấy Hứa Tư tức thì ngẩn ngơ không biết mình ở nơi nào. Mất một lúc hồn vía Trương Khác mới quay lại, rất muốn chạy tới ôm lấy Hứa Tư, rồi thế nào cũng bị cô mắng, ném hành lý cho Phó Tuấn. Anh tự biết phải đi đâu rồi chứ? Phó Tuấn cười gật đầu, cầm hành lý của hai người đi theo hướng khác. Đuổi Phó Tuấn đi rồi, Trương Khác chạy nhanh tới trước mặt Hứa Tư. Hai người không phải chưa từng xa nhau, nhưng chưa bao giờ xa nhau lâu như lần này, Trương Khác bị hạnh phúc choáng ngợp làm đứng ngây ra đó. Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của y lúc này, Hứa Tư phì cười, chỉ ngón tay lên trán. Sao thế, có mấy tháng đã không nhận ra người ta nữa rồi à? Trương Khác thình lình reo lên một tiếng, ôm chặt lấy Hứa Tư quay tròn, Hứa Tư bề ngoài trông có vẻ trấn định, nhưng tay ôm Trương Khác siết rất chặt, tựa như không như thế không phát tiết tình cảm trong lòng. Ôm nhau chừng 3 phút Hứa Tư khôi phục lại trấn tĩnh, đẩy Trương Khác ra, hỏi. Cậu quen cô gái kia sao? Trương Khác quay đầu lại nhìn, cô gái xinh xinh người Đài Loan chưa đi, hành lý trong tay cô bạn, tựa hồ muốn tới tạm biệt, nhưng thấy cảnh nóng bỏng hai bọn họ, không muốn tới quấy rầy, chỉ đứng nhìn. Trương Khác cười. Cô ấy ngồi cạnh em, chắc bị cảnh em ăn kem làm sợ hãi không dám tới chào. Hứa Tư ngạc nhiên. Cậu mà cũng ăn kem à? Sợ những lời nói với chị không đủ ngọt ngào, ăn thêm kem để bổ sung đường. Chỉ nói bậy, nghe thấy tôi ăn kem nên bắt trước chứ gì. Hứa Tư nghe y nói đã cảm thấy lòng ngọt lịm rồi, Trương Khác không thích ăn kem, cô biết điều đó. Thấy cô gái người Đài Loan kia rời đi còn nhìn Trương Khác thêm lần nữa, cười nói. Cậu rất thu hút các cô gái đấy. Cô ấy thích cũng cần em đồng ý mới được chứ. Trương Khác đưa tay vén mấy lọn tóc rủ trước trán Hứa Tư ra đằng sau, dịu dàng hỏi. Chị ăn chưa chưa? Đói hoa mắt mà chỉ ăn chút lót dạ thôi. Hứa Tư xoa xoa bụng, nói với giọng hơi nũng nịu. Quả nhiên tâm ý tương thông, Trương Khác nhe răng cười. Em cũng thế, nhưng chỉ muốn ăn với chị thôi. Phòng ăn của sân bay bố trí ở tầng trên cùng, qua kính pha lê, có thể nhìn những thấy tỏa nhà cao tầng trên bán đảo Cửu Long. Bờ biển lấp lánh ánh sóng và bãi cát trắng tuyệt đẹp. Cậu định khi nào gặp bác Tôn? Hứa Tư đưa tay che ánh mắt tham lam của Trương Khác, còn bị y nhìn như thế nữa, cô cũng bị tan chảy mất, phải mượn đề tài nghiêm túc phân tán sự chú ý của y. Tối ngày kia là được, chẳng cần vội. Trương Khác nắm lấy tay Hứa Tư, làn da trắng trẻo phủ lớp phấn hồng quyến rũ, vẻ thanh xuân rực rỡ tràn trề khắp cơ thể, khiến cô như tỏa sáng, tật xấu nổi lên, từ từ đưa tay vuốt má cô. Nhìn cặp môi hồng kiều diễm đầy thèm muốn. Á, tôi nói với bác Tôn ngày mai có thể an bài đó, cậu đừng quá ham chơi. Thôi xong. Trương Khác thu tay lại vỗ trán. Trước khi lên máy bay em còn nói rất nghiêm túc với Phó Minh Đức là ngày kia mới bay, lộ tẩy mất rồi. Hứa Tư cũng ôm mặt. Ai bảo cậu nói lung tung, xem cậu giải thích ra sao đây. Lúc này ở Hong Kong chưa có cái lạnh ở nội địa, trời đổ mưa nhẹ, giọt mưa phất qua mặt mát rượi. Trương Khác muốn tắm mưa thì Hứa Tư lái chiếc Mini Cooper màu xanh ra chở tới, cười mắng. Đừng lên cơn nữa, mau lên xe đi. Trương Khác cúi đầu chui vào xe, chiếc xe này hơi nhỏ, không cẩn thận là cũng u đầu. Điện thoại của Hứa Tư đặt trên bảng điều khiển rung lên, cô cầm lấy xem, lè lưỡi với Trương Khác. Chắc là bị lộ tẩy rồi, điện thoại của bác Tôn. Da mặt cô không làm bằng bê tông cốt thép như của Trương Khác, nghe một lúc rồi đỏ mặt đưa cho y. Bác Tôn tìm cậu đấy. Thật đúng là, không có chút kiên nhẫn nào. Trương Khác bĩu môi, y vì muốn được ở bên Hứa Tư hai ngày, nói dối với Cát Minh Đức ngày kia tới Hong Kong,
ai ngờ Hứa Tư nói với Tôn Thượng Nghĩa hôm nay có thể gặp y từ trước rồi, thế là chuyện vỡ lở, cứ tưởng bọn họ dù đoán ra cũng lịch sự vờ như không biết, vậy mà vừa ăn cơm xong đã bị gọi điện thoại tới. Lần này Trương Khác tới Hong Kong đâu phải chỉ vì công việc, lau bao là thế, nhưng vừa nhận điện thoại liền chuyển sang giọng thân thiết. Ha ha ha, bác Tôn à, khéo quá, cháu vừa định gọi điện cho bác đấy. Thôi đi, không cần phải vờ vịt, tôi không gọi tới ai biết đến bao giờ cậu mới nhớ ra ông già này. Tôn Thượng Nghĩa không hề có chút xấu hổ nào vì phá vỡ gian tình của người khác. Tĩnh Hương tối về nhà ăn cơm, còn có vài người bạn, tôi không biết có được vinh hạnh mời cậu và Hứa tiểu thư tới cái nhà nhỏ bé này không. Trương Khác đã đưa bài viết của Diệp Chân Dân cho Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, chưa nói tới quan hệ với Tôn Tĩnh Hương, Trương Khác còn là đối tác thương nghiệp quan trọng nhất của hai nhà này. Một loạt kế hoạch của y cũng không thể thiếu sự ủng hộ của hai người Tôn, Cát. Mặc dù chưa có ý kiến thống nhất về xu thế kinh tế châu Á, có điều do cơ cấu tài chính Nhật Bản luôn thực hiện chính sách lãi suất thấp, Trương Khác lại có khả năng mượn chính phủ tỉnh Đông Hải huy động vốn từ Nhật Bản. Hai người Tôn, Cát đều đồng ý, song khi đọc được bài của Diệp Chân Dân luôn thúc giục y tới Hong Kong nói chuyện. Buổi tối phải tới nhà họ Tôn dự tiệc, Trương Khác liền cùng Hứa Tư đỗ xe bên đường ngắm biển. Mưa ở Hong Kong bất thường mà lãng mạn, rời sân bay mưa còn lất phất, lúc này đất trời đã bao phủ bởi màn mưa mù mịt, nếu một mình ở trong xe sẽ cảm thấy cô đơn lẻ loi, nhưng ôm cơ thể mềm mại của Hứa Tư ở trong lòng lại cảm thấy giờ phút này thật êm đềm ngọt ngào. Từ sân bay tới vịnh nước nông cũng mất một chút thời gian, trước khi đi, Trương Khác gọi điện tới nhà khách đặt trước tìm Phó Tuấn, bảo hắn tới Tôn gia. Phó Tuấn sợ quấy rầy cuộc hẹn hò của Trương Khác và Hứa Tư, nhưng lo y có việc gì lại không tìm được. Nên tới Hong Kong luôn ở trong nhà khách đợi, không chủ động liên hệ. Giao thông ở Anh theo quy tắc kiểu Anh, khác với nội địa, cho nên dù có bằng lái ở Hong Kong thì cũng khó quen được, xe tất nhiên để Hứa Tư lái. Biệt thự ở vịnh nước nông đa phần xây dựa vào núi, nơi này phong cảnh u tĩnh, Cát Minh Đức không chỉ một lần cổ động Trương Khác mua bất động sản tại đây, Trương Khác tất nhiên chẳng động lòng, tuy hiện giờ địa ốc Hong Kong đang bừng bừng khí thế, nhưng chỉ sang tháng 7 tháng 8 năm thôi sẽ rất giá thê thảm. Hứa Tư tâm lý luôn có cảm giác rất lưu luyến với nhà, hiện giờ mua nhà vài ba tháng nữa bán đi, từ góc độ đầu tư mà nói là thích hợp, nhưng trong lòng chắc chắn không vui. Trương Khác không muốn phá hỏng cảm giác của Hứa Tư. Chương 425, gặp mặt Trần Gia Thiện. Trương Khác tưởng mình đến sớm, xe đi vào sân Tôn gia nhìn thấy trong phòng khách đã khá đông người, có người giúp việc đưa ô tới, Trương Khác cẩn thận che chắn không để Hứa Tư bị dính một giọt mưa nào. Đi vào mái hiên, nói với cha con Tôn Thượng Nghĩa. Thời tiết này mà tổ chức tiệc, chịu thua bác Tôn thôi. Ha ha, không làm thế sao kéo cậu ra được khỏi vòng tay mỹ nhân. Tôn Thượng Nghĩa cười lớn. Hứa Tư mặt mỏng, cúi đầu không dám nhìn ai, Trương Khác vui vẻ có người thừa nhận quan hệ của bọn họ, cơ hội để Hứa Tư công khai xuất hiện bên y không nhiều, nên không phải che đậy. Sao nhiều người vậy ạ, bác Tôn có ý không cho cháu lên tiếng à? Trương Khác trả ô cho người giúp việc, vì che cho Hứa Tư nên vai trái y ướt hết cả. Đều là những người tự cho mình là tinh anh giới tài chính, có cả giám đốc City đầu tư mà cậu hứng thú, chúng tôi nói chuyện thì lúc nào cũng được, hôm nay muốn mời Khác thiếu gia tới là để nghe lý luận cao siêu của bọn họ. Trương Khác gật đầu, mặc dù không cần nghe cũng biết những tinh anh này có luận điệu gì, nhưng nghe qua cũng chẳng sao. Trương Khác đưa tay mời Tôn Thượng Nghĩa đi trước, Hứa Tư nhân lúc người khác không chú ý. Đưa tay lau nước mưa trên vai Trương Khác, nhẹ giọng trách y không nên ngả ô sang phía mình nhiều như thế. Sao lại là cậu? Cát Ấm Quân nhìn thấy Trương Khác không hề che giấu sự khinh miệt của hắn, mắt đảo trên người Hứa Tư, thầm nuốt nước bọt, mỹ nhân thế này mà mình không được gặp trước, tên tiểu tử này tốt số thật, quay sang nói với Tôn Thượng Nghĩ. Dượng, khách quý Dượng nói sao lại là họ? Đối với cái tên thích em họ của mình lại suốt ngày ăn chơi đàn đúm này, Trương Khác chẳng có thiện cảm gì. Có điều cũng chẳng có lập trường chính nghĩa đi khinh bỉ tên háo sắc vô lễ này, vì y nhiều lắm cũng chỉ lịch sự hơn hắn mà thôi. Cát đại thiếu gia bất ngờ lắm hả? Trương Khác nhếch mép cười. Có phải không hoan nghênh chúng tôi không? Khác thiếu gia, đợi cậu lâu quá, sao bây giờ cậu mới tới? Cát Minh Đức đi tới. Mọi người chắc quen nhau hả? Lần trước sinh nhật Tĩnh Mông, Khác thiếu gia cũng tới làm khách. Cát Cảnh Thành sau khi chúng gió giờ chỉ còn đợi về với đất. Ông ta có ba bà vợ, con cháu đời hai đời ba tổng cộng 19 người, Cát Minh Đức là cháu, trừ tài sản đã thuộc về mình, không ôm hy vọng xa vời gì vào món gia sản kếch xù của Cát Cảnh Thành.
mặc dù lúc này Cẩm Hồ còn kém rất xa Cát gia một trong thập đại gia tộc Hoa Thương, nhưng so với Cát Ấm Quân, Cát Minh Đức càng coi trọng quan hệ với Trương Khắc hơn. Cát Ấm Quân cuồng vòng tự đại, hắn không muốn tên khốn kiếp này đắc tội với Trương Khắc, nên vội tới chuyển hướng đề tài. Xem như biết, Cát Ấm Quân lạnh nhạt nói một câu rồi quay người đi. Thật không có chút phép lịch sự nào, Khắc thiếu gia đừng trách. Cát Minh Đức vừa oán trách và xin lỗi. Hắn cũng có tư cách để không lịch sự. Trương Khắc cười khẩy, bà cả của Cát Cảnh Thành đã chết, chỉ đợi ông ta ra đi, con trưởng Cát Minh Tín ít nhất được chia nửa gia sản. Cát Ấm Quân là con trai độc nhất của Cát Minh Tín, mặc dù hắn còn đợi cha hắn hết nốt mới được nắm số tài sản này, nhưng cũng đủ cho hắn cuồng vọng rồi. Cát Minh Đức nhìn Trương Khắc, thấy y chẳng qua chỉ thuận miệng nói vậy thôi, liền mới hai người bọn họ vào phòng khách. Tôi có mấy người bạn giới thiệu cho Hứa tiểu thư, Khắc thiếu gia làm quen. Hắn biết Trương Khắc thích đứng sau màn, tất nhiên khi giới thiệu đặt Hứa Tư trước Trương Khắc. Trong phòng khách có 5-6 người, bọn họ đều chấn động vì dung mạo tuyệt diễm của Hứa Tư, huống chi biết cô là cổ đông của Thực Nghiệp Gia Tín, đều bị thu hút tới. Thực Nghiệp Gia Tín trên thị trường chứng khoán Hong Kong lận đận thời gian dài, nhưng từ hồi đầu năm liên kết với Ái Đạt, tháng 6 nắm cổ phần ở nhà máy điện lạnh lớn nhất trong nước, đã khá có thanh thế trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Ở đây toàn là nhân vật tự cho mình là tinh anh giới tài chính, tất nhiên biết rõ Việt Tú mới thực sự là người đứng sau thao tác Thực Nghiệp Gia Tín. Nghe Cát Minh Đức giới thiệu cô gái này còn là chủ tịch của Việt Tú, chẳng ai để ý hắn giới thiệu Trương Khắc, đến lời chào hỏi cũng chẳng buồn nói, vây quanh lấy Hứa Tư. Chỉ có một người trung niên người tầm thước, khí chất nho nhã cười với Trương Khắc. Sớm được nghe danh Khắc thiếu gia từ lâu, hôm nay nhờ thể diện bạn cũ mới được gặp, rất vinh dự. Trương Khắc lấy làm lạ, ở Hong Kong mà có người nghe tới tên mình. Khắc thiếu, vị này là ngài Trần Gia Thiện chủ tịch tập đoàn Đại Nhã, là bạn cũ của tôi. Cát Minh Đức giới thiệu. Trương Khắc đang nghĩ cái tên này sao mà quen tai thế thì Trần Tĩnh tha thướt từ phòng bên đi ra. Trần Tĩnh mặc bồ váy dạ hội màu tím chế cổ, lộ ra bờ vai trơn mịn, trước ngực lộ ra mảng da thịt trắng muốt, khe ngực thoáng ẩn thoáng hiện, sắc da như ngọc, vóc người thanh thoát yêu nhã, dung nhan tinh tế, sóng mắt dập đờn, đi tới khoác tay cha, cười với Trương Khắc. Không ngờ được gặp anh ở đây. Quay sang Hứa Tư. Hứa tiểu thư, chào cô. Hứa Tư vội thoát khỏi đám nam nhân buồn chán đang ra sức khoe khoang bản thân, như con công được hợm hĩnh xòe đuôi lòe loẹt phe vãn con cái. Cô đứng yên tĩnh một bên Trương Khắc. Trước mặt người khác, cô quen ăn vẫn đơn giản có chút bảo thủ, dù thế ở gần dung nhan chẳng thua kém nửa phần. Hứa Tư để ý thấy Trần Tĩnh vẫn đeo chiếc hoa tai mà Tạ Tử Gia đùa ác ném vào xe Trương Khắc, thầm nghĩ chiếc hoa tai này hẳn rất quan trọng với cô ấy. Thấy Trần Tĩnh, Trương Khắc đoán ra nam nhân trung niên này là ai rồi, đó là cha vợ tương lai của Tạ Kiếm Nam, tập đoàn Đại Nhã làm đồ trang điểm, Trần Gia Thiện được xưng là người giàu nhất Tân Thái. Có quan hệ cá nhân rất tốt với anh em Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh, đầu năm đầu tư vào điện khí Hải Thái, ngoài ra Tạ Gia nắm cổ phần ở Khoa Vương cũng thông qua Hải Thái, nói cách khác ông ta là một trong số cổ đông của Khoa Vương. Trương Khắc thầm tính, cổ phần của ông ta ở Khoa Vương chắc chưa tới 5%, có lẽ sẽ không hỏi tới chuyện kinh doanh của Khoa Vương, có điều đợi tới khi Ái Đạt và Khoa Vương hoàn toàn trở mặt cạnh tranh quyết liệt, chẳng biết ông ta nhìn thấy mình có cười được thế này không. Cát Minh Đức mồm miệng không kín. Chắc thân phận của mình ở Hong Kong bị người ta biết hết rồi, nhưng Trương Khắc tin Trần Gia Thiện biết tới mình từ chỗ Tạ Gia. Đối với lời chào hỏi của cha con Trần Gia Thiện, Trương Khắc bình đạm gật đầu. Ông Trần khách khí rồi, chút danh tiếng của tôi toàn là ác danh thôi, chẳng nhắc tới cũng được. Chẳng hề có vẻ thân thiên phối hợp. Trần Gia Thiện đúng là biết Trương Khắc qua anh em Tạ Hán Tĩnh, biết cả thành tựu lẫn thành tích bất hảo của y, nhưng thời đại này doanh nhân làm giàu có ai là trong sạch được. Ông ta không để ý tới chuyện xấu của y, lại còn rất tán thưởng năng lực làm cho Tạ Gia mấy lần thua thiệt, ai ngờ nhiệt tình bắt chuyện lại bị Trương Khắc lạnh nhạt đáp lại, có hơi ngượng ngập. Trương Khắc chỉ coi Trương Khắc không thích người ta nói chuyện của mình ở chỗ đông người, cười nói lảng đi, mời Trần Gia Thiện, Trương Khắc ngồi xuống nói chuyện. Cách bữa tối còn sớm, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ ngồi trong phòng khách xa hoa thảo luận vấn đề kinh tế, trông chẳng khác gì kinh tế phòng khách. Trương Khắc vốn chẳng định nói gì. Càng không muốn lời trong miệng truyền tới tai Tạ Kiếm Nam, cho nên khi Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đem chủ đề tới xu thế kinh tế châu Á, y lại quay sang thưởng thức đồ trang trí treo trên tường. Bên cạnh Hứa Tư thì liên tục có người tới khoe khoang, những kẻ này rất tự tin vào bản thân chẳng ngại Hứa Tư ngầm tỏ hành động cho thấy quan hệ thân thiết với Trương Khắc,
đoán chừng đều có ý giành lấy người đẹp từ tay y. Chương 426, nói cho sướng mồm. Hứa tiểu thư có cái nhìn thế nào về quan điểm của Paul R. Krugman? Dù bài viết của Diệp Chăn Dân chỉ phát biểu trong báo nội bộ, nhưng những người này đều đọc được chẳng phải có gì là lạ. Song Diệp Chăn Dân chẳng có tên tuổi gì ở giới kinh tế học Hong Kong, người ta chẳng trích dẫn lời ông ta chỉ nói Paul R. Krugman. Trương Khắc liếc kẻ vừa hỏi, chừng 30 tuổi, kính gọng vàng, tóc phuột keo bóng lột, nhớ Cát Minh Đức giới thiệu là giám đốc của công ty đầu tư ký gửi, thường mà nói nó là quỹ cổ phần tư nhân. Giám đốc quỹ cổ phần tư dựa vào tín dự trong ngành kiếm cơm, loại người này thường đều là cao thủ nghiên cứu sâu về tài chính, kinh tế và đầu tư chứng khoán. Có điều trong cơn bão tài chính châu Á, đám gọi là cao thủ này nhảy lầu vô số kể, Trương Khắc thấy ánh mắt hắn nhìn Hứa Tư không chút che giấu gì, cười lạnh, đợi năm sau còn sống được thì hãy tới khoe khoang. Hứa Tư giả ngốc nói, tôi chẳng biết Paul R. Krugman là ai hết. Sao tiểu thư lại không biết ông ấy? Kẻ đó cực kỳ ngạc nhiên. Đó là nhân vật 29 tuổi đã thành cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ. Hứa Tư nói thế là muốn dứt bỏ sự đeo bám của hắn, ai cũng nhìn ra, không ngờ hắn vô lại đến thế, còn lớn tiếng nói khiến mọi người đều nhìn sang, cứ như cô là kẻ ngốc thật vậy, mặt đỏ lên không biết nói thế nào. Thủ đoạn thu hút sự chú ý này của hắn thật ti tiện, Trương Khắc cười nhạt nói. Quan điểm của Paul R. Krugman rất hoang đường, cô ấy không muốn thảo luận quan điểm hoang đường đó, vậy anh không nghe ra à? Chẳng lẽ anh ủng hộ quan điểm của ông ấy, cho rằng kinh tế châu Á sẽ phát sinh chất độc? Kẻ đó vốn định lớn tiếng phản bác Paul R. Krugman trước mặt Hứa Tư, bị Trương Khắc chặn họng, không nói được câu nào. Khác thiếu gia cũng cho rằng quan điểm của Paul Ruman rất hoang đường sao? Trần Gia Thiện hỏi. Cát Ấm Quân nhắc. Là Krugman không phải Ruman. Cát Ấm Quân có vẻ thiện chí, kỳ thực rất thất lễ, có người không nhịn được cười nhạo, Trần Gia Thiện mất mặt hết sức, không xuống nước được. Loại kinh tế nhà khách này rất phổ biến ở Hong Kong, chắc chắn chủ đề thảo luận hôm nay đã được Tôn Thượng Nghĩa thông báo trước với khách rồi. Trần Gia Thiện là nhà doanh nghiệp xuất thân dân gian, không phải là học giả nghiên cứu kinh tế, ông ta nhờ con gái tìm sách của Paul R. Krugman đọc qua, thấy có vài phần đạo lý, không ngờ lúc này nói sai tên, bị người ta làm nhục. Trương Khắc nghe giọng của ông ta, tựa hồ không cho rằng quan điểm của Paul R. Krugman là sai, nói. Tôi nghĩ ở đây không một ai thực sự hiểu được phân tích của Paul R. Krugman, chẳng qua chỉ biết nói vài câu chung chung mà thôi, hoặc có lẽ chỉ biết tới tên ông ta mà thôi. Nếu y không tiếp lời Trần Gia Thiện, ông ta sẽ không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống, y chẳng thiện cảm gì với Cát Ấm Quân. Mỉa mai hắn một phen để Trần Gia Thiện xuống thang. Cậu nói tối không hiểu phân tích Paul R. Krugman à? Có biết tôi tốt nghiệp ở đâu không? Cát Ấm Quân bị Trương Khắc đá một câu, nhướng mày lên, tức tối nói. Trương Khắc chẳng muốn tranh cãi với hắn, từ tận trong lòng y khinh thường kẻ này, quay sang Trần Tĩnh. Trần Tiểu Thư du học ở học viện Luigi Bocconi Milan về, xin hỏi Trần Tiểu Thư có hiểu phân tích của Paul R. Krugman không? Trần Tĩnh nghĩ, có gì mà khó hiểu, có điều Trương Khắc giúp cha cô hóa giải xấu hổ, đành thuận theo ngữ khí của y, lắc đầu nói. Không hiểu lắm. Học viện Luigi Bocconi ở Milan là học viện thương mại nổi tiếng nhất ở châu Âu, Trần Tĩnh lắc đầu, làm Cát Ấm Quân lấy trường học ra khoe khoang trở nên hơi buồn cười. Mấy lần gặp mặt Trương Khắc đều để lại ấn tượng rất sâu sắc với Trần Tĩnh, nhưng thông tin về y thì cô lại không biết, thấy Trương Khắc không ngờ biết mình học trường nào về. Còn tưởng y để ý tới mình, trong lòng có tình cảm rất phức tạp kỳ lạ. Cô đâu có biết Trương Khắc chẳng qua chỉ thu thập tư liệu về Tạ Kiếm Nam, còn cô là vị hôn thê của hắn, tất nhiên Trương Khắc phải biết người biết ta. Cát Ấm Quân tựa hồ hiểu ra được đấu khẩu với Trương Khắc là thất sách, khẽ hừ một tiếng, kéo tên giám đốc quỹ cổ phần tư kia sang một bên nói chuyện, Trương Khắc cũng không tiếp chuyện cha con Trần Gia Thiện nữa, tiếp tục thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trên tường. Khắc thiếu gia hôm nay sao nói nhiều lời trái ngược vậy? Tôn Thượng Nghĩa cầm ly rượu vang tới, nói nhỏ. Trương Khắc nghe trong phòng khách có kẻ đang cực lực phê phán Paul Krugman thì cười nói. Bọn họ rõ ràng là không hiểu gì, bác nghĩ cháu có thể giải thích rõ với họ được à? Chỉ như nước đổ đầu vịt thôi. Nhìn thấy cái bản mặt của Cát Ấm Quân và tên giám đốc đeo bám Hứa Tư kia, y chẳng muốn nói gì, đánh miệng về phía tên giám đốc đó nói. Bác Tôn nên có tiền trong quỹ của tên đó thì mau rút về đi. Những quỹ cổ phần tư này thường có tính khép kín, không phải người đầu tư nói muốn ra hay vào là có thể đi ngay được.
năm sau thị trường chứng khoán Hong Kong rung chuyển, các quỹ đầu tư riêng gần như không ai có thể rút lui an toàn trong cuộc đả kích đầu tiên ở giữa năm sau. Đương nhiên đám khốn kiếp đó cũng có thể chuyển biến phương hướng, vào hùa với những con cá mập tài chính quốc tế, công kích thị trường chứng khoán Hong Kong, thừa lúc cháy nhà hôi của. Mưa bên ngoài không giảm chút nào, nhưng không ngăn cản được khách vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa mời nối nhau tới, bữa tiệc có chừng hơn 20 người, tổ chức kiểu tiệc đứng, nghe Dương Cầm hòa trộn tiếng mưa bên ngoài, cũng có tình thú đặc biệt. Trương Khác vừa chuyên tâm xử lý món ăn Tôn gia chuẩn bị, vừa ăn còn chỉ ra chỗ chưa hợp lý với Hứa Tư, lại tham lam xúc quá nửa số trứng cá muối như hạt trân châu đen nhánh vào đĩa của mình, bị Hứa Tư lườm cho mới miễn cưỡng chia cho cô một nửa, không ngờ bị Hứa Tư cho một đấm. Chiếc váy đầm tím trễ cổ ôm lấy phần mông, vừa thấp thoáng để lộ bầu ngực trắng muốt, tôn lên đường cong quyến rũ của nữ giới, tạo thành sức hấp dẫn chí mạng, thêm vảy bạc đính ở mép váy kéo dài tới quá đầu gối, dưới ánh đèn trần tĩnh như mỹ nhân ngư vừa cao quý vừa gợi cảm. Suốt buổi tiệc không ngừng có nam nhân tới bắt chuyện với Trần Tĩnh, nhưng cô lại chẳng ngó ngàng tới bọn họ, cả tối chỉ chú ý tới Trương Khác và Hứa Tư. Toàn thân Hứa Tư có thể nói phát tán ra phong vận quyến rũ của nữ nhân tới hoàn mỹ. Trương Khác thì khí độ ung dung chấn định, ngăn cản không ít ong bướm tới bắt chuyện với Hứa Tư, điều này càng làm Trần Tĩnh thấy những kẻ tới bắt chuyện mình thật đáng ghét. Trần Tĩnh đứng trong vòng vây đám đông, trong lòng vô cớ nổi lên sự cô đơn, muốn đi tới phía hai người họ nhưng không đủ tự tin đứng bên cạnh Hứa Tư. Di động trong túi sách rung rung, Trần Tĩnh lấy điện thoại ra, lịch sự cười xin lỗi với một thanh niên đang luôn miệng nói trước mặt cô, cuối cùng có cớ thoát khỏi kẻ không biết điều đó. Trần Tĩnh thầm thở phào, đi vào một góc nhận điện thoại. Con sao thế? Trần Gia Thiện thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của con gái, đi tới hỏi. Điện thoại của Kiếm Nam à? Dạ. Trần Tĩnh cho điện thoại vào túi sách. Lúc này anh ấy đang ở Hải Châu. Con vẫn chưa quyết định sao? Ba không muốn con ở lại Đại Nhã giúp ba à? Trần Tĩnh hỏi lại. Ba còn lâu lắm mới tới tuổi nghỉ hưu, chỉ cần con vui là được. Ba dù thế nào cũng không thể giữ con bên mình cả đời. Ba có nghĩ anh ta chỉ gặp may thôi không? Trần Tĩnh hơi quay người đi, liếc nhìn Trương Khác đang kể chuyện chọc cười Hứa Tư. Ít nhất cậu ta chưa đủ kinh nghiệm, điều này thiên phú không thể bù đắp được. Thế sao? Trần Tĩnh mím môi nghĩ một lúc, cuối cùng đi về phía Trương Khác. Tôi sẽ tới Khoa Vương làm phó tổng giám phòng thị trường, sau này mong được Khác thiếu gia chỉ điểm thêm. Chương 427 Bỏ việc tập thể. Nhìn bàn tay thon thả của Trần Tĩnh đưa ra, Trương Khác theo bản năng đưa tay bắt lấy, hơi sửng sốt, tới khi Trần Tĩnh xấu hổ rút tay về mới nhận ra vừa rồi mình nắm tay cô quá lâu, có hiểm nghi cố ý lợi dụng. Lúc nãy Trương Khác còn tính cổ phần của Trần Gia Thiện ở Khoa Vương rất ít, sẽ không hỏi tới chuyện kinh doanh bên đó, ai ngờ chớp mắt một cái ông ta đã đưa con gái tới đó. Trương Khác quan sát kỹ khuôn mặt yêu nhã của Trần Tĩnh, nhìn mắt cô có vẻ như khó khăn lắm mới hạ quyết tâm được vậy. Không nhẫn tâm nói gì đả kích cô, nghĩ cha con Trần Gia Thiện xuất hiện ở bữa tiệc này không phải là trùng hợp, cười tự nhiên nói. Sao dám chỉ điểm, sau này Trần Tiểu Thư không dạy cho tôi quá nhiều bài học là được rồi. Khác thiếu gia đúng là biết nói đùa. Trần Gia Thiện từ phía sau đi tới. Người khác xem thường cậu, chẳng qua không biết tài năng tuyệt luân của cậu thôi. Trương Khác chưa kịp nói thì Hứa Tư đưa điện thoại tới, nói nhỏ. Điện thoại của giám đốc Tô. Trương Khác nhận điện thoại, Tô Tân Đông nói Lư Minh Huy cùng hơn 10 chủ quản tiêu thụ cao cấp ở Hoa Nam, Hoa Trung tập thể từ chức. Tương Vi, Dương Vân ra mặt giữ lại đều không được, mọi người đều đang đợi y quyết định. Trương Khác mặt biến đổi không ngừng, thấy Trần Gia Thiện ở phía đối diện vẫn giữ nụ cười nhẹ, con người hơi co lại, đại khái ông ta đang quan sát vẻ mặt của mình khi nghe điện thoại, nhìn sang mặt Trần Tĩnh, cô gái này dễ nhìn thấu hơn. Xem ra cha con cô ta đã sớm biết đủ nội tình từ chỗ Lưu Minh Huy rồi, mặc dù bắt nạt một cô gái không phải là điều Trương Khác muốn làm, nhưng có một cô gái xinh đẹp tự nhảy ra cho giày vò, thật chẳng cần phải nương tay. Trương Khác lúc này tất nhiên càng chẳng cần bày ra bộ mặt vui vẻ gì, nhìn thẳng vào Trần Gia Thiện nói. Tập đoàn Đại Nhã định trực tiếp nắm cổ phần ở Khoa Vương sao? Về việc này tôi còn có chút thấp thỏm, đang đợi ý kiến của Khác thiếu gia đây. Trần Gia Thiện nụ cười không giảm. Người nào vơ tiền người nấy thôi. Trương Khác vẻ mặt lãnh đạm. Có thể vơ tiền vào túi mình thì tính là bản lĩnh của mình, về điều này tôi còn phải thỉnh giáo ông chủ Trần đó. Thầm nghĩ, chắc lúc này ông ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng lo lắng của mình, cái gọi là giả làm thật thì thật là giả, chẳng cần cố ý làm bộ nữa, mặc lão hồ ly này suy đoán.
ném lại câu đó rồi kéo Hứa Tư sang một bên nói chuyện. Làm sao thế? Không sao. Chuyện của Lưu Minh Huy, Trương Khắc không nói với Hứa Tư. Lưu Minh Huy cùng 10 chủ quản tiêu thụ cao cấp của phòng thị trường nhảy sang khoa Vương rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tư đầy vẻ kinh ngạc, lo lắng nhìn Trương Khắc. Làm sao có thể như vậy được? Người ta dày công tính toán, Ái Đạt có đề phòng cũng không xuể, chẳng phải là chuyện to tát gì. Trương Khắc an ủi Hứa Tư, nơi này không phải chỗ thích hợp giải thích, quay lại nhìn cha con họ Trần, Trần Gia Thiện đại khái nụ nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Hứa Tư, nụ cười trở nên hề hả đắc ý, ngạc nhiên là Trần Tĩnh trông có chút hủ rũ, đôi mắt đẹp ảm đạm, không còn long lanh như trước đó nữa. Trương Khắc tìm Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức kể cho bọn họ đơn giản chuyện mới xảy ra ở Ái Đạt, thực nghiệp Gia Tín chưa triển khai nghiệp vụ đầu đĩa ở Đông Nam Á, không liên quan trực tiếp mấy tài Ái Đạt. Nhưng Trương Khắc muốn tăng cường thêm ấn tượng chung hưởng vinh nhục với họ. Trương Khắc đơn giản thông báo xong, liền cùng Hứa Tư, Phó Tuấn rời đi, vào trong xe thấy cha con họ Trần vẫn chú ý theo dõi mình, để lại một nụ cười lạnh lùng, ấn cửa kính lên. Trần Gia Thiện nhìn chiếc xe màu xanh ra trời đi xa trong màn mưa, bấm điện thoại. Kiếm Nam hả, Trương Khắc đã biết tin tức rồi, y vừa mới rời khỏi nhà Tôn Thượng Nghĩa. Ha ha ha, tin chứ, bác đương nhiên tin cháu. Bác gửi gắm kỳ vọng lớn vào khoa Vương mà. À, bác định để Tiểu Tĩnh cùng đi Bắc Kinh với cháu mà. Đưa điện thoại cho con gái. Chuyện này con tự nói với nó. Ba bảo với anh ấy, mai con sẽ bay về. Trần Tĩnh không nhận điện thoại, bảo cha chuyển lời hộ cho Tả Kiếm Nam, nhớ tới nụ cười lạnh lùng của Trương Khắc không hiểu sao có cảm giác gai đâm vào tim, hối hận vì nhận lời Tả Kiếm Nam tới khoa Vương làm việc, không quan tâm hai bọn họ nói gì, lặng lẽ đi qua một bên. Tạ gia tìm được con ma thế mạng rồi. Khi xe đi ra ngoài sân Tôn gia, Trương Khắc cảm khái, khoa Vương muốn tranh Tiêu Vương, đồng thời muốn nâng cao sản năng, thiết lập mạng lưới tiêu thụ, nhu cầu tài chính cực lớn, kéo cha vợ tương lai vào cũng không phải bất ngờ. Hứa Tư lái xe, Trương Khắc lấy di động của cô hỏi. Chị Hứa Tư, số điện thoại của Chu Dật là gì? Hứa Tư nói thẳng ra con số, trí nhớ cả cô làm Trương Khắc rất kinh ngạc, tựa hồ những con số in trong đầu cô. Năng lực ngôn ngữ cũng rất tốt, khi còn ở Hải Châu, tiếng Anh không thể giao lưu với Trương Khắc, tới Hong Kong chưa lâu đã nói lưu loát, còn dùng tiếng Việt kiểu Hong Kong nữa, cứ như hòa nhập hoàn toàn vào thành phố này rồi. Chu Dật là trợ thủ Hứa Tư mang từ Hải Châu theo, Trương Khắc liên hệ với cô ta, bảo đặt 3 vé máy bay về tỉnh thành vào ngày mai. Còn kịp chuyến bay ban đêm. Hứa Tư nói, tôi đưa cậu về nhà khách lấy chứng minh thư. Chị, không cần hoảng như thế đâu. Trương Khắc cười thoải mái. Vừa rồi em đi là để cho Trần Gia Thiện xem thôi, em còn tưởng chuyện sẽ chỉ hoãn tới sau ngày mùng 8 cơ, còn vài ngày nữa, thật mất hứng, mai chỉ cùng em về Hải Châu. Nói mất hứng là cuộc tụ hội giữa y và Hứa Tư bị phá ngang, Trương Khắc gọi điện lại cho Tô Tân Đông, vừa rồi ở nhà họ Tôn không tiện nói. Nếu chuyện đã xảy ra thì chấp nhận đi, tối mai tôi về tới Hải Châu, anh nói với Lưu Minh Huy, sau khi tôi trở về sẽ đích thân trả lời hắn. Nói với Dương Vân, bảo anh ta không cần chịu áp lực quá lớn, ít nhất hiện giờ các nhà phân phối không chủ động rời bỏ Ái Đạt đâu. Trước tiên đưa Phó Tuấn tới nhà khách, bảo hắn mai mang hành lý tới sân bay tụ họp, Trương Khắc và Hứa Tư quay về ngôi nhà gần Đại học Hong Kong. Mưa vẫn cứ rơi không ngừng, tưởng chừng mưa thêm chút nữa sẽ nhấn chìm mấy hòn đảo nhỏ của Hong Kong, chẳng biết có ai mang lo lắng ngớ ngẩn vậy không. Bỏ ngang bữa tiệc trở về, thời gian còn sớm. Hứa Tư đỗ xe ở bên đường nơi có thể nhìn thấy tháp Hải Đăng, chẳng cần vội về nhà, xe hẹp làm hai người cảm giác tim gần nhau hơn, cảm giác không tệ. Trương Khắc hé cửa kính ra một khe hẹp, có vài giọt mưa bắn vào, để Hứa Tư nằm lên ngực mình, đem sự việc kể tỉ mỉ cho cô nghe. Đám Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh muốn tranh Tiêu Vương, em bảo phòng thị trường làm ra dự toán kia là sợ bọn họ chuẩn bị không đủ, khi bảo giá bị đối thủ cạnh tranh khác đánh bại. Lưu Minh Huy bỏ đi như thế không phải điều em muốn thấy, còn kéo theo nhiều người như thế, phòng thị trường bận lắm đây. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, đưa tay xuống dưới mông Trương Khắc sờ. Cậu đem đuôi hồ ly giấu đi đâu rồi? Khỉ mới mọc đuôi ở mông, đuôi nam nhân mọc ở phía trước, chị sờ thử xem, nó sẽ lộ ra ngay. Trương Khắc cười gian. Hứa Tư nguyết y một cái, ôm lấy hông Trương Khắc, áp mặt lên ngực y. Lưu Minh Huy biết rất nhiều. Chính thái muốn nhắm vào chúng ta sẽ rất đau đầu. Còn may là một số thứ quan trọng không để cho hắn biết, hắn chỉ biết chip giải mã của ty nhập khẩu từ bên công ty Hong Kong,
nhưng không biết hiệp nghị giá vớ ti, phía biên trung tâm nghiên cứu hắn cũng không xen vào được. Trương Khắc hết sức thành thạo luồn tay xuống dưới váy Hứa Tư, miệng vẫn nói đều. Sức cạnh tranh hạch tâm một xí nghiệp hiện đại là gì, bọn họ còn phải học vài năm nữa. Á, cậu hư lắm, về nhà đã được không? Hứa Tư đưa tay ra giữ tay Trương Khắc kéo quần lót của mình xuống. Hi hi, về nhà là tập 2. Một lúc sau trong xe chỉ còn tiếng thở trầm nặng nề, chiếc xe nhỏ thi thoảng rung bần bật. Chương 428, quà tiễn chân. Hôm sau dậy sớm lên máy bay về tỉnh thành, rồi ngồi xe về Hải Châu, tới Hải Châu thì đã là hoàng hôn ngày mùng 5 tháng 11 rồi. Trong lịch trình cũ, Trương Khắc sẽ ở Hong Kong thêm một ngày nữa, sáng mùng 7 bay tới Bắc Kinh, tham dự đại hội đấu thầu Tiêu Vương mỗi năm một lần vào ngày 8 tháng 11. Trước khi ngày cạnh tranh Tiêu Vương, quá nửa nhân viên thị trường cao cấp của Ái Đạt nhảy sang công ty đối thủ, trong mắt người ngoài đây là đòn đau giáng vào Ái Đạt. Tới nơi, Trương Khắc không chỉ hoãn phút nào gọi điện hỏi Tạ Vãn Tình, biết cô ở nhà liền tới thẳng Tân Cẩn Viên. À, em cũng về à? Tạ Vãn Tình nhìn thấy Hứa Tư ở bên Trương Khắc, thu lại tình cảm đặc thù của mình, hôm qua nhiều việc rối loạn, Tô Tân Đông chỉ nói với Tạ Vãn Tình hôm nay Trương Khắc về, không nói có cả Hứa Tư. Tạ Vãn Tình hỏi, chuyện đám Lưu Minh Huy truyền đi rất nhanh, thị trưởng Đường và Tống Bồi Minh đều biết rồi, có gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Chị nói tối em sẽ về xử lý, hay là em gọi điện cho họ trước đi? Trương Khắc gãi đầu. Hiện giờ có gì để nói ạ, đợi em từ công ty về đã. Lưu Minh Huy không dám gặp em, chị khuyên cậu ta rồi, đang đợi em ở công ty đó. Ở Ái Đạt không vui thì đường ai nấy đi, có gì không dám gặp em. Trương Khắc nhướng mày lên. Hắn tưởng 10 người kia đi theo hắn sao, Khoa Vương không trả lương cao thì hắn lôi bọn họ theo được à? Hắn đánh giá bản thân cao quá rồi. Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái thẳng tới khu công nghiệp điện tử, y ngồi ghế phụ, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư ngồi ghế sau, thân mật nắm tay nhau thì thầm to nhỏ.